Khúc đen là lụa 100D nha chị nha. Khúc đen là lụa 100D á chị. Rồi chia sẻ bài giùm em đi mấy chị ơi. Chị nào đang xem thì mình chấm chấm lên giùm em một chấm thế nè. Em chào chị Lương Quỳnh Hoa này. Cái đó là vải xô nha chị nha. Vải xô nha chị nha. Vải xô linen đó chị. Vải xô thì nó sẽ không không mềm giống như von lụa đâu chị ơi. Còn cái này 100D thì mềm rũ nè. Lấy cái mét lên giùm em với. Mấy chị chốt mã lên giùm em với nha. Rồi chị nào vào like thì mấy chị chấm bài lên giùm em với mấy chị. Vào like chấm bài lên giùm em với nha mấy chị nha. Chào chị Mon Ala nè. Mấy chị chấm cho em ủng hộ em một chấm thôi nè mấy chị nè. Mua không mua gì chấm mà ủng hộ em một chấm đi mấy chị. Chứ dạo này Facebook nó mất tương tác quá mấy chị ơi. Em coi nha. Em lấy em coi nha. Rồi em chào chị Lê Trâm nè. Đơn của Mon Ala hả? Ủa đơn của Mon Ala gửi rồi mà ta. Ai hỏi? Ai hỏi mà là vì sao? Chị lấy vải số 1 hả chị? Lúc qua lúc lại chị đã nặng cho em gì thì chị không thấy cho em đâu hết. Em còn 8 mét nha chị nha. Còn 8 mét mới chờ xíu để em chia sẻ bài xong rồi em lên. Mấy chị ơi mình chấm bài tương tác giùm em để tới hồi mấy chị chốt hàng khỏi bị ẩn comment nha mấy chị nha. Chốt hàng không bị ẩn comment đi mấy chị ơi. Chứ nhiều lúc mấy chị chốt á, em không có thấy được á mấy chị. Nhiều lúc mấy chị chốt là em sẽ không thấy được mấy chị nha. Nên mấy chị chấm bài tương tác giùm em với. Trăm mười gram một ký nha mấy chị nha. Bữa nay em bán hàng kiện cho chị Monala. Hình như dạo này em like mấy chị không có thấy. Rồi em bây giờ để chị vô trong cái app này. Còn cái này để em coi bên máy đây nha. Còn chị thì có app rồi chị coi bên máy đây.
Rồi em lên nha mấy chị nha, em lên luôn nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa nè. Rồi ai like chốt lên giùm em mảnh lụa này mấy chị nè, ai like chốt lên giùm em. Chấm bài tương tác lên giùm em, cái này là von này mấy chị, em còn 2 mét von này. 2 mét von, chị đồng like chốt lên giùm em 2 mét. 2 mét von nha mấy chị nha, em chào chị Nhiều Nguyễn nè. Like chốt lên giùm em mã 34. Chốt 34 lên giùm em nha mấy chị nha, 34, ai lấy 34? Chưa nhận được hả? À quên, chưa xem hả chị? 34, chị nào lấy 34, chốt 34 lên giùm em mã 34 nè. Chốt mã 34 lên giùm em, có mango luôn á chị ơi, xem like chọn giùm em với. Ai lấy 34, chốt 34 lên giùm em mã 34, em xem lên máy đó nha. 34, chị nào lấy 34, mình chốt 34 lên giùm em nè mấy chị, mã 34 nè. Chị nào lấy 34 mình chốt 34 lên giùm em, cái này là von chinh phong mềm rủ giùm em 34.000, chị nào lấy chốt mã 34. Chốt 34 lên giùm em nè mấy chị, 34 nè. 34 cho trai đất cảng nè. Rồi lên cho mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một khúc áo nè, chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em. Cái này là áo nha mấy chị nha, chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em áo nè. Áo 19.000. À, rồi ok em nhận cái đơn kia đi, rồi chị cân hàng rồi chị đi đơn sau cho em nha. Rồi ai lấy chốt lên giùm em nè, áo nè, chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em mã áo. Áo mấy chị nha, áo 19.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 19 nè. Chốt 19 lên giùm em mã 19. Hoa to hả? Hoa to cái này là vải xô nha. Vải đó là xô linen nha. Còn cái này là vải thô. Rồi áo cho Lương Quỳnh Hoa này. Áo cho Lương Quỳnh Hoa. Bữa nay Facebook nó hay bị ẩn comment này mấy chị nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von tơ, chị nào lấy chốt lên giùm em. Rồi ai lấy chốt lên giùm em. À chưa bật cái này. Rồi ai lấy chốt lên giùm em tơ von này mấy chị ơi, von tầm nha. Em chào chị Phong thành phố này, cái này em còn 2 mét này mấy chị. 2 mét chị nào lấy chốt lên giùm em. Ai lấy chốt lên giùm em mã 25. Lấy chốt lên giùm em mã 25 đi mấy chị nha. Cái này là xô linen, xô thì nó sẽ không có co giãn rũ giống như là von lụa đâu nha mấy chị nha. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 25 này. 25 em chốt cho chị Ngọc Mỹ Phạm nè. Ngọc Mỹ Phạm nè. Chắc có co giãn nhẹ nha. Cái này chắc có co giãn nhẹ nhưng mà nó không rủ giống như von lụa mềm nha mấy chị nha. Nó giống như là xô linen vậy mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von nữa nè. Cái này xinh đẹp luôn á. Lấy chốt lên giùm em. Cái này nó giả thêu cho mình nha mấy chị. Em còn 2 mét rưỡi nè. 2 mét rưỡi von giả thêu, chị nào lấy chốt lên giùm em 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi ai lấy chốt lên giùm em mã. Mã 43, chị nào lấy 43 chốt 43 lên giùm em mã 43 nè. Ai lấy chốt 43 lên giúp em nè. Chấm bài lên giùm em đi mấy chị nè. 43 ai lấy 43 chốt 43 lên giùm em mã 43 nè mấy chị. 43.000, chị nào lấy thì mình chốt mã 43 lên giúp em. Chốt 43 lên giùm em nha mấy chị ơi, 43k. Mã 43 giùm em. 43 ai lấy 43. Chào Nguyễn Mèo Con nè. 43.000, chị nào lấy chốt mã 43. Úc nhìn coi. 43 ai lấy 43, em chào chị Phạm Thanh có von su màu. Có von su màu. Chào chị con su màu trắng không? À von su màu trắng dạ không chị ơi. Là nè 43 ai lấy 43 hả? 43 cho Mon Ala nè. 43 cho Mon Ala đơn mới hỏi số này. Rồi lên cho mấy chị một khúc von nữa nè. Chị nào lấy von chốt von lên giùm em. Chào Nguyễn Mèo Con nha. Rồi cái này em còn 3 mét rưỡi mấy chị. 3 mét rưỡi nè. 3 mét rưỡi von họa tiết mã 2 cho mình coi. Mã 2 cái đó là lanh đuổi nha chị. Cái đó là lanh đuổi giùm em. Đây. Đây là lanh đuổi giùm em nha mấy chị nha. Lanh đuổi nó sẽ không có phải giống lanh hai da nha mấy chị nha. Không có giống lanh hai da giùm em. Chào chị Yến Lê nè. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 55 nè. Chốt 55 lên giùm em 3 mét rưỡi nè. Lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em. Mã 55. Rồi cái này cho trai đắp cảng nè. 55 cho trai đắp cảng nè. Rồi 55 em hết rồi nhưng chị Nhã Lam nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von lụa nữa nè. Chị nào lấy chốt lên giùm em. Có dạng chứ, lanh đuổi nè, có dạng nha.
Rồi cái này em còn 2m3 này mấy chị này, 2m3, 2m4 giùm em. Chị nào lấy chốt lên giùm em. À không lấy 55 hả? Bỏ 55 ra kìa. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em mã 37. 37 ngàn chào Hải Dương này. 37 ngàn, ai lấy chốt 37 lên giùm em mã 37 nè. Chốt 37 lên giùm em nha mấy chị, 37 ngàn. Họa tiết thì mấy chị nhanh chắc lụa giùm em 37. 37 ngàn lấy 5m Manala nè. 37 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 37 nè. Chốt 37 lên giùm em 2m rưỡi 37 ngàn. Chị nào lấy mình chốt 37 lên giùm em nè mấy chị, mã 37 giúp em nha. Họa tiết có to giãn cho mấy chị luôn 37 ngàn. Ai lấy 37 chốt 37 giùm em mã 37. 37 cho Nguyễn Mèo Con này, đơn mới này, khỏi số này. Rồi lên cho mấy chị khúc áo này mấy chị. Ai lấy áo chốt áo lên giùm em đủ 100D. Áo 100D chị nào lấy chốt lên giùm em áo 100D này. Rồi cái này 21 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em mã 21. Chốt 21 lên giùm em này mấy chị, 21 ngàn. Ai lấy mình chốt 21 cho mấy chị nha, 21K. Mã 21 lên giùm em. Chị nào lấy 21 mình chốt 21 lên giùm em nhí xanh bơ. Nhí xanh bơ hả? À cái này hả chị? Cái này là dập nhăn giùm em nha. 21 em chốt cho Lương Quỳnh Hoa này. 21 cho Lương Quỳnh Hoa. Em chào chị Thu Hà, chào chị Loan Đỗ nha. Hết mất rồi mấy chị ơi. Cái này là dập nhăn, cái này mấy chị lên đầm cho bé là em nói y bài luôn mấy chị. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp nha, em có nhiều màu nữa sao ạ? Em có nhiều màu, đẹp lắm luôn. Dập nhăn cái này mấy chị lên đầm mà rút dây mấy chị, hoặc là lên đầm cho bé đẹp vai gì cũng đẹp hết nha. Lấy kèm mét lên giùm em mấy chị ơi. Ai lấy kèm mét lên giùm em lụa dập nhăn. Em lấy màu. Rồi ok này. Đẹp. Do là mấy chị bên đây chốt trước á. Rồi cắt cho chị để lấy cái kia ra cái dây khác cho ra đất cản. Còn cắt cái này cho Nguyễn Miều Con 3m nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh mango này mấy chị ơi, mango nha. Ai lấy mango chốt lên giùm em mango này mấy chị. Mango này em còn 3m4 chị nào lấy chốt lên giùm em 3m4 này. 3m4 mango. Mong mình Nguyễn Miều Con lấy chốt lên giùm em mã 78 nè. Chốt 78 lên giùm em này mấy chị, 78 ngàn. Ai lấy mình chốt 78 lên giùm em mango 78. 3m4 78k. 78 chị nào lấy 78 chốt 78 lên giùm em 78k này. Mã 78 lên giùm em hoặc là chia ra giùm em cắt coi dạng 4 chiều luôn nha mấy chị nha. Lấy chốt lên giùm em 78 ngàn. 78 ngàn rồi bỏ qua đất cản. Rồi lấy cái dập nhân hết. 78 cho Lương Quỳnh Hoa này. 78 cho Lương Quỳnh Hoa, em coi thử comment. Bé đâu rồi, mình vô trong comment đây cái để. Em coi bên máy dao dễ hơn, dao thoát ra. Ủa sao hai máy hai đứa giống nhau vậy? Đâu giống nhau. Cái thoát ra thoát vô đáng lẽ đây chứ, còn đây thoát ra bên đây nhỉ? Dạ. Còn em là dày mà. Xịn bánh. Đây máy dỗn đâu, chia ra được không? Chia ra đi, bé. Chia ra cho Mon Ala cái mỏng đó đi em. Đây chị chia ra cho. Rồi để chia ra nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh dập nhăn này. Chị nào lại chốt lên giùm em dập nhăn này. Cái này em còn dập nhăn này mấy chị ơi. Cái này em còn 3m rưỡi dập nhăn này. 3m rưỡi dập nhăn màu vàng trái tim. Lại chốt lên giùm em. Chào chị Bích Hải nha. Lại chốt lên giùm em mã 82. Chốt 82 lên giùm em này mấy chị, 82 nè. Ai lấy 82 chốt 82 lên giùm em mã 82 không. Cái này là hàng kiện nhưng coi đất cản nha. Hàng kiện 82 chị nó lấy 82 vàng cho coi đất cản nè. Rồi cho Mon Ala một mảnh nè. Cái đó cho coi đất cản Mon Ala một mảnh. Mon Ala mảnh hồng đi. À Mon Ala mảnh lấy mảnh hồng nha. Hồng đây nè Mon Ala nè. Dễ thương lắm. Cái này may đồ cho bé là siêu đẹp luôn. Cái này còn 3m rưỡi. Thì lụa dập nhăn đó, lụa mà nó dập nhăn lại này, cho đất cản nè, đây nè, thấy không? Bi sau lưng, bi đen là chắc phải gì? À cái này là xanh đen mấy chị đẹp ơi. Cái này là xanh đen. Bữa nay ai lấy kìa? Không. Bấm cho Lương Quỳnh Hoa cái đó chứ bé. Rút cái bill khác bấm nữa không? Cái này là xanh đen nha, cái đó cho Monala. Monala lấy không? Nếu như lấy thì ok Monala nha. Lấy thì, rồi ok Monala nè.
Cái này là xanh đen mấy chị nha, xanh đen nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh, cái này là cát thái nha mấy chị nha. À em có ton chị Loan Lê ơi, có ton nhưng mà ton, có ton nhưng mà giá 160 ngàn một ký ton, nhưng chị Loan Lê nha, ton của em là giá 160 ngàn. Rồi ai like chốt lên giùm em nữa này, cái này em có 4 mét cát thái mấy chị nha, 4 mét này like hết thì chốt, không thì chia ra giùm em lụa cát thái nè. Like chốt lên giùm em mã 90 hoặc là 90 chia giùm em nha mấy chị nha, 90 hoặc là 90 chia giùm em. Ai like chốt lên giùm em mã 90 nè. 90 hoặc là 90 chia giùm em nha mấy chị ơi, 90 hoặc là 90 chia giúp em. Ai like 90 hoặc là 90 chia giùm em nè mấy chị. 90 cát thái giùm em mã 90. Mã 90 sổ. Rồi ai lấy mã này nữa thì chốt lên giùm em nữa nè. À 90 chia 2 này cho chị Ngọc Mỹ Phạm nè. Có thun không? Không có thun lạnh. Rồi chia 2 cho Mon Ala nha. À cái này mình còn một dây sao ốc mở nằm ra rồi. Nhưng mà còn một bữa còn một cái video khác rồi. Để ra chia cho Ngọc Mỹ Phạm vậy. Còn 2 mét Mon Ala lấy nha Mon Ala. Rồi cái này em còn đủ áo nè, chị nào lấy áo chút áo lên giùm em, mi xanh lấy hết cho Mon Ala nè. Rồi 7 mét mi nè. 7 mét mi cho Mon Ala nè. Mon Ala đây. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 23 nè. Con chào cô Hạnh Trần này, áo 23 ngàn. Chị nào lấy thì mình chốt mã 23 lên giùm em nè mấy chị, 23 nè. Ai lấy 23 chốt 23 lên giùm em nha mấy chị, 23k. Chị nào lấy 23 mình chốt 23 lên giùm em, chốt mã 23 nè mấy chị. Úc ơi. 23, chị nào lấy 23 chốt 23 lên giùm em mã 23. Ai lấy 23 chốt 23 giùm em nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa họa tiết nè. Hai miếng không lấy hả? Vậy thôi để lấy cái mảnh khác cho. Lấy cái mảnh của Manala cắt thái đó đi em. Ý là chị còn một mảnh nữa. 23 chốt cho Nguyễn Mèo Con nè. Ý là chị còn một mảnh nữa dài nhưng mà giờ nó nằm ngoài bao rồi. Chị tưởng em lấy hai miếng thì bỏ vô, còn không thì để chị lấy mảnh khác cho. Rồi cái này em còn 2m7 nè. 2m7 chị nào lấy chốt lên giùm em 2m7. 2m7 chị nào lấy chốt lên giùm em 2m7 họa tiết nè. Cái này 40 ngàn, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 40. Chốt 40 lên giùm em nha mấy chị nha, 40. Ai lấy 40 chốt 40 giùm em mã 40 nè. Mã 40 nha mấy chị ơi, 40k họa tiết nha mấy chị nha, bao đẹp cho mấy chị luôn, chắc có co dạng 40 nè. Ai lấy 40 chốt 40 lên giùm em mã 40. Có vải form xô màu trắng. Dạ không nha chị Phạm Thanh nha, 40 chốt chị Yến Lê nè. 40 chốt chị Yến Lê. Em không có chị ơi, không có nha. Rồi ok, để xíu nữa ra bao coi thử có mảnh dài thì lấy nha. Rồi cái này em còn 3 mét satin nè mấy chị. 3 mét satin chị nào lấy chốt lên giùm em 3 mét. 3 mét satin 40 em hết. Rồi cái này 43 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em mã 43. Satin 3 mét 43k chị nào lấy thì mình chốt 43 lên giùm em 43. 43 chị nào lấy 43 chốt 43 lên giùm em mã 43 nè. 43 ngàn chị nào lấy thì mình chốt 43 lên giùm em này mấy chị, 43k mã 43 satin này mấy chị ơi, satin 3m 43 ngàn. 43 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em mã 43 này mấy chị, mã 43 giùm em nha mấy chị nha. 43 em chốt chị Nhã Lan này, 43 em chốt chị Nhã Lan satin chắc mềm rũ. Em có pha vải xô đâu chị Phạm Thanh ơi, không có vải xô màu trắng nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa 100D nè. Lụa 100D chị đọc lại chốt lên giùm em lụa 100D. Rồi cái này em còn 4m rưỡi. 4m rưỡi với ở ngoài đây 1m nữa nha mấy chị nha. Ở ngoài này 1m nữa bị nối mấy chị. Bị nối nha, em xem xuống cho mình nè. 4m rưỡi với ở ngoài bị nối. 1m nữa là tổng cộng là 5m rưỡi. Sale cho mấy chị còn 85 ngàn. Chị đọc lại chốt lên giùm em mã sale 85. Tại mảnh này dài thì mấy chị sale 85. Sale 85, Monala chốt sale 85 đúng không? Rồi bấm cho Monala sale 85 này. Là 4m rưỡi rồi nó bị nối xong ra ngoài đó là 1m nữa nha. 100 lấy.
100 lấy thôi sao? À sale 85, ghi sale 85 đi. Rồi cái này em còn 2m8 nè. 2m8 lụa nha mấy chị nha. 2m8 lụa chị nào lấy chốt lên giùm em 2m8 lụa nè. 2m8 lụa chị nào lấy chốt lên giùm em mã 54. Chốt lên giùm em 54 nha mấy chị nha. 54k ai lấy chốt 54 nè. Mã 54 chấm bài lên giùm em với này mấy chị nè. Chấm chấm lên giùm em với. 54 chị nào lấy 54 chốt 54 lên giùm em mã 54. 2m8 54.000 đẹp. Cái này mềm rũ này mấy chị nè, 54.000 nè. 2m8 54 ai lấy chốt 54 em chào chị Hương Tâm này. Mã 54 nha mấy chị nha, 54k. Chốt mã 54 lên giùm em, mã 54. Bây sau lưng. Bây sau lưng cái này cũng là 100D luôn. Cái này chắc tầm còn 3,5 m 4m gì đó nha. 100D 3,5 m 4m gì đó. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa lên áo này, chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em. Ai lấy áo chốt lên giùm em mã 25. Chốt 25 lên giùm em chào chị 83 nè. 25 lên áo, chị nào lấy áo 25 chốt áo 25 lên giùm em, lấy hết em đo được bao nhiêu. 25 áo nha mấy chị nhắc, áo 25 chị nào lấy áo 25 chốt lên giùm em áo 25 nè. Áo 25 chị nào lấy áo 25 chốt lên giùm em. Cái này em có được 1m1 nè. Áo 25.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã áo 25 nè. Gần 4m 38, 39. Rồi 38, 39 gì đó Monala. Lấy cho Monala. Ai lấy chốt lên giùm em. Rồi đuổi nè mấy chị. Chị nào lấy đuổi thì chốt đuổi lên giùm em nha. Ai lấy đuổi thì chốt đuổi lên giùm em. Cái này em có 3m đuổi nè. 3m đuổi, 3m2 đuổi nha mấy chị nha. Hoa to. 3m2 đuổi hoa to. Chị nào lấy chốt lên giùm em 3m2 nè. Lấy chốt lên giùm em mã 62. Chốt mã 62 lên giùm em nha mấy chị, 62.000. Chị nào lấy thì mình chốt mã 62 nè. Mã 62 lên giùm em nè mấy chị, 62k. Ai lấy chốt mã 62, 25 cho hồng hoa nè. À hồng lụa nè. 25 cho hồng lụa. Rồi 62. 62 em chốt chị Nhã Lam nè. 62 em chốt chị Nhã Lam. Rồi em còn cái bi xăm hả? Bi xăm này mấy chị kèm mét lên giùm em đi. Cái này em có được 1m 1m rưỡi, 1m4. 1m4 cái này nhiều. Cái này chắc được 5-6m này. Chị nào lấy kèm mét lên giùm em. Bi xăm. Bi xăm rủi giấy nha mấy chị nhân, chắc co giãn này. Cái này còn 4-5m gì đó. 4-5m. Lấy chốt lên giùm em. Kèm mét lên giùm em. Còn không thì cái này lẻ này mấy chị 2-3 ngàn này. Lấy chốt lên giùm em mã 23. Chốt 23 lên giùm em nha mấy chị nhân, 23k. Bi xanh là lụa giấy 23. 20 lúc nào cũng 20 hết. 25 mà 20 á. 23 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 23 nè. Cái này thì em còn ít nè mấy chị nè. 1m rưỡi, 23.000 lụa giấy nha. Lụa giấy 23.000, chị nào lấy chốt lên giùm em 23 nè mấy chị, mã 23. Mã 23 ai lấy 23 chốt 23 giùm em mã 23 nè. Vải thổ cẩm hai lên đẹp lắm. Chị có sách tin có nha Thúy Diễm nha, có nha. Chào Wildy nè, cảm ơn Wildy nha. Rồi lên cho mấy chị khúc áo này, chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em, lấy 4m hả? Lấy 4m rồi đấy. Lấy chốt lên giùm em mã 20-24 này mấy chị. Cái này 24 em chào chị Lê Phương Ánh nè. 24 ai lấy 24 chốt 24 lên giùm em, lên áo này mấy chị 24.000. Chị nào lấy thì mình chốt 24 giùm em này mấy chị 24 này. Có khúc dài em treo qua ngay chỗ đây này, chỗ trống này. 24 chị nào lấy 24 chốt 24 lên giùm em mã 24. Mã 24 lên giùm em, áo 24 này. Áo 24 cho hồng lụa nè. 23 em chốt chị Nguyễn Thu này, có số điện thoại này. 23 cho chị Nguyễn Thu. Thu có số điện thoại nè. Rồi em còn giặt nhăn này mấy chị nè. Giặt nhăn cái này màu xanh. À xanh là xanh gì ta? Màu xanh nha mấy chị nhăn. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Giặt nhăn này mấy chị nè. Giặt nhăn này. Ai lấy giặt nhăn chốt lên giùm em. Cái này em còn 3m rưỡi 4m gì đó này mấy chị. Mấy chị muốn chia đôi thì em chia cho. Cái này 3m rưỡi nha. Giặt nhăn hình trái tim giống như cái mảnh màu hồng với lại màu vàng hồi nãy á, mà cái này màu xanh này. Mấy cái này mấy chị lên tầm Tiểu Thư hay là lên áo đẹp vai đẹp lắm luôn á. Em chào chị Liên Hạnh này. 24 em hết. Monala
Cái này hả? Cái này hả Thúy Diễm? Hớ mất tiêu rồi, cái này nguyên cây mà chị bán hớ mất rồi. Cái này vải đẹp lắm. Rồi ai lấy chút lên giùm em dập nhăn, kèm mét lên giùm em hoặc là chia ra giùm em dập nhăn này. Chị nào lấy dập nhăn chút lên giùm em cho chị Liên Huỳnh nha. Rồi cái này lên đồ cho bé này mấy chị này, rất là cân luôn, lên đồ cho bé giùm em. Còn đủ lên đồ cho bé thôi 20 ngàn. Chị nào lấy chút lên giùm em ạ, 20. Em nhìn coi thử. 20, chị nào lấy 20 chốt 20 lên giùm em. Có vải màu nhưng chị Liên Hạnh nha. 20, chị nào lấy 20 chốt 20 không có bên đây nè. Úc, lướt qua kiểu gì Úc để nhìn thấy Úc. 20, chị nào lấy 20 chốt 20 lên giùm em. Không có đúng không? Chị nào lấy 20 mình chốt 20 lên đồ cho bé này, 20k nè. Ai lấy chốt lên giùm em mẹ 20. Nhiều mới đi đơn. Chị chốt có tầm 4-5 mảnh là đi đơn nha chị Nguyễn Thu nha. Mấy chị chốt có tầm 4-5 mảnh là đi đơn giùm em với nha. Rồi satin bell này mấy chị. Ai lấy satin bell chốt lên giùm em satin bell. Mấy chị cố gắng chọn đủ đơn giùm em với. Cái này em có satin bell, em có 1,5 m satin bell nè. 1,5 m nhé. Cái này khổ hơi nhỏ xíu, 1,5 m 20 cho Nguyễn Mèo Con kìa. Lấy chốt lên giùm em satin. Còn đủ áo chị nào lấy chốt lên giùm em mã 21 nè. Khổ nhỏ 21 ngàn. Chào Safina nè. 21 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em satin. Cái này khổ nhỏ nha, em còn 1,5 m. 21 ngàn chị nào lại chốt lên giùm em mã 21. Chốt 21 lên giùm em nè mấy chị, 21 ngàn nè. Ai lấy thì mình chốt mã 21 giùm em, mã 21. Chốt 21 lên giùm em nè mấy chị, 21. Dạ không nha chị Huy Hoàng nha. 21 ngàn chị nào lại chốt lên giùm em mã 21. Rồi em có satin màu nè mấy chị. Satin màu chị nào lại chốt lên giùm em, cái này em còn 3 m. Lương Quỳnh Hoa 21. Lương Quỳnh Hoa 21 nè. Em coi nha, em coi cái này bên này. Chị đừng coi bên cái này để chị tự đi coi. Rồi cái này em còn 3 m này mấy chị ơi. 3 m satin màu xanh. 3 m satin màu xanh chị đồng lại chốt lên giùm em 3 m nè. 3 m 58 nè, chị đồng lại chốt lên giùm em mã 58 nè. Mã 58 chị đồng lại 58 chốt 58 giùm em mã 58. Chốt mã 58 lên giúp em nha mấy chị ơi, 58k. Mã 58 dạ không có chị Đặng Liên ơi, 58. Ai lấy 58 chốt 58 lên giùm em mã 58 nè. Chốt 58 lên giùm em màu xanh. Trời màu đẹp lắm mà chắc cũng đẹp luôn nha mấy chị nha. 58 ngàn. Ai lấy chốt mã 58 lên giúp em mã 58 nè. Bên xanh em còn nha mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von lụa không cần lót này mấy chị. Màu biên von hay phải gì? Màu biên, màu biển von. Màu em nói gì Safina? Satin 54. À satin 54 nè. Màu xanh đâu rồi, chị nói giúp đâu rồi ít nha. Satin 54 cho chị Liên Hạnh nè. À, xin hỏi mấy chị nhớ cho em đúng số nha. Rồi cái này 40 ngàn nè mấy chị ơi. Lấy chốt lên giùm em mã 40. Ai lấy 40 chốt 40 lên giùm em nè mấy chị, 40 ngàn. Chị nào lấy chút lên giùm em mã 40 này mấy chị ơi, nhớ ý nha, 40k. Mã 40. Cái này là bao nhiêu? 54 gì đó. Còn cái thằng giá xíu. 54 này. Không, không, 40 kìa. À cái này là 58 ngàn. Cái này là 58 ngàn nha chị Liên Hạnh nha. Em nói lộn sao á, 58 ngàn á chị. 40 chút cho Mon Ella nè. 58 ngàn nha chị Liên Hạnh. Em có tờ giấy không? Bấm như mình xé vậy. Cái đó là 58 ngàn nha chị Liên Hạnh nha. Em nói lộn là 54 á. 40 hả? Bé em coi cái mảnh của Mon Ala bao nhiêu mét vậy bé? Quên nói bao nhiêu mét rồi. À, Giao ơi em đem cái bì của Liên Hạnh vô giùm chị vô. 2 mét nha Mon Ala. Rồi em lấy tờ giấy em nói bấm hay. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã này nữa nè mấy chị nè. Nô 4 m nha mấy chị nha, 4 m giùm em. 4 m giùm em nè mấy chị ơi, nô mango nha mấy chị nha. Nô mango 4 m nè. Chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em mã nô mango nè. Mã nô mango chị nào lấy 4 m thì chốt, không thì chia giùm em nha mấy chị ơi. Lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em mã
Rồi cái này mã 102 này mấy chị ơi, mã 102 giùm em rồi, chắc đẹp lắm luôn mấy chị biết rồi. Co giãn này mấy chị, màu rất là đẹp luôn nha. Cái này về mấy chị Linh, Linh cái gì cũng đẹp hết. Em chào chị Nga Thúy nha. Đó, no mango nha mấy chị nha, no mango. Chốt lên giùm em mã 102, chắc em bao chắc cho mấy chị luôn. 102, 102 cho Thương Nguyễn nè. Ừ, có. Rồi em có nâu nè mấy chị nè, ai like chốt lên giùm em nâu. Nâu mấy chị nha, nâu nè. Có mất tiêu rồi. Hết rồi Monala. Rồi nâu này em còn 1 mét nè mấy chị, like chốt lên giùm em. Ai like chốt lên giùm em nè, 25 nha mấy chị nha, 25 satin. Satin 25, chị nào like chốt lên giùm em 25.000. Nâu mấy chị nha, nâu 25 nè, em còn 1 mét về mấy chị pha phối nha. Hoặc lên áo cũng được. Like chốt lên giùm em satin chắc bao đẹp. Like chốt lên giùm em nè. Like chốt lên giùm em mã. Mã 25 nè mấy chị nè, 25. Chốt 25 lên giùm em nha mấy chị nha, 25. 25 cho chị Liên Hạnh, Liên Hạnh nè. Chị Liên Hạnh ơi, em có mảnh dài, chị muốn lấy bao nhiêu mét? Em có mảnh dài hơn á chị muốn lấy bao nhiêu mét hay là lấy chừng đó thôi? Lấy bao nhiêu mét thì con bé nhân viên em nó cắt cho nha chị Liên Hạnh nha. Chị comment giùm em. Chị comment giùm em là nâu kèm mét đi cũng được. Nâu kèm mét đi cũng được nha chị. Rồi ai like chốt lên giùm em, cái này em có 2 mét sọc, 2 mét rưỡi sọc này. 2 mét rưỡi sọc chị nào like chốt lên giùm em. Chị may áo lẻ rồi, ok chị nè, để em lấy 25 cho chị. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em mã 60 nè. Mã 60, ai like 60 chốt 60 lên giùm em mã 60. Chốt 60 lên giùm em nè mấy chị ơi, co giãn 60k. 60.000 sọc nhưng mấy chị nhân chắc lụa 2 mét rưỡi giùm em, 2 mét ra. Cái này chắc 2m6 luôn á mấy chị ơi. Cái này về mấy chị may may quần ống suông ống rộng đẹp lắm luôn nè. Chị nào lấy chốt lên giùm em sọc. Sọc nha mấy chị nha, chị nào lấy sọc chốt sọc lên giùm em nè. Sọc 60.000, ai lấy chốt lên giùm em mã 60. Mã 60 giùm em nha mấy chị ơi, 60k. Rồi dập nhăn nè, ai lấy dập nhăn chốt lên giùm em dập nhăn. Cái này em có 1m2 dập nhăn nè. 1m2 dập nhăn loan, chị nào lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em mã 23. Chốt mã 23 lên giùm em mã 23, 60 em chốt chị Nhã Lam. 23 ai lấy 23 chốt 23 em chào chị Cùi Bắp nha. Mã 23 ai lấy 23 mình chốt 23 giùm em nè, mã 23 nè. Ai lấy 23 mình chốt 23 giùm em, cái này đủ lên áo cho mấy chị thôi, 23.000. Mã 23. Mã 23 chị nào lấy 23. Rồi dập nhăn màu cam nè mấy chị nè. Lâu lâu lấy với chị mấy cái mảnh màu bên kia kìa. Nhàn giờ với lấy cũng được. Không để em lựa màu được. Rồi 23 cho chị hồng lụa nè. Rồi cái này em còn 3 mét nè. Cái này em còn 3 mét, chị đọc lại chút lên giùm em dập nhăn màu cam nè. Dập nhăn cho mấy chị nhăn màu cam. Lại chút lên giùm em. Lại chút lên giùm em mã 65. Nhân cho chị Ngọc Lan nè. 65 chị nào lấy 65 dập nhăn, cái này về lên đồ cho bé cưng lắm luôn á mấy chị ơi, 65.000. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 65 này, mã 65 nha mấy chị nha. Có vân chân phong đen không em? Dạ không chị Ngọc Lan. Ai lấy chốt lên giùm em mã máy quá rồi, 65 đúng không mấy chị, hoặc là chia ra giùm em lên đồ cho bé dễ thương. Rồi lên cho mấy chị một mã nè, cái này là đuổi thêu cho mấy chị nè. Ai lấy chốt lên giùm em, giống như gấm vậy mấy chị, lấy chốt lên giùm em nè. Cái này em còn 4 mét này mấy chị nè, 4 mét nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia ra giùm em 4 mét nè. 4 mét lấy hết thì chốt, không thì chia ra giùm em mã 89. Lấy chốt mã 89 lên giùm em nè mấy chị ơi, 89 ngàn. Mã 89, chị nào lấy 89 chốt 89 lên giúp em mã 89 nè. Có co giãn cho mấy chị luôn, 89k. Mã 89 giùm em. Ai lấy 89 chốt 89 nha mấy chị nhân, 89k nè. Mã 89, 65 chốt chị Quỳnh Giao nè. 89 nha, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 89. Rồi cái này đẹp quá trời luôn mấy chị nè. Rất là sang nha. Cái này mấy chị lên đầm lên đồ sẽ ít thôi, ốp, ít thôi. Nửa hết được. Ít thôi bỏ này mấy cái xung lo cho mấy nữ chứ. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Cái này em còn 2 mét chân này mấy chị, 2 mét chân. 2 mét chân lụa 100D, chị nào lại chốt lên giùm em 2 mét chân này.
2 mét chân, ai like chúc lên giùm em. Chào chị Ly Nguyễn, 34.000. Chị nào like chúc lên giùm em mã 34. Chúc lên 34 giùm em nha mấy chị, 34 này. Mã 34, chị nào like 34 chúc 34 lên giùm em mã 34. Mã 34 lên giúp em này mấy chị, 34k chân 2 mét này. 2 mét 34.000, chị nào like thì mình chốt 34 giùm em mã 34. Rồi satin xanh đen này mấy chị. Satin xanh đen, chị nào like chốt lên giùm em satin xanh đen. Cái này em có đủ áo nè. Ba tư chốt chị Nhã Lam nè. Cái này hả, mã 1 này chị ơi. Lụa 100D giùm em, chắc có co giãn nha. 100D, lấy kèm mét lên giùm em, 1 kèm mét nè. Rồi 28.000, chị nào like chốt lên giùm em mã 28. 28.000 satin màu xanh, 28. Ai lấy 28 chốt 28 lên giùm em nè mấy chị, 28.000 nè. Em có được 1m6 nha mấy chị nha, 1m6 28.000 chắc co giãn giùm em. 28 với chị Liên Hạnh nè. 28 chị Liên Hạnh, còn mạnh nữa cho chị lấy cho chị Hương Tâm một mạnh kia. Kể em thấy một mạnh đi. Cái chị Hương Tâm nè. Chị Hương Tâm ơi, cái mạnh này nhiều hơn xíu chị lấy luôn không chị? Có mạnh này không? Cái mảnh này chắc dày hơn xíu sao á. Cái này em có được 1m8 nè. 1m8 chị Hương Tâm lấy không? Mã 2 hả? Không phải, mã 2 đó là lăn đuổi nha chị nha. Rồi lấy chút lên giùm em. Cái này là 54.000 á chị Hương Tâm ơi. Chắc hơi dày hơn xíu, 54.000 với lại nó dài hơn nữa. 54. Chắc này đẹp này chị nè. 54 chị lấy thì chị ok nha. 54. Rồi tím này, chị nào lấy chút lên giùm em tím. Mã 1, 1m5 cho chị Tạ Yến. Chị Tạ Yến lên số điện thoại giùm em nha, chị Tạ Yến nha. Lên số điện thoại giùm em với. Thôi hả? Dạ rồi ok chị nè. Rồi cái này em còn 2m5 nè. 2m5, chị nào lấy chút lên giùm em 2m5. 2m5, ai lấy mảnh này chút lên giùm em mã 42. Mã 42, chị nào lấy 42 chút 42 lên giùm em mã 42 nè. Ai lấy 42, mình chút 42 lên giùm em màu tím. Tím 42, 2m5, 42k. Chị nào lấy 42, chốt 42 lên giùm em mã 42k nè, 1m5 nè. 1m5, 42.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 42. Chốt mã 42 lên giùm em nha mấy chị nha, 42k. 42, ai lấy 42, chốt 42 lên giùm em mã 42 nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa 100D nè. Cái này em còn 3m nè. Cái này em còn 3m lụa 100D, lấy chốt lên giùm em 3m. Chị Tạ Yến lấy thì lên số điện thoại giùm em. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 60. Lấy chốt 60 lên giùm em nè mấy chị ơi, 3m lụa 100D chắc bao đẹp cho mấy chị luôn, 60 nè. 60, ai lấy chốt lên giùm em mã 60. Mã 60 nha mấy chị nha, 60k. Ai lấy chốt lên giùm em 60 nè mấy chị nè, 60 trời đẹp quá luôn ạ. Chị nào lấy 60 chốt 60 lên giùm em mã 60 nè mấy chị nha, 60 nha. Mã 60 cho chị Ngọc Mỹ Phạm nè. 60 cho chị Ngọc Mỹ Phạm. Khúc xanh hồi nãy hả chị? Dạ chưa chị ơi, khúc xanh xanh màu hồi nãy đúng không? Chưa chị. Rồi cái này em còn, cái này em còn 3m vuông nè mấy chị nè, 3m vuông hỏa tiết nè. 3m vuông hỏa tiết, chị nào lấy chốt lên giùm em 3m. 3m 47.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 47 cho chị Loan luôn. 47.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 47 nè. Còn kia Ngọc Mỹ Phạm đúng không? 47.000, chị nào lấy chốt lên giùm em, chị Trần Thảo lên giùm em số điện thoại nha, khúc xanh hồi nãy. 47.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 47. 47.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã xanh này đúng không chị? Mã xanh này đúng không? 42 đi. Em cho chị Huyền Thương, cái này là von chinh phong này chị. Rồi cái này chị chốt lên giùm em 54 đi chị Trần Thảo ơi. 54 kèm số điện thoại luôn nha chị Trần Thảo nha. Để em bấm ghim giá luôn cho chị. Chị comment lên giùm em là 54. 54 kèm số điện thoại luôn nè. Rồi kèm lên giùm em là 54, em chào chị Ngọc Lan. Dạ không nha chị Ngọc Lan ơi, em có chinh phong đen. Rồi ai like chốt lên giùm em mã
Rồi 47.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 47. Em chào chị Huyền Thương. 47.000 này mấy chị nè, Von Kim Phong họa tiết rồi, cái này đẹp lắm luôn. Chào Nguyễn Thanh nè. 47.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 47 nè. Chốt 47 lên giùm em mã 47. Em khỏi thoát cái đây. Cái trang khỏi thoát. 47.000 chị nào lấy chốt lên giùm em 47. Rồi cái này đẹp lắm luôn á mấy chị, mà mấy chị không chốt hả? 47.000 nè. Lấy chốt 47 lên giùm em nè mấy chị, 47.000 nè. Mã 47 lên giúp em Von Kim Phong. Rồi lụa này mấy chị, ai lấy lụa chốt lụa lên giùm em 47 cho Huyền Thương nè. À, chị Huyền Thương ơi cho em lại số điện thoại cho chị Huyền Thương nha. Ủa sao phía đây nó không lưu số đây. Rồi cái này em còn 1m7 nè. Cho em lại số điện thoại đi chị. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em mã 32. Chốt 32 lên giùm em nè mấy chị nè, 32 nè. Ai lấy chốt 32 lên giùm em mã 32. Cho em lại số điện thoại để em lưu vô trong hệ thống nè chị. Hồi bữa trước like không có hệ thống. Rồi ai lấy chốt lên giùm em, cái này em có được 1m7. 1m7 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 32 nè. Lụa nha mấy chị nha, lụa 32. Ai lấy 32 chốt 32 lên giùm em mã 32 nè mấy chị. Chốt 32 lên giúp em nha mấy chị ơi, 32 chắc co giãn cho mấy chị luôn, 32.000. Chị nào lấy 32 chốt 32 họa tiết, cái này mềm rũ nha mấy chị này, co giãn. Cái này lụa Hàng Châu giùm em 32.000. Chốt 32 lên giùm em 1m7. 1m7 32. 32 em chốt chị Trần Thảo nè. Chưa giao hàng hả chị? Để em, rồi để xuống like rồi em coi thử đơn hàng đi tới đâu rồi nha chị Lan Anh nha. Em coi thử. Rồi lên cho mấy chị một khúc von. Cái này em có được 2 mét von Kim Phong nè mấy chị. Nền đen hoa tím này dễ thương không? Cái này nền đen hoa tím. Lấy chốt lên giùm em 32 hết mất tiêu rồi chị Tạ Yến ơi, 29.000. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 29 này mấy chị, 29k. Ai lấy chốt mã 29 Kim Phong giùm em 29k nè. Chị nào lấy 29 mình chốt 29 giùm em mã 29. Mã 29 mấy chị ơi, 29k. Chắc von mềm rổ mát luôn nha mấy chị, 29.000. Lên đầm váy dễ thương cực kỳ luôn. Cái này mấy chị lên đầm lên váy dễ thương cực kỳ luôn, 29.000 nha. Lấy chốt 29 lên giùm em mã 29 nè. Mã 29 em chốt chị Quỳnh Giao nè. Rồi lên cho mấy chị một mã nè. Rồi cái này lên áo nhũ nè mấy chị, 29 một mảnh nữa cho chị Liên Hạnh nè. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em nhũ nha mấy chị nha. Nhũ này mấy chị lên đầm lên váy cho bé cũng đẹp luôn. Lấy chốt lên giùm em nhũ, nhũ 16.000 thôi. Nhũ này 16, chị nào lấy 16 em cho chị Nguyễn Duyên nè. Chị Nguyễn Duyên chốt thêm cho đủ đơn nha chị nha, em đang giữ đơn cho chị đó. Lấy chốt lên giùm em, chị nào lấy chốt lên giùm em nhũ 16.000 đúng không mấy chị? 16.000, đẹp mấy chị không? 16.000 lên đầm cho bé giùm em 16 này mấy chị nè, 16. Ai lấy 16, 16 chốt chị Nguyễn Thu nè. Rồi em còn cái này nữa nè mấy chị, cũng lên đồ cho bé luôn. Ngôi sao. Mấy cái này mấy chị lên đầm cho bé luôn dễ thương, lên đầm cho mình cũng được nha. Cái này thì em còn 1,5 m, tha hồ mấy chị lên luôn, 1,5 m. 1,5 m nhũ ngôi sao nè mấy chị ơi. Nhũ ngôi sao, ai lấy chốt lên giùm em nhũ ngôi sao 26.000. Cái này 26.000, chị nào lấy 26 mình chốt 26 giùm em mã 26. Mã 26 lên giùm em 26k. Chốt 26 lên giúp em nè mấy chị 26.000. 26 chốt chị Nguyễn Thu luôn nè. Em chào chị Mai Thu Nguyễn. À không, bên em không có bán thun như vậy nha. Bên em không có bán thun. Rồi thơ màu trắng nè. Thơ màu trắng, chị nào lấy thơ trắng chốt lên giùm em thơ trắng. Thơ trắng này em còn 2m2 thơ trắng nè mấy chị. 2m2 thơ trắng, chị nào lấy chốt lên giùm em 2m2. 2m2 thơ màu trắng 53.000. Thơ như mấy chị nha. Thơ 53, cái này mà ra mua mét là mắc lắm nè. Về mấy chị làm tay phòng hay là pha phối hay là đầm gì cũng được hết, 53.000 nè mấy chị. Lấy chốt lên giùm em mã 53 thơ. Thơ 53 lên giùm em, ai lấy thơ chốt thơ lên giùm em. Ngồi một mình buồn dữ con kia. Ngồi buồn quá chút con bị về nè. 53 có lượng 100 đây nhí tôi. 53 em chốt chị Liên Hạnh nè. 100 đây nhí tôi hả? Tầng máy mới lai máy mạnh xong. Xong luôn á chị cùi bắp. Rồi cái này em còn đủ áo nè. Chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em nha. Chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em nè mấy chị ơi.
Lai chút lên giùm em mã 2, mã sale đi mấy chị, cái này nó bị xéo góc một xíu, để em sale cho mình nha. Có miếng to chứ chị. Ai lấy mã sale chút lên giùm em mã sale 20 đi mấy chị ơi, sale 20 giùm em. Chị nào ghi sale 20 chốt lên giùm em, sale 20. Mã sale 20. Mã sale 20 lên giùm em, mã sale 20. Nó có to sale 20 cho chị Trần Thảo. Chị Trần Thảo ơi, chị ghi chữ sale ra giùm em, còn không thôi ghi, ghi giấy. Rồi lên cho mấy chị một khúc lụa này, chị nào lấy chút lên giùm em. Hello chị Hiền Đặng này. Ai lấy chút lên giùm em lụa này mấy chị này. Cái này em còn 3 mét lụa hoa to này. 3 mét lụa hoa to, chị nào lấy chút lên giùm em 3 mét. 3 mét lụa hoa to, chị nào lấy chút lên giùm em mã 59 này mấy chị, 59 nha. Ai lấy thì mình chốt mã 59 lên giùm em, mã 59. Chốt 59 lên giùm em nha mấy chị ơi, 59k này. Ai lấy thì mình chốt mã 59 lên giùm em. Năm mươi chín ngàn về đây, 59.000 chị nào lại chốt lên giùm em mã 59 nè. Chốt 59 cái này em còn 3 mét thôi mấy chị ơi, 59k. Chốt mã 59 em chờ chị chốt ngon này, mã 59 thì mấy chị nhân 59.000 này. Ok chị Ngô Thị Lan Anh nha. Rồi lên cho mấy chị khúc von theo nữa nè mấy chị. Von theo chị nào lại chốt lên giùm em von theo. Cái này em còn 1m8 nè. 1m8 chị nào lấy chốt lên giùm em 1m8 39.000. 1m8 39.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 39. Mã 39 mấy chị ơi, 39 mẫu chị xem like cho em một nút chấm đi mấy chị. 39.000 này mấy chị chấm chấm lên giùm em với mấy chị ơi, chấm chấm đi. 39.000, 39 em chốt chị Thương Thanh nè. 39 em chốt chị Thương Thanh. Em có mẫu satin màu cam. Satin màu cam nha mấy chị, nhân satin màu cam. Cái này em còn 2m. 2m satin cam nha mấy chị, 2m satin cam nè. Em chờ chị Minh Võ nè. Mấy chị không mua thì mấy chị chấm bài ủng hộ em cũng được, là em cảm ơn rồi nha mấy chị nha. Rồi cái này là 37 satin cam nè. 37. Chị nào lấy 37 chốt 37 lên giùm em, satin cam 37. Satin cam 37 em chờ chị Nga Vũ nè. Satin cam 37 giùm em, chắc mềm rũ nha. Satin cam 37 giùm em, 37.000. Lấy chốt 37 lên giúp em nè, 37k. Rồi von. Con này bị lỗi rồi mấy chị ơi. Rồi cái này đủ lên áo cho mấy chị nè. Ai lấy áo chốt áo lên giùm em. Ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em nè mấy chị. Áo này 16.000. Áo 16, chị nào lấy áo 16 chốt áo 16 lên giùm em cho chị Lê Hương nha. 16.000, ai lấy áo 16 chốt áo 16 là von giùm em 16k. Lấy chốt mã 16 lên giùm em mã 16 này. 16 chốt chị Bích Lê Thị này. 16 cho Bích Lê Thị. Rồi tơ sọc này mấy chị nè. Ai lấy tơ thì chốt tơ lên giùm em tơ sọc. Tơ sọc này em có được 1m rưỡi. 1m rưỡi tơ sọc nha mấy chị nha. 20.000. 20.000 tơ sọc, chị nào lấy tơ sọc chốt lên giùm em mã 20 tơ sọc này mấy chị. Tơ sọc 20, tơ sọc này về mấy chị rất là nhẹ luôn, về mấy chị làm khăn tròn cổ cũng được nha. Làm khăn tròn cổ giùm em. Hoặc là mấy chị lên áo tròn đi biển vậy mấy chị rất đẹp luôn. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von tơ nè, cái này em còn 2 mét tơ nè. 2 mét tơ chị nào lại chốt lên giùm em 2 mét tơ. Ai lấy tơ chốt lên giùm em. 20 em chốt chị Hiền Đặng nè. Lên mã 2. Dạ đúng rồi chị Thương Thanh ơi. Đúng rồi, setting cam. Chị Diệp Ngọc ơi, chị Diệp Ngọc lên lại giùm em số điện thoại nha chị Diệp Ngọc nha. Sai số mất tiêu rồi chị Diệp Ngọc. Hay là thiếu số 0 thôi không biết. Cho em lại số chị nha nha. Rồi 27.000 tơ này mấy chị nha. Tơ 27. Ai lai chút lên giùm em mã 27 này mấy chị. 27.000 này. Cho em lại số chị ơi. 27, ai lấy 27 tơ giùm em 27.000 thôi. Lấy chút mã 27 nè. 27 nha, cái này siêu đẹp luôn á mấy chị ơi, siêu đẹp luôn. Cho chị coi mã 2, đây nè chị. 27 em chốt chị Hương Tâm này. Đây nè chị ơi, cái này là lăn đuổi giùm em nha chị Hương Tâm nha. Chị Ngọc có số này. Cái này là lăn đuổi, nó sẽ không bằng lăn, hồi bữa em bán là 160.000 một ký. Lăn này nó sẽ không giống, nó vẫn mát mấy chị. Vẫn mát, vẫn co giãn, nhưng mà lăn này nó sẽ không bằng lăn 160, lăn này là lăn đuổi nha mấy chị nha. Đây,
lăn này là lăn đủ giùm em, nhưng mà mấy chị lăn đồ vẫn đẹp nha. Lăn đồ vẫn đẹp giùm em. Lấy thì kèm mét lăn giùm em thôi. Rồi lên cho mấy chị cái áo này mấy chị ơi. Cái này là von giùm em. Là von nha mấy chị nha. Những chị khách mới á, mấy chị cố gắng là chọn đủ đơn cho em nha mấy chị. Cố gắng chọn đủ đơn giùm em với. Rồi 5 mét mã 2 cho chị Thương Thâm này. Là em có nói trước rồi nha, lanh này là lanh đuổi, nó sẽ không bằng lanh 2 da 160. Em vẫn có lanh 160. Chị nào muốn lấy lanh 160 thì em lấy nha. Đó, em chào chị A Võ Thị nè. Caro phía sau, cái đó là von đó chị A Võ Thị. Cái đó là von nha. Rồi cái này 13 ngàn lên áo nè. Lên áo 13, chị nào lấy áo 13 chốt lên giùm em mã 13. Chốt 13 lên giùm em nè mấy chị nè, 13 ngàn. Ai lấy 13 chốt 13 nè mấy chị. Mã 13 lên giùm em nha mấy chị nha, 13k. Cố gắng là mấy chị khách mới chọn đủ đơn cho em nha. 13 em chốt chị Quỳnh Giao này. Lên được một cái áo nha chị Quỳnh Giao nha. Lên được một cái áo giùm em 13. 13 một mảnh cho chị Hồng Lụa nữa nè. Em còn 4m2 thôi chị Thương Thanh ơi. Hồi nãy mấy chị kia cắt mất rồi. Em chào chị Xá Vũ nè. Chị Xá Vũ chọn giùm em mảnh khác nha. Chị Thương Thanh ơi, còn em chào chị Lê Trần. Cái này còn có bao nhiêu? 4m2 thôi nha. Chị lấy thì chị ok nha. Chị Xá Vũ chọn giùm em mảnh khác nha. Còn nhiều vải đẹp lắm chị. Rồi cái này em còn 2 mét này mấy chị nè. Trời cái này mấy chị lên đầm sang lắm luôn mấy chị nè. Nó có thêu cho mấy chị nha. Không quên. Nó có dập hoa cho mấy chị nè. Ok. Dập hoa cho chị Lê Thùy. Dập hoa cho mấy chị lấy chốt lên giùm em. Ai lấy chốt lên giùm em mã 53. Dạ có nha chị nha. 53 ngàn có nha chị Diệp Vũ. 53 chị nào lấy 53 chốt 53 co giãn mềm cho mấy chị luôn, rất là sang, cái này lên đầm sang lắm. 53 em còn 2m53k. Chị nào lấy 53 chốt 53 lên giùm em mã 53 này. Mã 53 mấy chị đẹp ơi, 53 sang lắm luôn. Cái này mà mấy chị lên một cái đầm thiết kế mấy chị là bán nhiều tiền lắm luôn á. Cái này nè, 53 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em 53 này. Mã 53, 53 em chốt chị Mai Phương Nguyễn này. Mấy chị nhớ cho em đúng số nha mấy chị nha. Nhớ cho em đúng số nè. Rồi cái này em còn 2 mét von tầm này mấy chị. Lên áo thì không cần phải lót giùm em. Cho em xem khúc xanh trên xào sau lưng. Khúc xanh này là lụa nha. Còn 3 mét rưỡi nhân Lê Thúy Đoan nha. Còn 3 mét rưỡi nha. Rồi ai lấy chút lên giùm em nè mấy chị nè. Lấy chút lên giùm em mấy chị chốt mã đi mấy chị ơi. 1, 2, 3, 4, 5 đó. Em sẽ dễ chốt chân cho mấy chị. Rồi 50 ngàn nè mấy chị. 50 ngàn chị nào lại chốt lên giùm em mã 50. Chốt mã 50 lên giùm em nè mấy chị, 50k. Cái này lên áo không cần lót, lên váy đầm thì lót giùm em. Cái này quá đẹp luôn nha mấy chị nha. Mềm rũ cực kỳ luôn. Lại chốt lên giùm em 2m3 mấy chị ơi. Tầm 2m3 giùm em. Chắc mềm rũ lắm luôn. Lại chốt lên giùm em mã 52. Không, 52 chị nào lấy 52 chốt 52 lên giùm em mã 52 này. Cái này 52 ngàn thôi. Cái đó lụa 100D nha chị Xuân Dung Huỳnh nha. 100D 2m3 cho chị Lê Thúy Đoan. Lê Thúy Đoan này. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nè. Em đi bấm giá luôn nè. Tại vì Lê Thúy Đoan cái nào bấm giá đó. Rồi cái này em có 1m5 nè. 1m5 chị nào lại chốt lên giùm em 1m5. Tiền ship là 35-40 nhưng chị Trần Phượng nha. Rồi ai lại chốt lên giùm em mã 33. 1m5 33 lụa 100D 33 ngàn. Ai lại chốt mã 33 lên giùm em. Dạ được nha chị Đặng Thị Mỹ Tiên. Được chị ơi, lụa 100D cái là lụa giùm em 33. Ai lại chốt lên giùm em 33 ngàn. Chị nào lại chốt lên giùm em mã 33 nè. Chốt mã 33 lên giùm em mã 33. Ba ban chốt chị Liên Hạnh này. Cắt 2 mét mã 10 nữa. Đừng may thì gắn. Năm ba hả? Năm ba hình như chốt rồi đúng không? Năm ba em chốt mất rồi nha. Năm ba em chốt rồi. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa họa tiết này mấy chị nè. Lụa họa tiết, ai lấy chốt lên giùm em. Cái này lụa Hàng Châu giùm em. Xăm số 2. Sau lưng là von. Là lụa nha chị Lê Thúy Đoan ơi. Là lụa nha Lê Thúy Đoan.
dào ngọc ngân này. Cái đó là lụa 100D là Thi Đoan. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em mã 68 thì mấy chị. Rồi cái này đẹp lắm luôn, 68 ngàn. Lấy chốt lên giùm em mã 68 họa tiết 68 ngàn, lụa Hàng Châu 68 ngàn. Ai lấy chốt lên giùm em mã 68. 68 chị nào lấy 68 chốt 68 mới giùm em mã 68 này. Mã 68 mới giùm em mã 68. 68 ngàn nha mấy chị nha, 2 mét cho Đặng Thị Mỹ Tiên, 2,5 mét. Rồi chị Đặng Thị Mỹ Tiên ơi, cố gắng chọn đủ đơn giùm em, mai 1 giờ em còn like, với lại tối mai 7 giờ nha, em còn like á, chị vào chọn đủ đơn. Hồi bữa trước hình như chị có chọn một mảnh không, đơn sao em lấy cái khúc ở dưới thử. Ấy cắt khúc ở dưới đi, còn khúc trên có gì để chị xem. Em ơi vải nè có độ giãn đặc tên nha. Dạ rồi ok chị nè. Rồi 68 ngàn chị nào lấy chút lên giùm em mã 68. Cái này có co giãn nè mấy chị, lụa họa tiết nè, 68 ngàn nè. Lấy chút mã 68 lên giùm em hả? Ủa đây nó bình thường, còn bên đây là bình thường. Bị hết luôn hả? Dạ. Lấy chút lên giùm em mã 68 lên. 68 ngàn chị nào lấy chút lên giùm em mã 68 họa tiết nè mấy chị. Họa tiết 68 ngàn. 2,5 mét. Rồi lên cho mấy chị một mảnh đốm này, cái này lụa mango này mấy chị. Em chị Thu Trang Nguyễn này. Cái này em còn, trời ơi đẹp quá luôn. Cái này em còn 3,2 mét này. 3,2 mét chị nào lấy chốt lên giùm em 3,2 mét. Lấy chốt lên giùm em mã 74 mango nha mấy chị nhé. Cái này hả chị Nguyễn Kim Băng. Em đọc rồi xong em lại quên. Cái này em còn 3 mét. Ừ. Cái này là 3 mét nha chị nha, 3,1 mét nha chị nha, 3,1 mét. Em ơi có phải bữa trước chị chốt vải nha, em không nhỉ. Tại vì em nhớ tên chị cũng quen sao á. Có sao á, nhưng mà không có đủ đơn sao á chị Xá Vũ. Là 3 mét nha chị Nguyễn Kim Băng nha, cái đó đẹp lắm chị. Rồi mango 74 nè, chị nào lại chốt lên giùm em mã 74. Rồi chắc siêu đẹp luôn á chị cái này nè. 74 chị nào lại chốt lên giùm em mã 74 màu xanh đậu nha mấy chị. 74 ngàn giùm em mã 74. 74 3,3 mét giùm em mã 74 nè. 74 màu xanh đậu, ở ngoài chắc ở ngoài cái màu đậm hơn mấy chị. 74 ngàn chị nào lại chốt lên giùm em mã 74. 74 cho áo dài thương Nguyễn nè. Cho Thương Nguyễn. Rồi 68 chốt chị Nguyễn Kim Băng. Chị Nguyễn Kim Băng lên số điện thoại giùm em chị Nguyễn Kim Băng ơi. Chắc này mềm rũ nha. Cố gắng chọn đủ đơn giùm em nha mấy chị đẹp nha. Đừng có chốt một hai mảnh rồi đi ra là mất công, mấy chị cũng mất công em lắm luôn. Rồi von này mấy chị nè, ai lấy von chốt von lên giùm em. Có khúc vải. Chị có khúc vải gửi chứ em. Đâu có đó chị. Chị đâu có đâu. Rồi von này mấy chị ơi, ai lấy von chốt von lên giùm em. Von này em có còn 5 mét nè mấy chị, gần 5 mét nè. 5 mét chị nào lấy chốt lên giùm em, nhớ cho em đúng số luôn nha mấy chị nha. Lấy chốt lên giùm em mã mã 57 nè mấy chị nè, 57 gần 5 mét mấy chị, 57 ngàn con. Gần 5 mét 57 ngàn, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 57 luôn nè mấy chị, 57. 57 ca von em coi nha. 57 ngàn, cái này là von nha chị nha, 57 cho Lê Thúy Đoan nè. 57 cho Lê Thúy Đoan, số mấy anh chị? Rồi lên cho mấy chị khúc von nữa nè, cái này em còn 2 mét von nè mấy chị. 2 mét von chị nào lấy chốt lên giùm em 2 mét. 2 mét 26 ngàn chị nào lấy chốt mã 26 lên giùm em mã 26. Chốt 26 lên giùm em này mấy chị, 26 ngàn. Mã 26 ca von giùm em, von 26 cái này mấy chị lên đầm lên áo dài gì cũng đẹp hết nha. 26 ngàn giùm em, chị nào lấy chốt mã 26. Cái này là von giùm em 26 ngàn, em chào chị cột con này. 26 em chốt chị Minh Võ đơn mới này, khỏi số này. Quốc chị Minh Võ đơn mới khỏi số. Mấy chị thích von đúng không? Thích tơ em có nhiều lắm. Chị điều em bóc lộn xộn thôi, mấy chị coi like. Chị khó coi like xíu. Trưa mai 1 giờ em vẫn còn like nha. Mấy chị bấm theo dõi trang giùm em với nha. Bấm theo dõi giùm em với đi. Rồi cái này em còn 2 mét von. 2 mét von bell này mấy chị. 2 mét von bell 31 ngàn giùm em. 2 mét von bell 31 ngàn. Chị lại chốt lên giùm em mã 31. Von bell 31 nè. Bell 31. Ai lấy chốt 31. 31 em chốt chị Minh Võ luôn nè. 31 em chốt chị Minh Võ. Rồi lên cho mấy chị một mảnh áo lên nhũ nè.
áo nhũn mấy chị nha, cái này đủ lên áo cho mấy chị thôi. Cái này đủ lên áo, chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em mã 17. 17 mấy chị nha, cái này áo thôi 17.000. 17 chị nào lấy 17 chốt 17 giùm em mã 17 nha. Ai lấy 17 chốt 17 lên giùm em mã 17. 17k mấy chị nha, 17 nè. Chốt 17 lên giùm em với 17. 17 em chốt chị Bích Lê Thị nè. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Cái này em có tầm 1,5m nè. 1,5m chị nào lấy chốt lên giùm em cái này à, 1,5m mấy chị. Chị xá vũ mạng hơi chậm nè. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Cái này là lụa, cái này là lụa giấy mấy chị, không phải là von đâu nha, lụa giấy giùm em nha. Lụa giấy em có được 1,5m 23.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 23. Chốt 23 lên giùm em 1,5m 23.000 đi mấy chị ơi, 23 nè. Ai lấy chốt mã 23 lên giùm em mã 23. Mã 23 mấy chị nha, 23 lụa giấy 23 nè. Ai lấy 23 chốt 23. Chị hai khúc vải. Ai không nhìn 23. Gọi chị thi bóng tím không? Em còn bữa tím. Nguyễn Thuận hả? 23, 23 em chốt với chị. Từ mấy chị ơi. 23 em chốt chị Nguyễn Kim Băng. Bữa trước mà đỏ bên kia mà xả đơn á là mấy vải màu nhục ở đâu? Còn tím không? Tím hồng. Em còn tím còn hồng nha chị Nguyễn Thuận nha. Nhưng mà bữa trước nhân viên mới xả rồi. Nhưng mà chị còn nhớ vải của chị đúng không chị Nguyễn Thuận? Do chị không có đủ đơn á, em không biết á. Nếu chị, nếu như vải màu tím hồng thì em còn. Chị lấy đi rồi mua nữa đi rồi em dồn đơn cho. Rồi ai lấy chốt lên giùm em. Cái này em còn 3m nè. Cái này em còn 3m. Chị nào lấy chốt lên giùm em 3m. Do những chị khách mới mà không đủ đơn là thường thường nhân viên em nó xả mất tiêu mấy chị ơi. Nên mấy chị phải á. Nhưng mà chị chốt toàn là màu thôi, chứ tím hồng đó mà em bỏ màu qua đây đúng không? Đúng không? Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 72. Mã 72 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 72 nè. 72k. Ai lấy chốt mã 72 lên giùm em mã 72 nè. 72.000, ai lấy chốt mã 72 lên giùm em 72k. Cái này là lụa có nhũ, nhìn mấy chị nhìn cái này ở ngoài ở trên line nó nhã thôi, nhưng mà thực sự ở ngoài này nó rất là sang luôn. Mấy cái này nhã nhặn này mấy chị chốt nó rất là sang luôn mấy chị ơi. Màu xanh hả chị? Lụa giấy với von, cái này mỏng hơn. Dạ von mỏng hơn chứ, còn lụa dù gì nó cũng dày hơn chứ chị Xuân Dung Hình. Lụa dù gì nó cũng vẫn dày hơn một chút nha. Dạ, rồi ok để em trả lời, do em không thấy comment thôi. Rồi 72 chốt chị Thương Thanh này. Em không thấy comment đó chị, em chưa kịp thấy comment nha. Mấy chị chốt ở tầm 4 5 mảnh là đủ đơn nha. À, 23 chị chốt chút có em hả? Đâu đi em coi thử. Không phải đâu, em chốt theo thứ tự đó chị, không phải đâu. Còn nhiều mảnh đẹp mà. Còn nhiều mảnh đẹp mấy chị cố gắng lựa giùm em đây nhiều lắm. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von nhũ nữa nè mấy chị. Cái này đủ lên áo cho mấy chị nè. Von nhũ đủ lên áo. Ai lai chốt lên giùm em mã 16 nè. Lai chốt mã 16 lên giùm em nha mấy chị nha. 16k. Ai lai chốt 16 em đưa mấy cái mảnh nhí của chị đó. 16. Ai lai 16 chốt 16 đây nè. Phơi tím còn này chị Nguyễn Thuận còn coi không? Tím nè chị ơi. Chị lấy tím thì chốt tím lên giùm em nha. Tím em còn đây nè. Rồi cái này em còn 3m1 nè. Lấy chốt lên giùm em 3m1 nè. 16 em chốt với chị Quỳnh Hoa, Lương Quỳnh Hoa. Ai lấy chốt lên giùm em mã 52. Tím 52, chị nào lấy tím 52 chốt tím 52 lên giùm em mã tím 52. Chị lấy cái này nha chị Nguyễn Thuận nha, tím 52 nè. Còn cái tím nào nữa không em? Hay là cái tím hay là chị lấy khúc ngắn hơn. Hay là chị lấy khúc ngắn hơn. Rồi khúc này thì 2m2 nè. Chị lấy khúc này thì chị chốt lên giùm em nha chị Nguyễn Thuận nha. Cái này là 43.000 nè. Đó là 2m2 là 43.000, còn khúc này 3m nè là 52 sao á. Chị lấy khúc nào, khúc dài khúc ngắn thì chốt mã lên đi. 52 với lại 43. Đó chị chọn khúc nào thì chị chọn.
Cho chị xem mã 1. Mã 1 là lụa 100D hình con bướm đấy chị ơi. Tím hồng 22 tím. 42 chứ không phải là 22 chị, 52 với lại 42 nha chị Nguyễn Thuận nha, chị chốt lên giùm em là 42 hoặc là 52 giùm em đi. Một cái là 42.000, một cái là 52.000 nha chị Nguyễn Thuận nha. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em, hồng hả? Hồng thì em còn nhiều lắm. Rồi cái này lên áo này mấy chị ơi, chắc lụa giùm em. Chị chốt tím nào chị? Lấy chốt lên giùm em mã 16 nè. 16 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 16, mã 1.7 nè. 16.000 ai lấy chốt lên giùm em mã 16 mấy chị ơi, 16 lên áo nè. 16 này mấy chị nè, 16. Rồi 52 tím cho Nguyễn Thuận này là cái mảnh dài, mảnh 3 mét. Lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em mã 16 này, chị nào lấy 16. Cái mảnh kia kìa. Mảnh đó đó, mảnh đó đó. Nhìn là biết rồi. Nè, tắm luôn. Rồi ai lấy chốt lên giùm em rồi, ok Will đi nè. 16 ngàn này mấy chị này, 16 này. Ai lấy 16 chốt 16 lên giùm em mã 16. Chốt mã 16 lên giùm em nha mấy chị nha, 16k. 16 chị đồng lấy 16 chốt 16 lên áo này mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nhí cúc này mấy chị ơi, nhí cúc này. Ai lấy chốt lên giùm em nhí cúc nha mấy chị, cái này em còn 2m7 nha. 2m7 nhí cúc, chị nào lấy chốt lên giùm em 2m7 nhí cúc lụa giấy nha mấy chị. Lụa giấy chị nào lấy chốt lên giùm em mã 43 nè. 43.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 43. Nguyễn Phụng đơn mới. 43.000 ai lấy chốt lên giùm em mã 43 nè. Chốt 43 lên giùm em nhí cúc 43. Ai lấy 43 chốt 43 lên giùm em nè mấy chị, 43.000 co giãn. Mã 43 nha mấy chị nha, 43k lụa giấy, cái này lên bộ được nha, 43.000. Ai lấy thì mình chốt mã 43 lên giùm em, mã 43 nè. Không cần lấy số không? Hỏi số đi. Có phi bông xanh hả chị? Để xíu nữa bé nhân viên em nó cắt xong hàng rồi để tìm cho nha. Rồi cái này em còn 3m1 nè mấy chị. Rồi siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Cái này mà về mấy chị lên đầu hay lên áo dài cũng đẹp hết. Nó mềm rũ cực kỳ luôn nha. Lấy chốt lên giùm em mã 60 nè mấy chị nè. 60 3m1 nè. 3m1, 3m2 gì nè. 60.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 60 đi mấy chị, 60. Mã 60 ai lấy 60 chốt 60 lên giùm em mã 60 nè. Mã 60 mấy chị ơi, 60k. Chốt lên giùm em 60. Chị Minh Thy lên giùm em số điện thoại chị Minh Thy, phi bóng xanh đó em. Cái đó là lụa ấy là phi bóng xanh thì em. Đó ngay chỗ cái tay em đây ừ. Em cũng xanh. Xanh nào chả là xanh. Chưa có đâu. Rồi ai lấy xanh thì chốt lên giùm em. Cái này là satin nhưng mà xanh. À cái này là tầm ướt này mấy chị nè, tầm ướt nha. Tầm ướt chị nào lấy chốt lên giùm em tầm ướt này. Chị Minh Thy lên giùm em số điện thoại nha chị ơi. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em mã 82. Tầm ướt thì nó hơi nặng nha mấy chị, nhưng mà tầm ướt mắc tiền lắm. Giá 101 là rẻ mấy chị. 82.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 82 này. Tầm ướt 82.000 ai lấy chốt lên giùm em mã 82. Chốt 82 lên giùm em. Tầm ướt là hồi trước người ta bán toàn là giá 170 không mấy chị, nó nặng nhưng mà người ta bán giá cao bởi vì chắc nó đẹp quá. 82.000 chị nào lấy chốt lên giùm em 82.000 này. Mấy chị cố gắng chọn đủ đơn cho em nha mấy chị nha. 82 ai lấy 82 chốt 82 lên giùm em. Rồi cái này em có được 1m1 lụa màu xanh này. 1m1 chị nào lấy chốt lên giùm em 1m1. Lấy chốt lên giùm em mã 29 này. 29 chị nào lấy 29 chốt 29 lên giùm em mã 29. Chốt 29 lên giúp em nha mấy chị, 29.000. Ai lấy thì mình chốt mã 29 lên giùm em mã 29 này. Mã 29 lên giùm em. Ai lấy chốt mã 29 lên giùm em 1m1 cái này về mấy chị lên đầm. Lên đầm được nha mấy chị nha. 29 chị nào lấy 29 chốt 29 lên giùm em. Lên đầm lên quần áo dài gì cũng được hết, 29.000 này. Mã 29. Để chạy chỗ nè. Để chạy chỗ. Là sao chị Nguyễn Hồng ơi? Rồi lên cho mấy chị một khúc von này, chị nào lấy von chốt von lên giùm em. Ai
lấy von thì chốt lên giùm em. Cái này em có 1m4 này, 1m4 von, nhưng mà chị Giang 1m4 von 18.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 18 nè. 18 chào chị Thanh Tuyền Lê nè, 18.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 18. Chốt 18 lên giùm em nha mấy chị nha, 18.000. Chị nào lấy 18 chốt 18 nè. 18k von nha mấy chị, von 18.000. Ai lấy 18 chốt 18. Mã 18 lên giùm em mã 18 nè. 18 chốt chị Xá Vũ nè. Đây 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 đây. Chị Xá Vũ lên giùm em số điện thoại nha chị Xá Vũ nha. Rồi em có mảnh nhũ này mấy chị, nhũ này em còn 1,5m thôi. Chị nào lấy thì chốt luôn giùm em 1,5m. 1,5m ai lấy mã này chốt lên giùm em mã 30. Chốt 30 lên giùm em nè mấy chị, 30 nè. Ai lấy 30 chốt 30 lên giúp em mã 30 nhũ. Nhũ 30 lên giùm em nha mấy chị ơi, 30k. Chốt 30 lên giùm em nè mấy chị, 30.000. Ai lấy 30 mình chốt 30 lên giúp em mã 30. Mã 30 lên giùm em nha mấy chị. Ai lấy 30 chốt 30. Sọc lên sạp của đó là von đó chị ơi. Rồi cái này em còn 1,5m nè. 1,5m xích bọt chị nào lấy chốt lên giùm em. À chỗ phi bóng đà xanh để chị. Đây hả chị, nâu đây hả lụm. Lấy chốt lên giùm em mã 37 xích bọt nè. 37 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 37. Ai lấy 37 chốt 37 lên giùm em mã 37 này mấy chị, 37 nè. Lấy 37 chốt 37 lên giùm em mã 37 lên giùm em. Rồi cái này 2m nè, 37 em chốt chị Ngọc Trần nè. Đơn mới nè, chị Ngọc Trần ơi cố gắng chọn đủ đơn giùm em luôn nha chị. Mấy chị ơi, mấy chị vô chốt là chốt đủ đơn mấy chị nha, nhiều lúc mấy chị chốt không có đủ đơn á. Cứ lần này chốt một mảnh xong kê không chốt nữa, xong rồi lần sau kê. Em xả cái lần sau mấy chị vô chốt cái cũng không đủ đơn, lần nào cũng không đủ đơn hết. Nên mấy chị cố gắng chốt đủ đơn giùm em một lần đi. Rồi cái này là 55.000 nè. 55.000 chị Nguyễn Thuận chị lấy cái này không? 55.000 nâu 2m 55.000 giùm em. Mã 55 giùm em nha mấy chị nha, 55. Em like tới 4 like lần này mấy chị cố gắng chọn đủ đơn cho em với. Em căng tí nha chị nha, 2m của nó chắc tầm 30.000 thôi, 30-40.000 thôi chị ơi. 30.000 thôi, không có tới 40 đâu. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa lập thể nè. Cái này em có 1,5m nè. 1,5m chị nào lấy chốt lên giùm em 1,5m, chị cắt bao nhiêu mét thì em cắt cho. Lấy chốt lên giùm em mã 30. Mã 30 chị Nguyễn Thuận ơi, mình lấy cái này thì ok giùm em với nha. 30. Lấy chốt mã 30 lên giùm em. Mã 30 lấy cái Zalo giùm chị. 30 chị nào lấy 30, ý là em lấy đi cho cắt xong. 30 chị nào lấy 30 chốt 30 lên giùm em mã 30. Cái caro này đúng không chị Ngọc Trần? 30 cho chị Ngọc Trần này. Phải chị nói lấy cái này 2m không chị ơi? Đúng thì ok giùm em với. Đúng thì ok giùm em với nha. Cái này là von mấy chị, lên áo nó không cần lót đâu này. Lên đầm váy thì lót giùm em xíu thôi. Chào chị Trần Hằng này. Lên đầm váy thì lót giùm em chứ còn lên áo nó không phải lót. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, chắc von rất là đẹp luôn nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã này. Cái này em có đủ áo cho mấy chị thôi nè. Đủ áo, chị nào lấy áo chút áo lên giùm em. Em móc cái này lên giùm chị đi. Móc còn lấy lửa chị, mấy cái mảnh dài dài gì đó mà cứ chút một chút. Rồi lên mấy cái này không đủ khổ nè. Rồi ai lấy chút lên giùm em. Chị nào lấy mã chút lên giùm em mã 15 đi mấy chị ơi, 15 nè. Ai lấy 15 chốt 15 lên giùm em mã 15 nè. Mã 15 lên giùm em nha mấy chị nha, 15. Lấy 15 chốt 15 lên giùm em. Chị Ngọc Trần ơi, chị lấy cái đó đúng không? Đúng thì ok giùm em. 15 chị nào lấy 15 chốt 15 lên giúp em với, 15 nè. 15 chốt chị Minh Thy nè. 15 cho chị Minh Thy. Rồi em có thun lưới này mấy chị nè, thun lưới Hello Kitty này mấy chị. Thun lưới Hello Kitty, cái chất này rất là mát luôn nha, thun lưới nha mấy chị. Thun lưới chị nào lấy chốt lên giùm em thun lưới nè. Cách 2m sao. Rồi cái này ai lấy chốt lên giùm em. Thun lưới mấy chị ơi, thun lưới giùm em.
Cái này em còn 4,5 m nè. Chị Nguyễn Thuận ơi, comment cái gì em không hiểu luôn á. Phi để chai xanh. Comment cái gì em không hiểu luôn á chị Nguyễn Thuận. Chị hỏi em là màu nâu để chị em lấy ra cho chị coi nè. Chị có lấy không? Chị không lấy thì comment là không giùm em nha. Còn chai xanh rồi gì em không hiểu. Em không hiểu là chị comment cái gì luôn á. Mấy chị hiểu là chị Nguyễn Thuận comment cái gì không mấy chị? Rồi 89.000 này mấy chị ơi. Lưới 89.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 89 nè. 89k ai lấy chốt lên giùm em mã 89. 89 Hello Kitty. Không lấy hết thì chia ra giùm em 89 nè. 89.000. 89.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 89 con không sao. Rồi mango này mấy chị ơi, đổ lên áo cho mấy chị nè. Rồi cái này là 36.000 nha chị nha. Rồi ok chị nè. Rồi mango đủ lên áo, chị nào lấy chốt lên giùm em áo nè. Ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em áo nè. Phi bóng xanh, em có phi bóng xanh thì màu xanh lật lật thôi. Không biết là chị thích màu xanh nào thôi. 21 ngày chị nào lấy chốt lên giùm em mã 21 lấy cái xanh đó chị. Xanh ngoài này đó. Đây, đây. 21.000 chị lại chốt lên giùm em mã 21 này. Mã 21 lên giùm em mango nha mấy chị nha, mango. 21.000 ai lại chốt lên giùm em mã 21. Địa chỉ hả? Em cũng không nhớ nữa, tại mấy chị lâu lâu mới vô mua, nhiều lúc em cũng không nhớ là có hay chưa nữa. Các bạn mấy chị Ngọc Tần thôi. Rồi em có phơi màu xanh này, chị Nguyễn Thuận lấy cái này không nè. Phơi màu xanh, cái này em có được 2 mét nè. 2 mét phi xăm, nhưng mà cái này khổ nhỏ giùm em nha, khổ nhỏ. Lai chốt lên giùm em mã 30, em có kết bạn chấm qua Messenger cho chị Ngọc Trần rồi. Em mới kết bạn với chị xong á, chị chấp nhận lời mời giùm em với. Rồi cho chị Nguyễn Thuận này. Chị chốt mã lên giùm em, khổ nhỏ nha chị Nguyễn Thuận nha, 2 mét nè. 30. 30 còn nữa không? Coi thử cái đó còn không thì bỏ cho chị. 21 em chốt chị Liên Lê. Xanh ok nè. Rồi ok chị Ngọc Trần nha. Này bấm cái biểu ngay cho chị Ngọc Trần. Rồi 21 em chốt chị Liên Lê. Liên Lê lên số điện thoại giùm em. Liên Lê lên số điện thoại giùm em. Cho chị xem mã 1. Mã 1 cái này là lụa. Chị Thương Thanh lụa. Cái này là lụa giấy đó nha chị nha. Chị chỉ lên áo dài thôi. Lên áo dài thôi chị. Lên áo thôi chứ còn lên bộ thì nó hơi mỏng, lụa giấy nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von này. Cái này đủ lên áo cho mấy chị nè. Áo nè. Ai lấy áo chốt áo lên giùm em áo nha. Áo này 21.000. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 21. Chốt 21 lên giùm em nè mấy chị, 21k. Chị nào lấy 21 mình chốt 21 mấy chị đẹp ơi. 21k lên áo von nha. Von 21.000, chị nào lại chốt lên giùm em mã 21 nè. Mã 21 lên giùm em 21.000. Chốt lên giùm em mã 21, em chốt chị Minh Thy nè. Chị Liên Lê mình có lấy thì lên số điện thoại rót rẻ giùm em với nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lá này 100D, chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Cái này em có được 3 mét nè. 3 mét lá 100D, ai lại chốt lên giùm em 3 mét. 3 mét chị nào lại chốt lên giùm em mã 54. Chốt 54 lên giùm em nè mấy chị, 54.000. Ai lấy mình chốt 54 nè mấy chị. Mã 54, chị nào lấy 54 chốt 54 lên giùm em mã 54. Chốt mã 54 lên giùm em nè mấy chị, 54 nè. Lấy thì chốt 54 lên giùm em mã 54. 3 mét 54.000. Mấy chị nghe kỹ số mét nha. Nhiều lúc mấy chị thấy 54 em chốt chị Xá Vũ nè. Chị Xá Vũ ơi, mình chưa cho em số điện thoại luôn á chị Xá Vũ. Chị cho em số điện thoại đi chị Xá Vũ ơi. Chị chốt hai mảnh rồi mà, hai mảnh hả? Mà chưa cho em số điện thoại luôn kìa chị. Cho số điện thoại để nhân viên em làm đơn nha. Rồi cái này em còn 2,5 m nè. 2,5 m chị nào lại chốt lên giùm em 2,5 m thẳng thích bạn nhé. 2,5 m ai lại chốt lên giùm em mã 42. Lại chốt lên giùm em mã 42 nè. 42 chị nào lấy 42 chốt 42 lụa như mấy chị, 42k.
chốt mã 42 lên giùm em thì mấy chị nè, 42.000 cắt mềm co giãn 42. Chị nào lấy 42 nhớ cho em đúng số cho mấy chị nha. 42k rỡ này mấy chị lên đồ cho bà cho mẹ sang lắm, đẹp lắm luôn á mấy chị. 42.000 lấy chốt 42 lên giùm em, mã 42 rồi chăng thì mấy chị ai lấy chăng chốt chăng lên giùm em. Chị Vui Hồng, Vui Hồng lên số điện thoại lại giùm em chị Vui Hồng ơi. Chị Liên Lê, chị Liên Lê có mạnh 21 thôi chứ mạnh kia không có nha chị Liên Lê nha. Rồi ai lấy von này chốt lên giùm em, cái này em có được 1m7 chăng hai đầu von tơ này. Von tơ chị nào lấy chốt lên giùm em von tơ. Chốt lên giùm em mã. Mã 21 chị nào lấy 21 chốt 21 lên giùm em mã 21 này. Mã 21 lên giùm em nha mấy chị nha, 21.000. Chị nào lấy 21 chốt 21 lên giùm em mã 21. Mã một sau lưng em là lụa giấy nhưng chị Hương Tâm nhanh lên bộ không được, lên váy lên đầm được giùm em. Lên bộ thì lụa nhưng mà nó hơi mỏng xíu. Rồi hoa chăng, cái này về mấy chị may một cái đầm cắt tăng thì mấy chị ơi đẹp lắm, áo dài cắt tăng chứ. Hoặc là lên đầm, đầm có chăng á mấy chị dễ thương lắm luôn, 21.000 cho mấy. 21.000 chị đồng lấy chút lên giùm em mã 21 này, chăng hai đầu này mấy chị. Lên cái đầm có chăng bao đẹp luôn. 21.000 này mấy chị này, lấy chút mã 21 giùm em. Mã 21 giùm em satin màu hồng. Satin hồng chị đồng lấy chút lên giùm em satin hồng này. Satin sọc hồng giùm em. Cái này em có 2,5m nè. 2,5m satin sọc hồng nha mấy chị nha. 2,5m satin sọc hồng. Chất mềm, co giãn. Satin sọc hồng, ai lấy chốt lên giùm em mã 44 nè. Satin sọc hồng 44.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 44. Mã 1,2m5. 44.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 44 nè. 44k, ai lấy chốt mã 44 giùm em mã 44 nè mấy chị. Co giãn rồi, cái này đẹp lắm luôn mấy chị, lên pyjama. Lên pyjama cũng đẹp nha mấy chị nha, 44.000 giùm em. Mã 44 giùm em, ai lấy 44 chốt 44 này mấy chị, 44.000. Lấy chốt 44 cho chị Xá Vũ nè. 44 cho chị Xá Vũ. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von này, chị nào lấy von chốt von lên giùm em. Ai lấy von chốt von lên giùm em nha mấy chị nha, von. Von 17.000 mấy chị. Von lên áo 17.000 giùm em với nha, 17.000. Von lên áo, chị nào lấy áo thì chốt mã 17 giùm em, mã 17. 17, ai lấy 17 chốt 17 giúp em với 17. 17 em chốt chị Vui Hồng. Mấy chị khách yêu nhớ chốt đủ đơn nhé. Nhớ chốt đủ đơn cho em nhé, vải rẻ mà được. Phải rẻ mà đẹp mà thích, thích mà hết tiền rồi đúng không? Rồi caro von này mấy chị, caro von chị đồng lấy chốt lên giùm em caro von này. Caro von cái này em còn 6m, mấy chị lấy kèm mét lên giùm em đi. 2m có tầm 2 mấy ngàn, 3 mấy ngàn thôi, 30 ngàn thôi mấy chị. Caro von kèm mét lên giùm em. Caro von kèm mét này mấy chị, cái này về mấy chị lên áo lên đầm cũng đẹp nha. Caro von kèm mét đi mấy chị ơi, cái này em có dài này. Cái này em có da, chị nào lấy caro chốt lên giùm em caro kèm mét này mấy chị, chắc co giãn nha. Ai lấy caro chốt caro kèm mét. Rồi cái này lên áo cho mấy chị luôn. cái này là von lên áo này mấy chị, 16.000. Chốt 16 lên giùm em, mới 5 mảnh. KT may quần pyjama. Ai lấy chốt lên giùm em mã 16 nè, mã 1 có cắt cho mình không? Cắt rồi chị, em nói nhân viên cắt rồi nha chị Hương Tâm nha. Mới 5-6 mảnh thôi. Lấy chốt mã 16 lên giùm em nè mấy chị. Không có KT nha chị nha, 16. Chào chị Trinh Lê, caro phía sau. Không được, không. Caro thì giãn nhưng mà cái đó lên áo với lại lên áo dài thôi mấy chị. Cái đó là von giùm em nha. Giá vũ 16.000 nè. Giá vỗ 16.000. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa này mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em lụa nha. Cái này em có 1,5m này mấy chị, 1m4. 1m4 caro thì giãn á mấy chị, nhưng mà cái đó lên bộ không được. Nói chung là lên bộ không được, mấy chị lên áo dài, lên áo kiểu, lên đầm váy giùm em nha. Rồi 30.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 30, 1m4. 1m4 chắc có co giãn giùm em 30 nè.
30 lụa đủ giùm em 30 nha mấy chị nha. 30. À lấy 30 1m4 30.000 giùm em, đủ 30 giùm em, chắc có co giãn luôn. 30 nè mấy chị. Co giãn mạnh luôn nha. 30.000. Cho em bé. Dạ, cho em miếng nước. 30 chị nào lấy 30 chốt 30. Nguyễn Kim Bằng. 30 em chốt chị Nguyễn Kim Bằng này. Cảm ơn chị à. Chị Xuân Dung Huỳnh nha. Rồi hình con bướm bướm này mấy chị nè. Em còn khúc này, chị nào lấy thì chốt luôn giùm em nè. Lấy chốt luôn giùm em nha mấy chị nha. Em còn 2m. Cái này em còn 2m2 nè mấy chị. 2m2 chị nào lấy chốt lên giùm em 2m2. 2m2 100D 52.000. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 52. 52 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 52 nè mấy chị. 52. 52 chị nào lấy 52 chốt 52 giùm em. Bướm bướm 52. Mã 52 này mấy chị ơi. Không, chị đi ngủ đi. Rồi cái này em còn 3m rưỡi nè. 3m rưỡi chị nào lại chốt lên giùm em bi màu xanh chai. 52 em chốt chị Trinh Lê nè. Em chào chị Bảo Bảo nha. 52 hết mất tiêu rồi chị Bảo Bảo ơi. 52 hết mất rồi. Rồi lên bi cho mấy chị nè. 3m rưỡi bi 65.000. 3m rưỡi bi 65.000, chịu lại chốt lên giùm em mã 65 này mấy chị. 65k chốt mã 65 lên giùm em này mấy chị. 65 ai lấy chốt lên giùm em 65 bi 3m rưỡi mấy chị, muốn chia đôi thì em chia đôi 65.000 này. Chị nào lấy 65 chốt 65 chắc có co giãn lên giùm em mã 65, mã 65 mấy chị ơi. 65k ai lấy 65 mình chốt 65 mấy chị đẹp. 65.000 mã 65 giùm em. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa 75D nè. Cái này về may đồ cho bà cho mẹ sang lắm luôn. Cái này em có được 2m nè mấy chị. 2m chia đôi cho Trinh Lê kìa. Lấy chốt lên giùm em. À bi rồi ok, để em chia đôi cho hai chị. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 38 này mấy chị, lên đồ cho bà cho mẹ đẹp nè. 38 chị nào lấy 38 chốt 38 lên giùm em này mấy chị. 38.000 ai lấy mình chốt 38 giùm em này mấy chị. 38.000 nha. Lấy chốt 38 lên giùm em nha mấy chị ơi. 38k chị nào lấy 38 chốt 38 lên giùm em. Cái này lên đầm lên đồ cho bà cho mẹ đẹp lắm luôn mấy chị. Chắc mềm mềm rủ co giãn giùm em. 38 em chốt với chị Mai Phương Nguyễn. Em chào chị Trần Hằng nè. Trần Hằng khách cũ đúng không? Chị mới thấy avatar đúng không? Chốt giùm em mảnh khác nha mấy chị nha. Rồi ai lấy chốt lên giùm em. Cái này là thô lụa giùm em. Thô lụa nha mấy chị nha. Chắc không giãn giùm em nè. Chị nào thích thô thì chốt thô nha. Mấy cái này mấy chị lên đầm form là đẹp nha mấy chị. Lên đầm form giùm em. Lên đầm form giùm em. Em còn 3m rưỡi á. 3m rưỡi chị nào lấy chốt lên giùm em 3m rưỡi này, chọn giùm em mảnh khác nha. 3m rưỡi 83.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 83 này. 83.000 mấy chị, không thì chia đôi giùm em. 3m rưỡi 83.000 phải chốt cái mảnh khác nè. 83.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 83 hoặc là chia đôi 83 nha mấy chị. 83 em chốt chị Quỳnh Giao này. 83 em còn rồi mấy chị. Rồi cái này em còn mét này, chắc co giãn. Lấy chốt lên giùm em lên áo này. Chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em mã 23. Rồi này đẹp quá mấy chị. Màu nhã nhặn nha, 23.000. Chị đẹp nào lấy thì chốt 23 lên cái áo màu nhã nhặn này mấy chị. 23 này. Ai lấy 23 mình chốt 23 đi mấy chị. 23.000. Mã 23 hả? Mã 23, ai lấy 23 chốt 23 giùm em mã 23. Chốt lên giùm em 23 này mấy chị. Rồi đuổi nè mấy chị ơi, đuổi nè. Đuổi cúc màu tím nè. Lấy chốt lên giùm em cũng đủ lên áo luôn. Lấy chốt lên giùm em mã 22 nè. 23 chị Xá Vũ. Rồi cái này 22.000 nè mấy chị. Chốt lên giùm em 22 nè mấy chị ơi. 22.000. Chị nào lấy 22 chốt 22 giùm em mã 22. Mã 22 nha mấy chị nha. 22 chị thích màu tối hả? Dạ. Ok chị. Chị nào lấy 22 chốt 22 giùm em. Màu tối thì có màu tối.
22 cho chị Phương Thảo nè. Lên áo cho chị Phương Thảo nha, cái đó lên áo thôi nha chị. 23 hả? 23 hết mất tiêu rồi, hiền miêu nè, 23 hết thôi. Rồi chị nào lấy chốt lên giùm em, cái này là lụa về lên bộ được nha. Cái này chị Vui Hồng chị lấy bao nhiêu mét nè? Cái này à, em có 5 mét. 5 mét nha chị nha, chia đôi thì em chia đôi cho 5 mét. 5 mét chia đôi thì chia đôi nè mấy chị nè. Cái này là 5 mét, gần 5 mét rưỡi luôn á. Lấy chốt lên giùm em mã 103. Mã 103 em có 5 nha chị nha, nhưng mà giá 160 một ký, 5 ton 2 da đó chị ơi. 5 chắc đẹp hả chị? Rồi ai like chốt lên giùm em mã chia đôi cho Lương Quỳnh Hoa nè. Chia đôi cho Lương Quỳnh Hoa. Rồi em còn một nửa, chị Thương Thanh lấy thì lấy nha. Còn một nửa Thương Thanh lấy thì lấy, nhưng chị Nhan lấy thì ok giùm em bỏ luôn cho. Rồi em còn một nửa nè, lấy thì ok. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nữa nè, thì em chia đôi cho chị Lương Quỳnh Hoa một nửa, rồi chị Thương Thanh còn một nửa, thì em hỏi chị Thương Thanh lấy không em lấy. Chào Tuyền Đỗ nè. Rồi ai lấy chút lên giùm em đốm nha mấy chị nha, đốm ai lấy đốm chút đốm lên giùm em. Cái này em có 1m7 nè, 1m7 chị nào lấy chút lên giùm em 1m7, lấy chút lên giùm em mã 32, chút 32 lên giùm em nè mấy chị, 32.000 nè. Chị nào lấy chút lên giùm em mã 32, 32 chị nào lấy 32, chút 32 lên giùm em mã 32. Mã 32 em có 1m7 đốm nè mấy chị, 32 ai lấy 32 chút 32 giùm em. Mã 32 ai lấy 32 chị không ok chị cứ bỏ đi. 32 anh chốt chị Vui Hồng nè. Chị kia không ok thì mình thích ok thì mình bỏ chứ. Lâu quá không gặp hả? Rồi Von nè, bữa nào đi cà phê chứ? Nào đi cà phê không? Lên vải, lên vài mẫu lăn may đo bé gái bé trai em chọn được không? À nếu như vải lăn mà lên may cho đồ cho bé gái bé trai là em không có nha chị nha. Có dạng như chị Vui Hồng nha, đồ lăn cho bé trai bé gái là em không có, em chỉ có lăn hoa họa tiết như thế này thôi. Rồi Von bản đồ này mấy chị ơi, Von bản đồ này chị nào lại chốt lên giùm em. Cái này em có 6 7 7 mét rưỡi nha mấy chị nha, 7 mét rưỡi nè. Trời ơi cái Von đẹp quá à. Cái này chị nào ngầu ngầu mặc lên đẹp nè mấy chị nè, Von này. Chị nào lấy thì kèm mét lên giùm em. 7 mét nha mấy chị nha. Mấy chị kèm mét lên giùm em cắt cho. Cái này 1 mét của nó tầm mười mấy ngàn thôi mấy chị ơi. 1 mét của nó tầm mười mấy ngàn thôi. Von bản đồ này mấy chị. Mặc mấy cái này lên nhìn lạ nè mấy chị nè. Mặc đi chơi đi đồ nhìn lạ nha. Mấy chị lên tay phòng hay là áo sơ mi gì cũng đẹp hết. Von bản đồ chị nào lấy chốt lên giùm em, kèm mét lên giùm em nè. Von bản đồ. Lấy chốt lên giùm em. Rồi chắc lụa 100D nè mấy chị. Lụa 100D ai lấy chốt lên giùm em. Cái này em có được 1m rưỡi nè. 1m2 cho chị lên sau nè. Chắc 1m2 đi. Rồi cái này em có được 1m rưỡi, chân hai đầu cho mấy chị nè. Chân hai đầu nha. Lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em mã 26 nè. Mã 26 lên giúp em nha mấy chị ơi, 26k, ai lấy thì mình chốt 26. Mã 26, ai lấy 26 chốt 26 giùm em. Chân 1m rưỡi, 26k. 26.000, ai lấy chốt mã 26 giùm em, mã 26. 26.000, ai lấy chốt 26 chốt chị Xá Vũ nè. 26 chốt chị Xá Vũ. Gì cũng muốn chốt hết đúng không? Rồi lên cho mấy chị một mã nè. 26 em còn mảnh cho chị Diệp Ngọc nữa nè. Bên kia kìa. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Cái này 15.000 mấy chị lên áo nè, Von nè. 15. Chị nào lấy 15 chốt 15 lên giùm em. 15. Còn bên kia các chị Diệp Ngọc. 15 chị nào lấy 15 chốt 15 lên giùm em mã 15.
chốt mã 15 lên giùm em này mấy chị, 15.000. Ai lấy 15 chốt 15, cái này lên áo có nhũ như mấy chị nha. 15 em chốt chị Minh Thy. 15 em chốt chị Minh Thy này. Mấy chị ơi, cái von này giả thêu cho mình nè. Cái von này giả thêu nha, rất là đẹp luôn. Đó, về mấy chị ủi ra lên đầm lên đồ đẹp lắm. Nó hơi dài xíu, em còn 3,5 mét nè mấy chị. 3,5 mét chị nào loại chốt lên giùm em. Mảnh sắc sau lưng em là vải gì? Cái này là lụa giấy nha chị nha. Lụa giấy, lên đầm lên váy thôi, đừng có lên bộ là được. Đầm váy, áo lên, đừng có lên bộ nha chị nha. Tại vì lụa giấy nó hơi mỏng xíu. Lấy kèm mét lên giùm em. Rồi cái này 62. Ai lấy chốt lên giùm em mã 62, 3,5 mét. 3,5 mét 62.000. Chị nào loại chốt lên giùm em mã 62 nè. Mã 62 lên giùm em. Cái này về ủi dạ thơ thì mấy chị về ủi lên đầm dễ thương lắm luôn. 62 nha. Mấy chị không lấy hết thì chia đôi, em cắt về lên váy nha. 62 chị nào lấy 62 chốt 62 giùm em mã 62. Mã 62 lên giùm em. Rồi lên áo này mấy chị nè, hoa. Von hoa lên áo, chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em mã 15. Chốt 15 lên giùm em nữa nè mấy chị, 15 nè. Mã 15 lên giúp em. Chốt 15 này mấy chị ơi, 15. 15.000 chị nào lấy chốt mã 15 lên giùm em, 15 này. 15 em chốt chị Nhã Lam này. 15 em còn mạnh nữa nha mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị một khúc lụa nè. Ai lấy chốt lên giùm em. Chào chị Hoa Ca nè. 15 một mạnh cho chị Xá Vũ nè. Cái này em còn 2,2 mét nè mấy chị. 2,2 mét lụa hoa, chị nào lấy chốt lên giùm em 2,2 mét. Cái này là KT lụa giùm em 2,2 mét. Cái này về mấy chị lên vào đầm form giùm em nha, 40.000. Chị nó lại chốt lên giùm em mẹ 40. Chốt 40 lên giùm em nè mấy chị, 40. Mềm nha mấy chị nha, 40k. Lại chốt 40 lên giùm em nha mấy chị, 40.000. Ai lại chốt 40 lên giùm em. Rồi lên áo cho mấy chị nè. Áo này thì đủ lên cái này 40 em chốt chị Mai Tuyết nè. Cái này co dạng mấy chị nha. Cái này co giãn, chị nào lại chốt lên giùm em mã 19 nè. Chốt mã 19 lên giùm em 19. Lại chốt 19 lên giùm em nha mấy chị ơi, 19.000. Chốt 19 lên giùm em nè mấy chị này, 19k. Lại chốt 19. 19 em chốt chị Vui Hồng nè. 19 em chốt chị Vui Hồng. Rồi lên cho mấy chị một mảnh áo nữa nè. Chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em. Mã áo nè. Em thấy chị Nguyễn Thu nè. Lại chốt lên giùm em. Em lấy cái hoa trăng cây dừa. Lai chốt lên giùm em mã 21 này. Lai chốt 21 lên giùm em nha mấy chị ơi, 21.000. Cây dừa em, cây dừa màu cam. 21.000 chị lai chốt lên giùm em mã 21 đó, cái hoa dưới chỗ hoa cây dừa. Đó, đó. Đó, trời chị đúng rồi, người ta kêu. Em chỉ ngay chỗ đó, chị kêu ừ đúng rồi. Ừ. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 21, em chốt chị Nguyễn Kim Băng này. Xeo hả? Rồi ai lấy chốt lên giùm em 26.000 này mấy chị này, 26 này. 26.000 chị Nguyễn Thu lấy cái này không, em bỏ cho nè. Chị Nguyễn Thu lấy cái này không? Cái này em có 1,5 mét, Nguyễn Thu lấy thì em bỏ cho, em thích thấy hình như thấy chị thích hoa to sao á. Nguyễn Thu lấy cái này thì em bỏ cho nha. Ghi có mảnh 15 không? Chị có mảnh 15 không? Có chứ chị nha, 15 có chứ chị Xá Vũ. Rồi chị Nguyễn Thu lấy này ông em bỏ cho nè. 1,5 mét, 26.000 nha chị Nguyễn Thu nha, lấy thì bỏ cho, hình như em thấy chị thích hoa to sao. Lấy thì bỏ cho. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em, bi phía sau là vải gì? Bi phía sau, à cái đó hả? Cái này là lụa 75D giùm em, ok. Ok chị nè. Rồi cây dừa này mấy chị ơi, cái này em cũng có 1,5 mét luôn, cây dừa nè. Cây dừa 1,5 mét hai đầu. Cây dừa chân hai đầu cho mấy chị like chốt lên giùm em cây dừa. Do mạng của chị chậm á. Ai like chốt lên giùm em mã 30. Chốt mã 30 lên giùm em nha mấy chị nha, 30. Ai lấy 30 chốt 30. Mã 30 lên giùm em nè mấy chị, 30 nè. Chốt 30 lên giùm em nè mấy chị ơi, 30.000, ai like chốt 30. Vải chị chốt lên đồ bộ được không? Nếu không thì 30. Nếu được thì không, em coi thử Trinh Lê thử lên chị. Chị Trinh Lê ơi, mình nghe em đọc lụa là lên bộ được nha.
Còn von thì không lên bộ được nha chị nha. Đó, mấy chị cứ nghe kỹ giùm em, von là nó sẽ mỏng không lên bộ được, còn lụa thì sẽ lên bộ được nha. Trên lê hả máy mỏng? Rồi của chị lên bộ được nha chị, trên lê nha. Nam mua cho chị Nguyễn Thu luôn nè, cây dừa cho chị Nguyễn Thu đúng không chị? Của chị lên bộ được nha chị Trinh Lê nha. Chị chọn cho em đủ đơn thêm luôn nha chị Trinh Lê, chứ hai mảnh là không đủ đơn nha chị Trinh Lê ơi, hai mảnh không đủ đơn. Rồi ai lấy chốt lên giùm em, cái này em có 1m2 lá lụa mango này, 1m2 chị nào lấy chốt lên giùm em, 1m2 16.000. Ai lấy chốt mã 16 lên giùm em, lụa mango 16, mấy chị cứ nghe em đọc lụa là lên bộ được nha. Còn von là không lên bộ được, 16. Ai lấy chốt lên giùm em mã 16 này, 16.000. Mã 16 giùm em mango nha mấy chị. 16 cho chị Nguyễn Kim Băng này. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nữa này, ai lấy chốt lên giùm em dập nhăn cho mấy chị. Dập nhăn cái này thì mấy chị lên váy hợp hơn, đó. Với cái nền vải này mấy chị lên váy hợp hơn nha mấy chị nha. Lấy chốt lên giùm em có 2 mét này. 2 mét ai lấy chốt lên giùm em mã 43. Chốt lên giùm em mã 43 này mấy chị, 43.000. Cái này sang quá mấy chị ơi, rất là sang luôn nha. Lấy 2 mét, lấy 2 bộ bi phía sau hả chị? Là lấy cái này 2 bộ là 24 mét đó chị ơi, đúng không? Đúng thì ok, lên giùm em rồi lên giùm em số điện thoại luôn nha chị Lê Mỹ Hằng nha. 43 em chốt chị Nguyễn Kim Băng này. Các bạn Zalo gửi ảnh cho mình chị nhé. Dạ Zalo của chị là số đó luôn hay sao? Zalo của chị là số đó luôn hay sao? Thường thường xuống like á, em like xong rồi em sẽ áp cái số Zalo lên trang á, mấy chị bấm theo dõi trang giùm em với nha. Chị nào đang xem trang nè, mấy chị nhắn vô cái màn hình đó có cái chữ theo dõi này, mấy chị bấm theo dõi trang giùm em với nha mấy chị nha. Xong rồi thường thường là kết thúc live mấy chị, mai em còn live một ngày nữa, em không có live buổi sáng, em live buổi chiều mai 1 giờ, tối mai 7 giờ nha. Em live ngày một ngày mai nữa, mốt em mới chốt đơn mấy chị nha. Chốt đơn xong là em sẽ add số Zalo ở trên lên bị hàng rồi cắt 4 mét cho chị nha. Em có bi xanh nữa nè, chị nào lấy bi xanh lên bộ thì chốt kèm mét lên giùm em nha mấy chị đẹp nha. Em có bi xanh nữa nha. Rồi satin này mấy chị ơi, satin lấy chốt lên giùm em satin này, 4 mét. Satin cái này em còn 4,5 mét này mấy chị, 4,5 mét satin lấy chốt lên giùm em, 4,5 mét satin ai lấy chốt lên giùm em mã 64, 4,5 mét lấy hết thì chốt, không thì chia em cho chị Tâm Nguyễn này, lấy hết thì chốt không thì chia giùm em 64.000. Ai lấy thì mình chốt mã 64 này mấy chị, 64k. Chị nào lấy thì mình chốt mã 64 mấy chị nha, 64k này. Lấy mã 64 chốt 64 lên giùm em mã 64. Mã 64 lên giùm em nè mấy chị, 64.000 này. Ai lấy chốt 64. Em chào chị Hồ Thục nè. 64 cho chị Hồ Thục đơn mới nè. Nhớ chọn mấy chị đẹp ơi, nhớ chọn đủ đơn nha. Nhớ là chọn đủ đơn giùm em coi á. Bi xanh 1m8 chị Trinh Lê nè, 64 em còn mặn nữa cho chị Thương Thanh nè. Bi xanh cách 1m8 nè. Chị Thương Thanh ơi, cái mặn này chắc nhỏ hơn quá. Cái mặn này là 46.000 nè chị Thương Thanh. Em sửa lại 46.000 cho chị nha. Mấy tám bi xanh chỗ cái đó nhỏ nè, mất đủ nè thì bỏ lấy đi. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em nè mấy chị ơi, chéo nè, ai lấy chốt lên giùm em. Trời ơi họa tiết đẹp quá, cái này em có 3,5 mét nè, 3,5 mét chị nào lấy chốt lên giùm em, 3,5 mét, 3,5 mét ai lấy chốt lên giùm em, 3,5 mét nè. Rồi cái này là 55.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 55 nha. Chốt mã 55 lên giùm em nè mấy chị, 55k. Cái này là phi chéo giùm em 55.000, phi chéo nè mấy chị, 55.
55 họa tiết, ai like chốt lên giùm em mã 55 này mấy chị. Vì sao cứ phải đủ đơn, nửa đơn bạn có chốt đơn cho khách không? Vì tiền chị có nửa đơn thôi. Không phải chị, ví dụ chị mua một mảnh này đúng không? Em nói ví dụ chị mua một mảnh này 30 ngàn đúng không? Mà em gửi đi cho chị tiền ship mất 30 ngàn, có phải là tốn phí của chị không? Nên em nói mấy chị chọn đủ đơn là ở chỗ đó. Ví dụ như mấy chị mua mà, ví dụ như mấy chị mua mà 4-5 mảnh đi. Đó thì ví dụ tiền phí nó 35 ngàn. Bây giờ mấy chị mua một mảnh tiền phí cũng 35 ngàn đúng không? Mấy chị mua 4-5 mảnh gì đó tiền phí nó cũng 35 ngàn. Trừ khi mấy chị mua 3 ký trở lên thì tiền phí mới là 40 ngàn. Còn mấy chị mua tầm 1 ký thôi là tiền phí 35 ngàn. Thì là em mới nói mấy chị chọn đủ đơn ở chỗ đó. Em sợ là em sợ tốn phí của mấy chị. Chứ bây giờ mấy chị mua một mảnh mà mấy chị lấy là em vẫn gửi. Hiểu không mấy chị? Mấy chị mua có một mảnh thôi, em vẫn gửi cho mấy chị. Nhưng mà điều quan trọng là bây giờ mấy chị mua một mảnh này mấy chị phải chịu tiền phí tới 35 ngàn. Thì thôi mình ra ngoài chợ mình mua cho nó kiểu như cho nó lựa cho nó sướng cái tay của mình hơn đúng không? Còn đây mấy chị mua hàng online mua một lần mà, thôi mình mua cho nó đủ đơn để mình đi cho nó đỡ tốn phí là ở chỗ đó mấy chị. Là tụi em mới nói mấy chị là chọn đủ đơn á, chứ không phải là gì hết á. Chứ còn bây giờ mấy chị mua một mảnh em cũng chốt ra cho coi, em cũng bán cho mấy chị nè. Nhưng mà một mảnh mấy chị đi, mấy chị thấy không, một mảnh có 30 ngàn, tự nhiên cái chịu tiền phí 35 ngàn, mình có cam tâm không mấy chị? Chốt đủ đơn giùm em nha. Có mảnh Walter nào đẹp không? Xem like chọn đi chị Đinh Thơ ơi, xem like chọn giùm em. Chứ bây giờ mấy chị chốt có nửa mảnh hay là một mảnh thì em cũng gửi cho mấy chị được. Quan trọng là mình tiền phí đó là mấy chị nói trời ơi, mua mảnh giải có 30 ngàn mà tiền phí mất 35 ngàn mất rồi. Ví dụ vậy đi, thì mình chọn 4-5 mảnh đi, tiền phí nó cũng 35 ngàn nè, đúng không? Chọn gọi là chọn cho đủ đơn là chỗ đó đó mấy chị. Rồi cái này em có 1,5 mét lụa giấy nè. 1,5 mét lụa giấy, chị nào lấy chốt lên giùm em 1,5 mét, 21 ngàn. 1,5 mét lụa giấy 21 ngàn, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 21. Chốt mã 21 lên giùm em nha mấy chị, 21k. Ai like chốt mã 21 lên giùm em lụa giấy nè. Cái này về mấy chị lên pyjama đùi nè mấy chị. 21 em chốt cho chị Lương Quỳnh Hoa nè. 21 cho Lương Quỳnh Hoa. 21 em hết rồi, bông hồng sau lưng em là chắc gì? Bông hồng, cái đó là Solinen đó chị ơi. Cái đó là Solinen á. Em chào chị Liễu Liễu nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa 100D nè mấy chị. Trời, này lên áo dễ thương quá à. Cái này em có đủ áo thôi, có đủ một cái áo cho mấy chị thôi. Lấy chốt lên giùm em. Áo này 25 ngàn, chắc bao đẹp cho mấy chị luôn, 25. Chắc bao đẹp 25 ngàn, chị lấy chốt lên giùm em mã 25 mấy chị nè, 25. Ai lấy 25 chốt 25 giùm em mã 25. Mã 25 nha mấy chị nha, 25k. Không coi bên này hoa ca chốt này. 25, chị nào lấy 25 chốt 25 lên giùm em. Nhìn thêm một mảnh vẫn mua vì ra chợ không có mua. Không có ở đó. Dạ, dạ vậy thì chị, vậy thì từ nay chị chốt một mảnh là em cũng đi đơn cho chị nha. 25. 19 là cái mảnh này vậy ta. 19 từ nãy sớm như ai chốt chưa? Chưa đó. 19 là cái phút nào? Từ nãy giờ không chịu coi trong đây nữa. Ai lấy chốt lên giùm em nè, 25 ngàn chị lấy chốt lên giùm em 25. Chốt mã 25 lên giùm em đi mấy chị. 25 ngàn em chốt chị Thúy Hằng nè. Đơn mới khỏi số nè. Rồi von này mấy chị, ai lấy von chốt von lên giùm em. Von, cái này em có 1,5 mét nè. 1,5 mét von, chốt hết hả? Lấy chốt lên giùm em 1,5 mét. Cái này 20 ngàn này mấy chị, 1,5 mét 20 ngàn. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 20. Chị nào lấy 20 chốt 20 lên giùm em mã 20 nè. Ai lấy 20 chốt 20 lên giùm em. Cho lên thoát ra vô lại đi. 20 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em mã 20. Chốt 20 lên giùm em, chào chị Trúc Lê nè. Mã 20 mấy chị nhân von 1,5 mét mềm rũ nè. Ai lấy chốt mã 20. Chị đây vẫn đây nha, chị về nhà vẫn cứ thúc hạ xá vũ 20 nè. Nhiều lúc mấy chị ghiền á mấy chị ơi. Em nói thiệt chứ nhiều chị mua giải cũng ghiền á. Em có cái bà khách đã mua giải ghiền quá, bây giờ hết tiền mua rồi mấy chị. Mua về mặt thôi á. Mà lúc nào cũng đơn cả triệu vậy mấy chị. Rồi cái này em còn mét 2 nè. Mà đâu có mua bán cái gì đâu mấy chị ơi. Rồi cái này em có 1 mét này mấy chị, 26 ngàn nè. 26 ngàn chị lại chốt lên giùm em mã 26. Do là cứ lên like thấy ghiền quá mấy chị cứ mua về vậy.
Em chào chị Thơ Phạm nè, tôi mua mặn tỏi của bà nâu mắm rồi mà chưa thấy gửi. Chắc chưa đủ đơn á chị Thơ Phạm ơi. Thôi bây giờ chọn giùm em mặn khác, rồi chọn 4-5 mặn cho đủ đơn đi chị Thơ Phạm nha. Rồi ai like chút lên giùm em. Lâu quá rồi em cũng không nhớ luôn á. Đúng rồi chị Thơ Phạm có đơn. Có số điện thoại lưu nè. Like chút lên giùm em 26 nha mấy chị nhân 26 ngàn. Ai like chút lên giùm em mã 26. Nhiều lúc mấy chị chọn không đủ đơn á, nhân viên của em á nó sẽ mất tiêu á. 26 ngàn, ai like chốt mã 26 lên áo nè mấy chị. Cái này lên áo nha, 26k. Like chốt mã 26 giùm em, 26 nè. Rồi cái này em có 1m8 mango nè mấy chị. 1m8 mango nha mấy chị nha, 1m8. Chị đọc like chốt lên giùm em 1m8 nè, 45 ngàn. 1m8 45 ngàn, trời này đẹp xuất sắc luôn á, 45 ngàn. Ai like chốt lên giùm em mã 45. Chốt 45 lên giùm em nè mấy chị, 45k. Ai lấy mình chốt mã 45 lên giùm em. Ủa cái này người ta ra hot đây chỗ kia rồi mà ai cứ bấm vậy ta. Cái này ra là cái gì nữa, có đang mới được các bạn á. 45, ai lấy 45 chốt 45 lên giùm em. 45 chốt chị Hồ Thục này. 45 cho chị Hồ Thục. Vậy em có theo bên này không hay là để chị theo? Có đang theo đây. Theo thì lâu lâu dồn chứ, cứ không chịu dồn mà. Rồi màu tối này mấy chị ơi, ai like chốt lên giùm em cái này em có được 1m7 nè. 1m7 chị nào like chốt lên giùm em 1m7. 1m7 ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 40. Chốt 40 lên giùm em nha mấy chị nha, 40k ai like chốt lên giùm em mã 40. Mã 40 lên giùm em, cái này cũng mango luôn, 40.000 này mấy chị. 40k ai like 40 chốt 40 lên giùm em nha mấy chị nha, màu tối 40.000. Ai lấy mình chốt mã 40 lên giùm em, rồi đẹp lắm luôn mấy chị. 40.000 ai like chốt 40. Chị Liễu Liễu ơi lên số điện thoại giùm em với nha. Lên số điện thoại giùm em. Rồi cái này là satin nha mấy chị nha, satin tầm giùm em. Em có được 1m5 nè. 1m5 satin tầm, chị nào like chốt lên giùm em 1m5. Em biết chị Vui Hồng chốt mạnh đó nhưng mà mạng của chị hơi chậm rồi. Like chốt lên giùm em mã 27. 27 chị nào lấy 27 chốt 27 giùm em. Chào chị bé Na nha. 27.000 ai lấy chốt lên giùm em 1m5 27.000. Satin tầm 27 nè. Ai lấy 27 chốt 27. Hello chị Nhân Nguyễn nha. 27 cho chị Nhân Nguyễn nè. Rồi bi này to hơn nè mấy chị ơi, bi đen nè. Lấy chốt lên giùm em bi. Bi này em có được 1m4 nè, 27 em hết. 1m4 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 19 nè. Này hình như 1m3 thôi sao mấy chị? Lộn. 1m3 thôi. 19.000 mấy chị, lụa giấy thì nó mỏng nha. Gần 1m4 á. Ai like chốt lên giùm em 19.000 thôi mấy chị ơi, 19.000. Chốt 19 lên giùm em mã 19 kìa. 19.000 ai like 19 chốt 19. 19 em chốt chị Liễu Liễu nè. Mấy chị cố gắng xem like. Xem like chọn 4-5 mã là đủ đơn mấy chị nha. Rồi cái này em còn 3m5 nè mấy chị, 3m5. Like chốt lên giùm em 3m5 nè. 3m5 ai lấy mã này chốt lên giùm em. 3m5 67.000 chị nào lại chốt lên giùm em mã 67. Bị gọi gì ta? 67.000 ai lấy chốt lên giùm em. 67 ai lấy chốt mã 67 lên giùm em mã 67 này. Chốt 67 lên giùm em, cái này lên sơ mi hoặc pyjama mấy chị nha. 67k chắc có co giãn giùm em mã 67 nè. 67.000 giùm em, ai lấy 67 chốt 67. Mã 67k. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa hoa nhí màu đen nè. Nhí đen chị nào lấy nhí đen chốt lên giùm em, cái này em có 2m, em chào chị Lan Vũ nè. 2m nhí đen chị nào lấy chốt lên giùm em 2m. 2m 38.000 mấy chị ơi, 38.000 nhí đen. Nhĩ đen 38.000, 67 em chốt chị Quỳnh Giao. Ai lấy chốt lên giùm em 38.000 này mấy chị. 38 chốt chị Vui Hồng này. 38 chốt chị Vui Hồng. Sao nó lên 40 rồi giờ còn 27 người. Lên nữa tuột. Rồi cái này em có 1m2. 1m2 nha mấy chị nha, 1m2. Cắt lụa bao đẹp, em chào chị Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên nè. Lấy chốt lên giùm em 1m2 này mấy chị. 23.000 chị nào lấy mình chốt 23. Có hoa to chị nha.
23, chị nào lấy 23 chốt 23 lên giùm em mã 23. Em chào chị Bích Lê. Mã 23, ai lấy 23 mình chốt 23 giùm em. 23 cho Hiền Miu đơn mới nè, khoảng số nè. Mấy chị muốn hoa to là có hoa to, hoa nhỏ là có hoa nhỏ nha. Rồi cái này em còn 2m. 2m lụa 100D giùm em, 2m nè mấy chị. Lấy chốt lên giùm em mã 31 nè. 2m 31.000 nè mấy chị ơi. 2m 31.000 giùm em. Ơi cái này khổ nhỏ này mấy chị ơi, khổ nhỏ. Em sale cho mấy chị còn 25. Hiện chị em nói 2m là sao có 31.000 rồi. Em cầm vải mít em cũng quen tay mấy chị. 2m này là tầm cũng phải gần 40.000 mà sao có 31.000 thôi. Chị nào lấy sale thì chốt lên giùm em mã sale 25 nha. Đó, chị nào lấy sale thì chốt sale 25 giùm em. Sale 25 em chốt chị Diệp Ngọc nè. Đi sale 25. Sale 25 em chốt chị Diệp Ngọc là bị mất khổ nha. Bị mất khổ. Em còn sale. Rồi lên áo này mấy chị, ai lấy áo chốt áo lên giùm em. Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em mã 12 này mấy chị, tơ nha. Áo 12 tơ giùm em. Áo 12 tơ, chị nào lấy tơ chốt tơ lên giùm em, mã tơ. Áo 12 tơ, ai lấy tơ thì chốt tơ lên giùm em mã 12 này. Mã 12, chị nào lấy 12 chốt 12 giùm em tơ. Rồi lên cho mấy chị một mảnh vòm tầm lên áo luôn này. Mà cái này lên áo hơi bị lạ luôn nha mấy chị nha, đẹp nữa. Lấy chốt lên giùm em áo. Áo này 16.000, chị nào lấy chốt 16 này mấy chị, 16. Ai lấy 16 chốt 16 lên giùm em mã 16 này. Chốt mã 16 lên giùm em này mấy chị, 16. Ai lấy 16 chốt 16 lên giùm em mã 16 giùm em, 16.000. 16 lên áo, ai lấy áo 16 chốt 16 giúp em mã 16 này. Chị Bích Lê ơi, mình chốt cái gì vậy chị? Mã gì chứ? Chị Bích Lê chốt lên số điện thoại không à, không có mã gì hết. Mã bao nhiêu, mã 16 hay là mã 20, 23 gì là phải lên cái mã xong rồi lên số điện thoại sau nha. Mã bao nhiêu chị? Rồi, ai lấy chốt lên giùm em lụa. Cái này là lụa Nhật này mấy chị nè. Ai lấy chốt lên giùm em lụa Nhật. Lấy chốt lên giùm em lụa Nhật này. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 24. Chốt lên giùm em mã 24. Rồi có số điện thoại rồi nha chị Bích Lê nha, chút nữa lên mã thôi. Mã 16 hay là mã 24, 21, 30 gì đó lên mã thôi, còn số điện thoại em lưu rồi nha. 24 em chốt chị Hiền Miu nè. 24 cho Hiền Miu. Chị Bảo Bảo ơi, mạng hơi chậm xíu rồi. Chị Bảo Bảo mạng bị chậm rồi. Cố gắng xíu nữa chị Bảo Bảo nha. Rồi cái này em có đủ áo nè, chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em. Áo nha mấy chị nha, ai lấy áo chốt áo lên giùm em. Bảo Bảo em có số rồi nè. Ai lấy chốt lên giùm em mã 21 nè. Mã 21 cái đó là von nhưng chị liệu liệu nha. 21.000 ai lấy chốt lên giùm em mã 21. Cái này lên áo cho mấy chị 21.000 chắc co giãn này mấy chị mềm rũ luôn. 21.000 giùm em. Ai lấy chốt 21 này mấy chị. Cái này chị đủ lên áo cho mấy chị thôi. 21 em chốt chị Thúy Hằng này. 21 em chốt chị Thúy Hằng. Rồi nhí này mấy chị, ai lấy nhí chút nhí lên giùm em. Mã nhí mấy chị nhăn nhí nè. Nhí này em còn 2m1 này mấy chị, 2m1, 2m2 gì nè. Cái đó là von nhân liệu liệu. Chị kêu còn mã nào như mã 24 cho chị một phần em nó thiệt. Giờ em nhớ mã 24 em chết liền luôn á. Lấy chốt lên giùm em mã 47. 47.000 chị rồi lại chốt lên giùm em. Em đọc cái mã cho mấy chị chốt thôi, qua rồi em quên mất tiêu rồi. 47 nhí vàng. 47 chị nào lấy 47 chốt 47 lên giùm em mã 47 nè. 47 mấy chị ơi, ai lấy 47 chốt 47 lên giùm em mã 47. 47.000. 47 cho Bảo Diệp. Rồi lên cho mấy chị khúc áo này mấy chị ơi, màu xanh dễ thương không? Lên áo thôi nha. Em chào chị Tiên Trần này. Lên áo chị nào lấy áo thì chốt mã 18 lên giùm em 18.000 mấy chị. Cái này lên áo 18.000 mấy chị nè, 18.000 giùm em. Ai lấy 18? Em vừa đọc xong. Dạ. Yeah. Em không nhớ. Thật sự là em không nhớ luôn á. Rồi ai lấy chốt lên giùm em. Nhớ là em kêu nhớ cho nhớ là em sẽ kêu nhớ nó già để em để cho chị mà em không nhớ. Rồi ai lấy chốt lên giùm em, cái này em có 2m7. 2m7 chị nào lấy chốt lên giùm em 2m7. Lấy chốt lên giùm em mã 48. 48.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 48 thì mấy chị 48.000. Bi mấy chị nhăn bi 48.000. 48.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 48, bi 48 cho chị liệu liệu nè.
cái này 4 mét thôi. Và thật lượng lũ có chứ. Có cái tình nhất nha thêm vô. Rồi lên áo luôn này mấy chị. Cái này em có 1 mét tư mấy chị nha. 1 mét tư. 1 mét tư chị nào lại chốt lên giùm em 1 mét tư nè. Rồi cái này là 21 ngàn mấy chị ơi. 21 ngàn. Lại chốt lên giùm em không phải. 21 ngàn. Ai lại chốt lên giùm em mã 21. Mã 21 giùm em nè mấy chị. 21k. Ai lấy thì mình chốt 21 nè mấy chị. 21 nha. 21 cho Hiền Miu nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von lụa. Cái này thì không có cần lót đâu mấy chị ơi. Cái này không lót giùm em nha. Em còn 3 mét nè. 3 mét không lót. Ai lấy chốt lên giùm em 3 mét. 3 mét không cần lót. 53 ngàn mấy chị. 53 chị nào lấy 53. Mình chốt 53 lên giùm em nè. 53 đưa cái máy màu cho tốn. Cái von bèo dưới chân em. 53 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em 53 nè mấy chị. 53 ngàn, ai lấy thì mình chốt 53 giùm em, mã 53, đẹp quá. Cái này mấy chị lên váy đẹp nha, 53 ngàn. Chị nào lấy 53 chốt 53. Em có mảnh von bell này mấy chị lên áo nè. Đó, cái von bell này đẹp chưa. 53 em chốt chị Thạch Thái Phương này. Thạch Thái Phương lên số điện thoại cho em luôn. Em chào chị Hoàng Anh Trần này. Chào chị Hoàng Anh Trần. Rồi lên cho mấy chị một mảnh bell 15 ngàn này mấy chị lên áo nè. Cái bell này lạ chưa. Cái họa tiết của nó lạ mấy chị. Lai chốt lên giùm em 15 ngàn mấy chị. Ai lai chốt mã 15. Rồi cái này mấy chị lên đồ cho bà cho mẹ đẹp nha. Chắc mềm rũ cực kỳ luôn. Lai chốt lên giùm em. Rồi cái này là 43 ngàn. Chị lại chốt lên giùm em mã 43 nè. 15 em chốt chị liễu liễu nè. Chị liễu liễu. Rồi 43 ngàn. Ai lai chốt lên giùm em mã. Cái này mềm rũ cực kỳ luôn nha mấy chị. Mềm rũ, rất là mềm rũ luôn. Lên đồ cho bà cho mẹ giùm em. Cái này em chốt chị Ánh Tuyết này. Ánh Tuyết vừa chiều có đơn rồi. Mấy chị ơi em có khúc von này. Chị nào lại chốt lên giùm em von nha. Ai lấy von chốt von lên giùm em. Mẹ von. Von này em có 6 mét von. 6 mét rưỡi von này mấy chị. Von sập 6 mét rưỡi. Lấy hết thì chốt không thì chia. Von này siêu nhẹ luôn. Von này siêu nhẹ, ai lấy chốt lên giùm em mã. Mã 66 này. 66, ai lấy 66 chốt 66 lên giùm em mã 66 hoặc là chia ra. Cái này mấy chị không lấy hết thì chia đôi ra nha, 66 ngàn. 66 em chào chị Huỳnh Thủy. Mã 66 lên giùm em hoặc là chia ra. Rồi cái này em có được 1m2. 1m2 lụa 75D nha mấy chị, 1m2 nè. 1m2 mình lên đầm suông được nha mấy chị, 25 ngàn. 1m2 lên đầm suông 25 ngàn, chị lấy 25 chốt 25. Mã 25 lên giùm em nè mấy chị, 25k. Ai lấy thì mình chốt 25 mấy chị nè, 25 ngàn nha. Lấy chốt 25 ngàn giùm em, 25. 25 cho Hiền Miu. Bà Hiền Miu bà chốt 25 nha, bà chốt cái mặn tới tối rồi bà không nhớ thì tôi nha. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Hai mươi lăm em hết rồi nha. Rồi lên cho mấy chị một mã nè. Cười gì nữa. Rồi ai lấy chốt lên giùm em. Cái này em có 2m6 nè. 2m6 chị nào lấy chốt lên giùm em 2m6 nè. Lấy chốt lên giùm em mã 49 nè. 49 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em mã 49 giùm em 49k. 2m6 49 ngàn. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 49 mấy chị. 49 ngàn giùm em nha mấy chị nha. 49k nè. Ai lấy chốt mã hả? 49 em chốt chị Hồng Anh Trần này. 49 cho chị Hồng Anh Trần. Rồi em còn mảnh này nữa nè mấy chị. Ai lấy chốt lên giùm em. Cái này co giãn. Em có đủ 1 mét thôi. 1 mét chị nào lấy chốt lên giùm em 1 mét 18 ngàn. 18. Và nhớ bả cọc lên bả nhăn thôi rồi. 18 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 18. 18 chị nào lấy chốt lên giùm em 18 nha mấy chị nha. 18. 18 ai lấy 18 chốt lên giùm em 18. 18 ngàn. Mã 18 chị ơi lên áo thôi nha. 18 ngàn. Rồi cái này em còn 2 mét nè mấy chị. 2 mét lụa nè. Ai lấy chốt lên giùm em 2 mét lụa. 2 mét lụa chốt lên giùm em mã 22. À, cái câu của Wildy nói là người ta từ chối hiểu nha. Không có hiểu gì đó đâu. Ai lấy chốt lên giùm em nè mấy chị. Lên áo giùm em 18 chốt chị Quỳnh Giao nè.
Ai like chốt lên giùm em ạ, 41 em lộn mấy chị. 41 cho mấy chị nha, 41 Đặng Thị Mỹ Tiên 18 nè. Cái này là 41 ngàn nha mấy chị, em nói lộn nha, 41 ngàn. Ai like chốt lên giùm em ạ, 41. 41 ngàn giùm em, mẹ 41 nè. 41 em chốt chị Trần Hằng nè. Rồi ai lấy mã này nữa thì chốt lên giùm em. Cái này em có được 3 mét này mấy chị ơi, màu tối nha. Đó, lên đồ cho người lớn được nè. Lấy chốt lên giùm em 3 mét. Lấy thước chốt lên giùm em mã 57. Chốt 57 lên giùm em mã 57 nè. 57 ngàn, ai lấy chốt lên giùm em mã 57. 57 ngàn nha mấy chị nha. Lấy chốt lên giùm em 57 ngàn giùm em mã 57. 57 ngàn 3 mét. Cái này lên đồ cho bà cho mẹ đẹp nè. 57 ngàn. Chị Tiên Trần lên số điện thoại giùm em, chị Tiên Trần nha. Lên số điện thoại giùm em. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Cái này em có được 1m4 nè. 1m4 chị nào lấy chốt lên giùm em 1m4. Lấy chốt lên giùm em mã 25. Chốt 25 lên giùm em nè mấy chị, 25 nè. Ai lấy 25 chốt 25. Chị Vui Hồng lấy cái này nè. 1m4 25, chị nào lấy 25 chốt 25 nè. 25, ai lấy 25 chốt 25 giùm em, 25. 25 cho chị Vui Hồng. Cái xanh tương xào là cái gì em? À, Xuân Châu. Vải xanh tương xào, cái đó là lụa 100D nha chị Xuân Châu nha. Cái này hả, chị hỏi cái này hả? 100D nha chị. Còn cái kia là sọc. Cái này là sọc nha chị Xuân Châu nha. Cái này là sọc lụa giùm em. Em chào chị Hạnh Phạm, có tôm. Em có tôm nha chị nha. Mình xin hình nữa. Em số không biết. Em có ton nhưng mà giá 160 ngàn một ký, ton đẹp nha chị Hạnh Phạm nha. Em có ton nha, em bán ton nó gần hết rồi, ai cũng khen hết á. 160 ngàn một ký á chị Hạnh Phạm ơi. Ton thường thường giá nó rất là cao hơn bình thường á chị. Mấy chị muốn coi thì em cho coi. Rồi lên cho mấy chị một mảnh áo này mấy chị ơi, cái nó là beo giùm em. Ai lấy beo thì chốt lên giùm em, beo này em có đủ áo thôi, lấy chốt lên giùm em mã 18 nè. 18 ngàn kiểu lấy chốt lên giùm em mã 18. Chốt 18 lên giùm em nha mấy chị, 18. 18 úp lên mấy cái vòng chị. 18 ngàn. Ai lấy chốt 18. 18 em chốt với chị Bích Lê nè. Em chốt chị Bích Lê. Mấy chị ơi lên cho mấy chị Phúc Văn Tơ này mấy chị. To nó, cây lanh á. Rồi cái này em còn 3 mét rưỡi nè. 3 mét rưỡi. Lấy chốt lên giùm em. Không, tay á. Lấy chốt lên giùm em mã 40. Chốt 40 lên giùm em 3 mét rưỡi 40. 40 ngàn. 25 hả? 25. Không được chị Bích Lê Thị. Mã của chị gì chậm? 25. Ai lấy 45. 4 mấy quên rồi. Em mới đó mà em đã quên rồi thấy không mấy chị. 41 mấy chị ơi, 41 ngàn. Tơ 41 ngàn kiểu lại chốt lên giùm em mẹ 41. Cái này mấy chị Lâm Đầm váy đẹp lắm luôn mấy chị. 41 ngàn này. Mẹ 41 lên giùm em nha. 41k. 41 ngàn giùm em mẹ 41. Tom này mấy chị nè. Nói chung tom này em bán gần hết rồi. Chị nào nhận hàng cũng khen đẹp hết nha mấy chị nha. Nên mấy chị yên tâm. Nói chung về chất tom thì mấy chị cứ yên tâm. Giá 160 ngàn một ký. 2 mét của nó là đổ đồng cho mấy chị là 55 ngàn trở về nha. 160 ngàn một ký. Nhưng mà em căng lên 2 mét là một bộ. Mấy chị là đổ đồng 55 ngàn trở về giùm em với nha. 52 ngàn 2 mét à, 55 ngàn cho mấy chị em lộn. 55 ngàn nha mấy chị. 55 ngàn 2 mét đổ về giùm em. Một nửa 41 cho chị Bích Lê Thị này. Đó chị nào lấy tom thì chốt lên giùm em. Tom kèm mét giá 160 ngàn một ký này mấy chị. 2 mét của nó là đổ đồng 55 ngàn. Trở về thôi mấy chị 2 mét á. Chắc mát lắm luôn. Con đẹp lắm em may rồi. Cảm ơn Beauty nha. Con 2 mét 2 cho chị Bảo Diệp nè. Hát của em mua rồi mấy chị yên tâm nha. Em chị ấy thấy cùng bà Bích Lê Thị ở chị ấy chưa? Có ha, bông khác không em? Có nhiều loại lắm chị. Có nhiều loại lắm.
một ký thì tầm cỡ 5-6 mét gì đó. Rồi em căng lên nè. Đây nè mấy chị ơi, hai quên lộn, tụi tao sao rẻ dữ. Rồi 2m2 nè, 2m2 là 61.000 nè. Khi đó cho Bảo Diệp 4m cho chị Hồng Anh Trần nè. Tom thì khách em nhận rồi, mấy chị yên tâm, đẹp lắm mấy chị ơi. 1 2 3. Rồi còn đúng 4m luôn, 4m chút xíu nè. Em coi hai mảnh bên dưới bi hả. Rồi cái này cho chị Nhung Nguyễn nè. Em coi Nhung Nguyễn. Em coi hai mảnh bên giữa bi hả. À đây hả, cái đây là ton. Cái này cũng là ton nhưng mà ton này là ton đuổi nha mấy chị nha. Ton này chắc chắn sẽ không bao giờ bằng cái ton mà em mới lên được, bởi vì nó đồng giá 101 cùng với những cái hàng này nha mấy chị. Đó, cái này là cũng là ton nhưng mà ton đuổi, lăn đuổi với mấy chị. Chắc này thì không bằng cái chắc mà từ nãy em mới lên đâu. Tại vì ton này là trong hàng kiện rồi mấy chị, còn ton kia là ton cây, ton cây nha mấy chị nha. Rồi cái này là lụa này mấy chị ơi, lụa 100D giùm em. Lụa 100D còn cái ghi là vải xô như Nguyễn Mèo Con nha. Lên ton 5 nhí nữa đi. Rồi đây, ton bông nhí nè. Đó, chị nào lấy chốt lên giùm em, kèm mét lên giùm em. Tức là đưa cái mấy mẫu khác nữa nha. Ai lấy chốt lên giùm em nè mấy chị. Lấy chốt lên giùm em, ton kèm mét nè. Cái này là dí vàng nha, em đưa gần mấy chị mới thấy đẹp nè. Tại cái màu này là màu nhã mấy chị. Mấy chị chốt lên giùm em là dí vàng kèm mét đi. Dí vàng kèm mét lên giùm em, dí vàng kèm mét nè. Dí vàng kèm mét lên giùm em nè. Dí vàng kèm mét. Ai lấy dí vàng chốt dí vàng kèm mét lên giùm em. Mã nhí vàng kèm mét mấy chị nha. Nhí vàng 1m6 cho Hiền Miêu nè. Dục qua, dục qua cho nó đi. Em tới đó làm gì nữa. Đúng rồi, em mới dục. Chị Hạnh Phạm mới lên giùm em số điện thoại nha chị nha. Rồi em căng lên. Rồi 2 mét cái này là 54.000 nè chị Hạnh Phạm nè. Em đổ đồng cho chị 2 mét là 55.000 đổ về nha. Đổ đồng 2 mét 2 cho Bảo Diệp nè. Mấy chị ơi, ton này là ton hàng cây của em ra. Mấy chị nhớ là chốt là mình phải lấy giùm em nha, chứ để tội nghiệp em nha mấy chị nha. Tại vì sao cắt ra nó sẽ nát hết vậy. Ví dụ hàng kiện nó nhiều lúc còn em còn mở ra em bán lại cho có còn cái hàng này là thôi luôn á mấy chị. Rồi cái này em còn có 1m8 thôi. Cái này còn có 1m8 thôi mấy chị ơi, 1m8 thôi. Em căng lên báo giá nha. Em chờ chị Võ Thị Hằng nè. Rồi 1m8 nè, 51.000 nè mấy chị. 1m8 là 51.000. Chị bấm số ra chưa? Bấm rồi. Còn cái đó là cái gì đây? Ủa cho cái chị bấm ra là 20. Nhưng mà nó không có cái số. Ra ra. Năm mốt em chốt chị Liên Nguyễn nè. Con xếp cho bớt nhanh. Cho Liên Nguyễn. Nguyễn Mèo Con có con tay màu tối hơn không? Mấy chị chờ xíu đi mấy chị ơi. Lụa giấy 3 mét cho Nguyễn Mèo Con. Mấy chị chờ xíu. Cắt cái này 3 mét cho Nguyễn Mèo Con. 1 Cái này 3,5 m rồi Nguyễn Mèo Con lấy luôn đi. Nguyễn Mèo Con 3,5 m Nguyễn Mèo Con lấy luôn nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh to nữa nè. Từ từ rồi nhân viên em lấy màu tối cho mấy chị nha. Rồi ai lấy chốt lên giùm em nè mấy chị nè. Thành ra mấy cái này là hàng cây á mấy chị. Nếu như thật sự mấy chị có thiện chí, mấy chị lấy là mấy chị chốt giùm em với nha. Đắt quá hư bột hư đường. Đáng lẽ đâu. Dạ em ở bên
khu công nghiệp Hòa Bình đó chị Thu Ba ơi. Có vải nào dày nổi chị mua đồ bộ. Dày nổi hả? Dạ không, nhưng chị Bích Lê nha, không có. Bên phải sau lưng cái bên lợt xanh đậm đó chị. Xanh lợt xanh đậm. Cái này là lụa 100D nha chị Bích Lê ơi. Cái này là 100D chị Bảo Bảo chứ quên, chị Bảo Bảo. Chị Bảo Bảo. Nhí vàng em hói mất rồi chị Đoàn Nét nè. Rồi cái này là ton này mấy chị nè. Đó em lên cho mấy chị ton. À mấy chị chốt lên giùm em là lá đi mấy chị ơi. Ton lá kèm nét lên giùm em, mã ton lá kèm nét nè. Ton lá kèm nét lên giùm em, chốt đúng cú pháp nha mấy chị nha. Ton lá kèm nét lên giùm em, ton lá 2 nét chị Nhung Nguyễn nè. Chút nữa rồi nhân viên em lên màu tối cho nha. Đó bao nhiêu ký? Đó bao nhiêu ký là sao chị? Cái đó 110 ngàn một ký nha chị nha. Rồi 1m8 chị Liên Nguyễn nè. Rồi ai lấy ton lá nữa thì chốt đi mấy chị ơi, chắc ton đẹp lắm. Nói chung là, nói chung riêng về cái chắc thì mấy chị cứ yên tâm. Họa tiết thôi, mấy chị chọn họa tiết giùm em thôi nha. Ai lấy ton lá chốt lên giùm em ạ, ton lá kèm nét nè mấy chị. Ton lá kèm nét lên giùm em. Coi khúc số 3. Khúc số 3 hả? Bà tính từ bên này qua hay bên tới từ bên này qua vậy? Cái này là số 3 này nha, sọc nè. Sọc nha Nguyễn Miêu Con nha. Còn đây là xô. Cái này là mã số mấy rồi đó? 3, 4, 5, 6, 7. Mã 7 nè. Cái này là vải xô nha. Khổ 1,5m nha chị Liên Nguyễn nha. Cái này là xô nha mấy chị nha. Xô linen nè mấy chị. Rồi lên cái khúc khác đi đi. Khổ 1,5m hết nha mấy chị nha. Khổ 1,5m. Mã 7 3m hả? Mã 7 là xô nha, rồi 3m nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh ton nhí nè mấy chị ơi. Ton lá 1m2 hả? Em ra em cắt ton lá 1m2. Rồi chị nào lấy chốt lên giùm em là nhí đen. Cái này cũng là ton luôn giùm em. Chị Kim Huệ chọn cho em đủ đơn luôn đi chị ơi. Chị Kim Huệ vào chốt cho em đủ đơn nha. Rồi ton lá nhí này mấy chị ơi, mấy chị chốt lên giùm em là ton nhí đen kèm nét lên giùm em, mã ton nhí đen. Hết khúc đó, ta lấy hết khúc đó rồi để bé nó đo cho Nguyễn Miêu Con. Chị Xá Vũ á, mấy chị khách mới này nhớ chọn cắt con ra là nhớ lấy giùm em với nha. Nhớ lấy giùm em với nha mấy chị, nhiều lúc cắt nát phải nhưng mấy chị nha. Rồi nhí đen 2m. Chị. Cái này là ton nha chị Bích Lê Thị nha. Hàng 106 ngàn một ký nha. 7m nha Nguyễn Miêu Con nha. 7m. Nguyễn Miêu Con lấy thì ok nữa. Nóng với cho ai? Xe vũ. Nóng với em. Sổ tay này. Rồi 2m cái này cũng 54 ngàn mấy chị, 2m cái này cũng 54 ngàn đó. Bích Lê Thị, rồi cái này là Liên Nguyễn này. Rồi 4m thì chị Liên Nguyễn kia, em để xuống nó đi cho con bé nó tự bấm đi. Một rồi chị nào lấy nhí đen nữa thì chốt lên giùm em. Tiên cần 2m này, cân của Nguyễn Miêu Con thử bao nhiêu ký vậy không?
Căng rồi chị nào lấy nhí nữa thì chốt lên giùm em nhí này mấy chị ơi, nhí kèm mét này, ai lấy nhí thì chốt nhí kèm mét lên giùm em. Các con bao đẹp cho mấy chị luôn nha, mềm rũ, không căng lên thôi, ý là căng cái mảnh đó đó, cái mảnh đó như vậy. Rồi ai lấy chốt lên giùm em này mấy chị nè, nhí kèm mét này, chị nào lấy nhí chốt nhí, lấy nhí chốt nhí lên giùm em nha chị nha, mấy chị nha, nhí kèm mét. Rồi ai lấy mã này nữa thì chốt lên giùm em, cái này em có đủ áo nè. Ai lấy chốt lên giùm em áo nè. Rồi cái đó là 155 ngàn nha Nguyễn Mèo Con nha, 7m 155 ngàn. Em lấy thì em ok nha Nguyễn Mèo Con. Mà từng lại Nguyễn Mèo Con ok chưa, có bill được chưa? Chưa. Chưa, chị kêu chờ bấm bill ra nè. Ai lấy chốt lên giùm em mã, mã 22, chị nào lấy 22 chốt 22 lên giùm em, cái này đủ lên áo này mấy chị, 22 lấy cái con khác đi. 22 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em mã 22, bấm cái bill vô cho Nguyễn Mèo Con này. 22 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em mã 22. Chốt mã 22 lên giùm em nè mấy chị ơi, 22k. Lấy chốt mã 22 lên giùm em mã 22. Mã 22 bấm vô cái bill Nguyễn Mèo Con. 22 ngàn, cái này là von lụa nha mấy chị nha, 22 ngàn này. Rồi lên cho mấy chị một mảnh ton nhí màu trắng nè mấy chị, ton nha. Cái này là ton nè mấy chị ơi, ai lấy chốt lên giùm em. 22 em chốt cho chị xá vũ. Đúng rồi Nguyễn Mèo Con, cái đó là 110 ngàn nha, đâu phải là ton đâu. Cái này không phải là ton bi, ton nhí màu nâu nè mấy chị ơi. Ton nhí nâu, ai lấy ton nhí nâu kèm mét lên giùm em nè mấy chị, ton nhí nâu nè. Ton nhí nâu kèm mét lên giùm em, ton nhí nâu nè. Ton nhí nâu kèm mét lên giùm em nè mấy chị nè, ton nhí nâu nha, kèm mét lên giùm em. 22 em hết rồi. Ai lấy chút lên giùm em ton nhí nâu kèm mét. Lấy cái khác. Ton nhí nâu kèm mét lên giùm em, cứ để đó, đỡ người ta tiếp chậm xem. Ai lấy chút lên giùm em ton nhí nâu kèm mét. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von nữa nè mấy chị, lên xen kẽ nha mấy chị nha, để những chị kia không có chốt ton nữa thì mình còn chốt nha mấy chị. Cái này giả theo cho mấy chị nè. Lấy chốt lên giùm em mã 24. Chốt mã 24 nha mấy chị nhân 24k. Ai lấy chốt lên giùm em mã 24 nè. Em chào chị Ngọc Trần nè. 24 ton nhí. Ton nhí cho chị Kim Huệ, chắc là từ nãy giờ không có coi bên này. Cắt xong sau lưng cho chị. Chị Kim Huệ ơi, mình qua trang mình coi giùm em với chị Kim Huệ. Bên này nhiều lúc em bị ẩn comment em không thấy luôn á. 24 em chốt chị Xá Vũ nè. 24 em chốt chị Xá Vũ. Từng nãy cái tôm nhí. Chị Kim Huệ ơi, mình chốt cái tôm nhí màu nào chị ơi? Chị comment đúng, từng nãy em lên mấy cái nhí á chị Kim Huệ. Em lên mấy cái nhí luôn á, 2 mét. Một tôm. Cái gì? Nhí nâu. Ủa còn cái kia bóng chưa? Cái nãy hả? Có rồi, có rồi, cái này là mới nhỉ. Nhỉ lên. Xả đi, xả đi. Rồi nhân tay lên chưa? Rồi 38 này. 38 chị Liên Nguyễn này. Rồi cái này em còn 3 mét, chưa được 4 mét nha chị Nhung Nguyễn nha, em bỏ chị nha. Em bỏ chị Nhung Nguyễn rồi, em hết mất chị ơi, em hết rồi. Em hết mất rồi. Rồi em lên cây ton khác nha mấy chị nha. Xanh sau lưng hả chị, xanh nào chị ơi? 1 nè, mã 1 nè chị Kim Huệ nè. Mã 1, mã 2, mã 3 chị chốt xanh nào giùm em, chốt rõ lên giùm em với nha chị Kim Huệ nha. Chốt rõ lên giùm em với 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, ngồi xa quá mấy chị ơi, em khó thấy quá. Đưa cái trắng như vậy. Cái này là von ép nha mấy chị nha, von ép nổi nè. Cái này là von ép nổi giùm em. Đây.
tròn nét. Màu kem nha mấy chị nha. Màu kem. Hai mét nhí em cắt cho chị rồi nha chị Hạnh Phạm nha. Hai mét nhí em cắt cho chị rồi. Cái này là von S nha mấy chị nha. Mã 2 1m6 rồi, mã 2 1m6 này em cắt 1m6 đi em. Rồi chị nào lấy chốt lên giùm em cái này hình tinh xào còn ít luôn. Ai lấy chốt lên giùm em ton luôn này mấy chị này. Lấy chốt lên giùm em ton. Mã ton kèm mét hoa to lên giùm em này mấy chị ơi, ton hoa to này. Trời ơi này đẹp xuất sắc luôn này mấy chị này. Cái này này đẹp lắm. Lấy chốt lên giùm em ton hoa đỏ. Mấy chị chốt lên giùm em là hoa đỏ kèm mét này mấy chị. Hoa đỏ kèm mét lên giùm em. Hoa đỏ kèm mét mấy chị ơi, hoa đỏ kèm mét nha. Ai lấy chốt lên giùm em von đỏ, hoa đỏ kèm mét lên giùm em. Em con mặt phải con ít. Hoa đỏ chị nào lấy chốt lên giùm em. Đây nè Nguyễn Mèo Con nè. Lấy bao nhiêu mét kèm mét hả? Không. Hoa đỏ mấy chị nha, hoa đỏ. Kim Huệ, Kim Huệ. Hoa đỏ 2 mét cho Dung Huỳnh Nguyễn nè. Ra đây. Chắc ra đây. À 4 mét cho Dung Nguyễn nè. Hoa đỏ 2 mét nè cho Dung Huỳnh Nguyễn. Cái đây là 160 ngàn một ký nha Dung Huỳnh Nguyễn nha. Cái này là to nha mấy chị nha, 160 ngàn một ký giùm em nha mấy chị. Mấy chị nghe kỹ giùm em với nha. Nghe kỹ giùm em với, 2 mét của nó là 55 ngàn đổ đồng nha mấy chị. Rồi cái này là 50 ngàn nè mấy chị nè. Cái này thì 50 ngàn giùm em. 50 ngàn. Xung Dung Huỳnh. Khi vậy? Kim Huệ cái mì ở phía dưới sao? Rồi 3m8 chứ chị. Khoai đi lô đi em, khoai đi lô. Em lấy bao nhiêu mét thì chị cắt cho em nha. 1 cái đó chị có nhiều lắm, em cắt bao nhiêu mét thì chị cắt giùm em nha. 38 cho Liên Nguyễn. Rồi ai lấy chốt lên giùm em nữa nè mấy chị ơi, hoa đỏ kèm mét nè. Chị nào lấy hoa đỏ chốt hoa đỏ kèm mét lên giùm em mẹ, hoa đỏ kèm mét. Hoa đỏ kèm mét lên giùm em mẹ, hoa đỏ nè. Rồi bao đẹp luôn có chưa Xuân Dung Huỳnh ơi, bao đẹp luôn nha. Hoa đỏ kèm mét lên giùm em, mẹ hoa đỏ. Rồi 5 mét cho Nguyễn Mèo Con này. Cái con ép này có đi vô nhà không? Ờ. Chạy ra mà tụi nó đem tay khác luôn chứ. Lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em hoa đỏ kèm mét này, em cắt cái kia 5 mét đi bé. Cái con ép á. Con ép trắng đó, đó. Con ép cái cây á. Lấy chốt lên giùm em có dạng nha chị nha. Trời ơi, con giá 160 ngàn một ký mà bao chất lượng cho mấy chị hết luôn nha. Bao chất lượng hết luôn cho mấy chị. 5 mét sổ ra. Trước khi cắt thì em phải sổ ra. Rồi lên cho mấy chị một khúc áo này. Chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em mã áo này mấy chị. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em. Chị Nhung Nguyễn ơi, ý là tầng nãy chị comment 4 mét rồi mà em bỏ chị 4 mét rồi, giờ 2 mét nữa là sao chị Nhung Nguyễn? Mấy chị không comment rõ mã lên 4 mét, em bỏ chị 4 mét rồi, giờ chị comment 2 mét nữa là chị lấy thêm hay sao? Thêm thì comment là thêm giùm em nha. Rồi cái này 16 ngàn, chị lại chốt lên giùm em mã 16 này. Cho 4 mét là 4 mét gì chị? Mấy chị phải comment đúng cú pháp giùm em với nha. Ai lấy chốt lên giùm em mã 16 chứ không thôi em bỏ lộn vải cho mấy chị á. 16 chị nào lấy 16 chốt 16 lên giùm em đủ áo cho mấy chị này 16 ngàn. Ai lấy chốt lên giùm em mã 16. 16 ngàn. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Đo đúng nha mấy. Em lên đo đo. Cách này đo lại đi. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nhí cam, nhí vàng này mấy chị. Nhí vàng chị nào lấy chút lên giùm em mẹ nhí vàng này. Đo lại thôi. Cái kia kìa.
Nhí vàng kèm mép lên giùm em. Cái này là ton giùm em, nhí vàng nha mấy chị. Ai lấy nhí vàng chốt nhí vàng kèm mép lên giùm em. Mã nhí vàng này, mã nhí vàng kèm mép lên giùm em. Chị nào lấy nhí vàng chốt nhí vàng. Hoa vàng này đẹp lắm mấy chị. Mấy chị nghe thấy view đi 5 mét cho Nguyễn một con. Đây nè. Mấy chị thấy view đi review cho em không mấy chị? Nhí vàng 2 mét cho chị Hạnh Phạm nè. Thôi em. Rồi 55 ngàn. Bà bầu bữa nay chậm chạp quá mấy chị ơi. Một, hai, ba. Nó bị nối mấy chị ơi, nối rồi. Hả? Có cái kim hả? Mấy chị ơi, nó bị nối khúc rồi mấy chị ơi. Chết rồi, giờ sao? Em xả ra đi, xả ra đi. Xả ra coi thử nó còn bị nối khúc không? Mấy chị chờ xíu nha mấy chị nha. Bị nối khúc nha mấy chị nha, nên là em đo phải đủ vải cho mấy chị. Kim gì? Kim 55 xé đó thì Út. Em xé đại ra đi. Rồi 38 cho Liên Nguyễn nè. Rồi ai like chốt lên giùm em nữa nè mấy chị nè. Nhí vàng kèm mép lên giùm em. Mã nhí vàng nè, lấy cái khác. Mã nhí vàng kèm mép lên giùm em. Nhí vàng. Cái này mấy chị thích lên đầm váy áo dài cũng được nha mấy chị nha. Thích lên đầm váy áo dài cũng được hết. Nhí vàng kèm mép. Ai like chốt lên giùm em. Nhí vàng kèm mép lên giùm em. Mã nhí vàng này mấy chị nè. Nhí vàng kèm mép. Chưa kịp đó là em quen phụ nó nên chọn cái chỗ đó mấy chị. Không có chỗ đứng không mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một bản nhí nữa nè. Ai lấy nhí chút nhí lên giùm em nha mấy chị nhân nhí nè. Lấy chút lên giùm em mẹ nhí. Mẹ nhí nha mấy chị nhân nhí nè. Nhí trắng kèm nhí đen kèm mét lên giùm em mẹ nhí đen. Chốt lên giùm em nhí đen kèm mét. Cái đó có view nhỉ. Nhí đen kèm mét lên giùm em nha mấy chị ơi. Nhí đen kèm mét nè. 2 mét nhí. Cho Hồng Anh Tăng kìa. 2 mét nhí. Rồi nhí đen kèm mét. Cái này mềm rũ cực kỳ luôn nè mấy chị. Nhí đen kèm mét. Ai lấy nhí đen thì chốt nhí đen kèm mét lên giùm em. Mã nhí đen. Đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Nhí đen cái này cũng là con. Nhí đen 2 mét 2. Cho Bảo Diệp nè. Đi bỏ cho ai vậy bé? Ai? Ai? Liên Nguyễn. Hả? Liên Nguyễn. Cái gì? Liên Nguyễn. Nó mới làm hả? Ừ.
cùng nha. Qua cái đầu tiên. Rồi ai lấy nữa thì chốt lên giùm em. Bích Lê Thị nè, Lê Thị Bảo Diệp nè. Rồi ai lấy chốt lên giùm em nữa nè mấy chị nè, cho chị Hạnh Phan 2 mét nè. Rồi 3m8 cho chị Lê Nguyễn nè. Rồi chị Nhung Nguyễn 2m2 nè. Nhung Nguyễn 2m2. Em chào chị Huyền Thương nha. Hello chị Huyền Thương. Rồi chị nào lấy nhí nữa thì chốt lên giùm em, nhí kèm mét này mấy chị nè. Lấy chốt lên giùm em. Ai vậy? Lê Nguyễn. Lấy chốt lên giùm em, Lê Nguyễn mới làm đơn đây mà sao? Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy chốt lên giùm em. Từ nãy em ấy đi cho Nguyễn Thị Phong chưa? Chưa. Em vô. Nguyễn Thị Phong á. Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Nhí cái mép lên giùm em. Rồi ai lấy mã này nữa thì chốt lên giùm em nè mấy chị nè. Ai lấy chốt lên giùm em, cái này lụa 100D giùm em, lụa 100D. Có rồi nha chị Hạnh Phạm nha. Lấy chốt lên giùm em mã. Cái này là 23 ngàn, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 23. Chốt mã 23 lên giùm em nè mấy chị, 23 nè. Ai lấy 23 thấy Lê Nguyễn chưa? 23 chị nào lấy 23 lấy cái khác. 23 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em 23. Cái này là von lụa nha mấy chị, 23 chốt chị Diệp Ngọc nè. Hai bên chốt chị Diệp Ngọc. Em đi bỏ đi, đi bỏ đi. Chào Lê Thúy Đoan này. Rồi lên cho mấy chị một mảnh hoa to này mấy chị. Lấy chốt lên giùm em hoa to nha. Em lai xen kẽ cho mấy chị đỡ ngán nha. Rồi cái này em còn 2 mét hoa nữa nè mấy chị. 2 mét hoa này. Còn chấm không em? Còn chấm là còn gì? Bi á. Còn chấm bi hả chị? Lấy chốt lên giùm em mã 41 nè. Lấy chút mã 41 lên giùm em nha mấy chị nha, chấm bi còn cho chị. 41.000 chị lại chút lên giùm em mã 41 nè. Mã 41 lên giùm em mấy chị ơi, 41k. Ai lấy thì mình chốt mã 41, em cho chị Khang Thị Tố Huệ nè. 41.000 chị lại chút lên giùm em mã 41. Chốt mã 41 lên giùm em nè mấy chị, em cho chị Trần Quyển nè, 41.000. Mã 41 lên giùm em rồi lên cho mấy chị một cái con này mấy chị. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em, cây này cây tôm nha mấy chị nha, tôm lâm giùm em. Lấy chốt lên giùm em, mã tôm lâm kèm mét nè. Tôm lâm kèm mét lên giùm em, hoa nâu đi mấy chị ơi. Hoa trắng giùm em, hoa trắng kèm mét nè. Mã hoa trắng kèm mét lên giùm em nha mấy chị, cái này em còn ít thôi. Để em coi thì cái này còn bao nhiêu mét. Thôi thôi em vẫn được. Hoa trắng kèm mét lên giùm em, cái này em có 3m2 nè. 3m2 nha mấy chị nha, 3m2 hoa trắng, cái này lên đồ sang lắm luôn mấy chị. 3m2 giùm em, chị nào lấy chốt lên giùm em, 3m2 là 73 ngàn nè. 3m2 73 ngàn nè mấy chị ơi, lấy chốt lên giùm em mã 73. Chốt 73 lên giùm em nè mấy chị, 73k nè. Chị nào lấy 73, chốt 73 lên giùm em mã 73. Chốt cho em mã 73. 73 nha mấy chị nha, 73k nè. 73 ngàn. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von nữa nè. Chị nào lấy von, chốt von lên giùm em, chấm bài lên giùm em đi mấy chị. Mẫu đơn xào, mẫu đơn xào là vải. Chị chốt theo thứ tự đi chị Bích Văn Huỳnh. Rồi cái này em còn 3 mét nè. Chốt 1, 2, 3, 4. 1 này chị ơi, 1, 2, 3, 4 giùm em nha. 7, 3 em chốt chị Liên Nguyễn nè. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Rồi 49 ngàn chị lại chốt lên giùm em mã 49 nè. Em chào chị Phan Thị Tố Huệ nha. 49.000 chịu lại chốt lên giùm em mã 49. 49k von nha mấy chị nhân, von 49.000 giùm em von lon, cái này đẹp lắm luôn. 3m2 mấy chị, 49k. Mã 49k lên giùm em, 49k von này mấy chị.
Von 49.000 kiểu là chốt lên dùm em mẹ 49 nè. 49 nha mấy chị nha, 49.000 dùm em mẹ 49. Rồi lên cho mấy chị khúc ton này mấy chị nè. Cái này em cũng còn ít thôi. Ai lấy ton chăn 2 đầu thì chốt lên dùm em ton chăn 2 đầu này mấy chị. Cái này là ton luôn nha mấy chị nha, ton nhí đỏ chăn 2 đầu dùm em. Cái này em còn ít thôi mấy chị kèm mét lên dùm em. 48 chốt chị Quỳnh Giao này. Ton chăn 2 đầu chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia ra dùm em này mấy chị. Lấy hết thì chốt, không thì chia ra dùm em ton chăn 2 đầu. Chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia giúp em. Lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Chia mét ra giùm em còn có ít thôi nè. Chị nào lấy thì lấy luôn giùm em nha. Bốn mét cho chị Nhung Nguyễn nè. Rồi cái này em có còn được 1,5 mét thôi, chị nào lấy thì ủng hộ em luôn nè mấy chị, em còn có 1,5 mét thôi nè. 1,5 mét thôi. Chị nào lấy thì ủng hộ em luôn nha mấy chị nha, 37.000 nè. 1,5 mét 37.000 về mấy chị may cái áo đầm có chăn cũng được nè mấy chị, 37.000 nha. Lấy chút lên giùm em mã 37 nè mấy chị. 37.000 giùm em. 37 cho chị Hồng Anh Trần nè. 37 cho chị Hồng Anh Trần. Rồi em có cái ton nhí này mấy chị ơi, màu nhã nhặn lắm luôn. Nhã nhặn nha mấy chị nha, ton nhí này mấy chị. Đó. Cái màu rất là nhã luôn nha. Chị nào lên đầm lên váy thích màu nhã thì mình chốt mấy cái màu này giùm em. Ai like chốt lên giùm em, nó mát rồi luôn nha mấy chị nha. Em like mà em cầm cái mảnh von lụa dưa, xong rồi em thả xuống cầm cái mảnh này là nó mát cái tay lắm luôn á mấy chị. Nó khác hẳn luôn. Chị nào like chốt lên giùm em ton kèm mét này mấy chị nè. Đắp lên người mát rượi luôn mấy chị. Lai chốt lên giùm em là nhí nhí trắng đi mấy chị. Nhí nhí trắng kèm mét đi. Nhí trắng kèm mét lên giùm em mẹ, nhí trắng kèm mét nè. Co giãn mềm rũ. Ai lai chốt lên giùm em nhí trắng kèm mét lên giùm em mẹ, nhí trắng nè. Nhí trắng nha mấy chị nha. Lên xen kẽ cho mấy chị đỡ ngán nè. Rồi lên cho mấy chị khúc von nữa nè. Cái này em có 1,6 mét von. 1,6 mét chị nào lấy chốt lên giùm em 1,6 mét 23.000. 23 chị nào lấy 23 chốt 23 lên giùm em. Cái này là von nha mấy chị ơi. 23 chị nào lấy 23 von hoa cho Lê Thùy Vân này. 2 mét nhí trắng cho chị cho hạng phạm nè. Rồi liên nguyện 2 mét nè. Rồi còn đúng 2 mét cho chị liên nguyện luôn là em hết nè. Đúng 2 mét chị liên nguyện là em hết nha. Rồi lên cho mấy chị khúc von lên áo nè. Chị nào lấy áo chút áo lên giùm em nha. Von này lên áo. Von này lên áo. Chị nào lấy áo chút lên giùm em mã 20. Chốt 20 lên giùm em nè mấy chị, 20.000 nha. Lấy chốt 20 lên giùm em mã 20. Mã 20 mấy chị ơi, 20k. Ai lấy thì mình chốt 20 giùm em mã 20 nè. Chốt mã 20 lên giùm em nha mấy chị, 20k. Chốt 20 lên giúp em nè mấy chị ơi, 20 nè. Mã 20 giùm em, 20 cho Lê Thúy Đoan nè. 20 cho Lê Thúy Đoan. Rồi cái bi nè mấy chị ơi, ai lấy bi chốt bi lên giùm em. Bi bi này bị mắc khổ nha, để em sale cho mình nha. Bi này bị mắc khổ mấy chị. Em sale cho mấy chị còn 20.000 này mấy chị nè. 20.000. 20.000 bi, bi sale 100D chắc đẹp lắm mấy chị. 20.000 sale, em có 1,5 mét nè. 1,5 mét 20 sale mấy chị chốt lên giùm em là chữ sale luôn nha. Sale 20. Thái. Sale 20. Chị Thái Thạch Thái Phương ơi, chị bấm giùm em là sale 20 nếu như chị lấy nha. 1,5 mét khổ nhỏ. Sale 20 giùm em. Sale 20 mấy chị nha. Lấy thì chốt lên giùm em sale 20. Rồi lên cho mấy chị khúc ton nè. Chị nào lấy ton thì chốt ton lên giùm em thôi. Ton ai lấy ton thì chốt ton lên giùm em nè mấy chị ơi, ton lá nha. Cái này là ton lá về, cái này mà mấy chị bấm đi đi biển đi đồ rất đẹp luôn. Cho địa chỉ trên like được không? Chị cho qua Messenger đi chị. Đây này em có bạn với chị rồi nè. Để em kết bạn với chị nha.
tôm lá này là tôm giá 160.000 một ký mấy chị nha, giá 160.000 một ký giùm em. Mấy chị biết sao không, cho địa chỉ trên live nhiều lúc ha. Đó em mới chấm qua cho chị bên Messenger ấy chị. Em sợ người ta ăn cắp thông tin thôi chứ không gì hết á. Rồi tôm lá là giá 160.000 một ký nha mấy chị nha, 2 mét là em đổ đồng cho mấy chị. 2 mét là em đổ đồng cho mấy chị Kim Huệ chốt xong mất rồi. 2 mét là em đổ đồng cho mấy chị nha, mấy chị nha, 55.000 đổ lại. Sập sau lưng em là vải gì? Sập sau lưng em hả? Cái đó là caro ấy chị, caro von nha chị Loan đổ nha. Rồi ai lấy tôm lá chốt lên giùm em tôm lá cái mét nè. 2 mét là đổ đồng cho mấy chị là 55.000 đổ lại nè. Đó, giá là cân là 160.000 một ký. Lê Thúy Đoan nghe, nghe em Lê Thúy Đoan. Có tôm bị, không có tôm bi hả? À, không có tôm bi. Em thấy chị Kim Huệ á. Chị Kim Huệ lấy bi không? Lấy bi trắng không? Chị là Kim Huệ lấy bi trắng thì em cắt cho chị Kim Huệ bao nhiêu mét nè. Chị Kim Huệ comment đi rồi em cắt cho nha. Em còn bi trắng á chị Kim Huệ. Rồi tôm lá bao nhiêu mét? Lê Thúy Đoan lấy bao nhiêu mét kèm lên đi Lê Thúy Đoan. Cái này là 160.000 một ký. Lê Thúy Đoan có lấy thì kèm mét nha Lê Thúy Đoan nha. Lấy thì kèm mét nè. Lấy tôm lá 4 mét. Chị Kim Huệ lấy bi thì chốt mét lên em cắt cho. 1m6. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã. Mã 18 nè. Cái này 18.000 nha mấy chị nhan lụa 100D 18.000. 18.000 lấy 1m6 hả? Vi đi. Vi chỉ là Kim Huệ 1m6. Mười tám em chốt với chị Mai Tuyết nè. Trời cái giấy đó có chừng bay em. Lê Thí Loan bấm đi chưa? Rồi ai lấy chốt lên giùm em thôi. Ai lấy chốt lên giùm em con lá kèm mét nữa nè. Con lá kèm mét lên giùm em. Con lá 1m5 cho Will đi nè. Cái đó mấy chị lên đồ đi biển đâu hoặc là đồ bộ ở nhà mặc dễ thương lắm mấy chị. 1m5. 1m5 cho Will đi nè. Mấy chị ơi, mấy chị có nghe kỹ em nói không? Tôm lá là giá 160.000 một ký nha. Mấy chị đồng ý là mấy chị ok chị gì ha? Chị Huyền Thương nè. Ok giùm em. Mà cái này chắc không tới 5 mét nữa đâu. 1 2 3. Rồi cái này em còn 3 mét rưỡi, 3 mét 6 á mấy chị. 3 mét rưỡi, 3 mét 6 nha. 3 mét rưỡi, 3 mét 6 chị Huyền Thương lấy thì ok giùm em. 3 mét rưỡi, 3 mét 6 thôi. Rồi cái này là 92.000 nè. 92.000 nha. Đó, 92.000 nha chị. Mát cực kỳ luôn mấy chị ơi. 92 lấy thì chốt mã 92 lên giùm em. 92.000 nha. Rồi 92 chốt cho Huyền Thương này. Rồi cái này bao phê cho mấy chị luôn tôm luôn này, họa tiết này mấy chị. Bao phê cho mấy chị luôn tôm họa tiết, chị nào lấy chốt lên giùm em tôm họa tiết nha. Tôm họa tiết chị nào lấy chốt lên giùm em tôm họa tiết này. À lá hả? Hình như còn loại lá này đúng không? Phải lá thôi. Để em coi thử. Chị nào lấy chốt lên giùm em họa tiết thổ cẩm tôm này mấy chị. Tôm họa tiết thổ cẩm giùm em. Tôm họa tiết thổ cẩm giùm em nha mấy chị nha. Lấy chốt lên giùm em nè. Mấy chị chốt lên giùm em là họa tiết. Em chào chị Ngọc Hạnh nha. Họa tiết chị nào lấy chốt lên giùm em họa tiết. Chị nào lấy họa tiết chốt họa tiết kèm mét lên giùm em. Họa tiết 2 mét cho chị Bích Lê Thị nè. Mấy chị ơi, mấy chị nhớ nha. Nghe em nói kỹ nha. Còn là 160.000 một ký. Đúng rồi, căng lên. Em căng lên xong hỏi em này em chết em luôn á. Rồi
tám này cho chị Duyên thử này. Cái này bị lỡ vải mất rồi mấy chị ơi, bị lỡ rồi. Chị Lê Nguyễn có lấy thì lấy giùm em, em còn là 4,5 m đó chị Lê Nguyễn, 4,5 m nha chị Lê Nguyễn nha. Bây giờ em căng mã lên, chị nào lấy thì chốt nè. Von nữa đi chị hả, chị mặc con già. Yeah. Rồi ai lấy chốt lên giùm em rồi ok, ok cho chị Lê Nguyễn nè, 4,5 m. Bấm ok cho chị nè. Rồi đây em còn cái tôm lá màu đen nè. Cái tôm lá màu đen, cái này em còn 2 m tôm lá màu đen nè mấy chị. Tôm lá màu đen em còn 2 m mấy chị đẹp. 2 m là 50.000 nè mấy chị nè. Em đổ đồng cho mấy chị 2 m là 55.000 đổ lại nha. Em đổ đồng cho mấy chị là 2 m là cứ 55.000 đổ lại. Giá thì giá cân 160 nhưng mà 2 m là 55.000 đổ lại đấy mấy chị, là một bộ của nó đó. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em tôm lá đen cho chị Ngọc Hạnh nè. Là cái này là 50.000 đúng không? Là chị nói 50.000 đúng không? Rồi tôm lá đen cho chị Ngọc Hạnh nè. Hết em có 2 m thôi chị Ngọc Hạnh, cái đó cái khúc bị lẻ. Rồi cái này em còn 2 m đỏ nè. Cái này cây này còn không ta? Đây là rồi cái ai lấy chút lên giùm em. Rồi cái này là 52.000 này nó cứ đổ đồng cho mấy chị là 55.000 đổ lại, tại vì sao nó cũng có chắc nhẹ chắc nặng á mấy chị, cũng có chắc nặng chắc nhẹ nha mấy chị nha, nên thành ra là em cứ đổ đồng cho mấy chị là giá 2 m của nó là 55.000 đổ về, nhưng mà từ nãy giờ tăng lên ít cái mà 55.000 là mấy chị toàn là 52.000 hoặc 50.000 hoặc là 53, 54.000 vậy thôi. Cái này hồi bữa em bán mắc ghê lắm nè, hoa đỏ nó nổi bật á mấy chị. Ngọc Hạnh nước mới nè, cái này cũng Ngọc Hạnh luôn. Rồi em còn khúc này nữa nè mấy chị ơi, like chút lên giùm em. Lấy cây khác được không? Cái này em còn cái này hình như là 1,3 m sao á. Rồi cái này em có 1,2 m nè mấy chị, 1,2 m nha. 1,2 m chị nào like chút lên giùm em, 1,2 m là 35.000 nè. 1,2 m là 35.000, không biết cây này còn không nữa. 1,2 m là 35.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 35. 35 chị nào lấy 35 chốt 35 giùm em 1,2 m. Cây này cũng hot đúng không? 35.000 chị nào lấy chốt lên giùm em 35, em có 1,2 m thôi. Cái này về mấy chị may một cái đồng xu cũng được nè. 35 hả? Kim Huệ 35. Kim Huệ đúng không? 35 cho Kim Huệ này. Rồi lên cho mấy chị một mảnh họa tiếp nè. Ok chị Kim Huệ nè. Lên cho mấy chị một mảnh họa tiếp, chị nào lấy chốt lên giùm em. Họa tiếp cái này là tôm nha mấy chị nha. Chị nào lấy kèm mét lên giùm em với. Lấy kèm mét lên giùm em với mấy chị để coi, lấy kèm mét nè. Còn ốc. Lấy chốt lên giùm em, họa tiếp kèm mét lên giùm em. Họa tiếp xanh. Trời ơi cái này bao đẹp luôn mấy chị, họa tiếp xanh kèm mét này mấy chị. Ai like chốt lên giùm em họa tiết xanh kèm mét. Chốt lên giùm em đi mấy chị ơi. Họa tiết xanh kèm mét lên giùm em co giãn. Mát rượu luôn. Ai lấy họa tiết xanh chốt họa tiết xanh kèm mét này mấy chị. Họa tiết xanh kèm mét lên giùm em với. Không có chị nào thích lấy họa tiết hết nữa. Họa tiết xanh kèm mét lên giùm em để đó đi. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em họa tiết. Rồi cái này em có 1,5 m nè mấy chị. 1,5 m chữ nè. 1,5 m chữ, cái này là chắc đuổi dày nha mấy chị nha. Cái này lên đầm cho bé dễ thương lắm. Lai chốt lên giùm em. Rồi cái này là 40.000 nè mấy chị, 40.000. Ai lai chốt lên giùm em mã 40. Chốt 40 lên giùm em nè mấy chị, 40.000 nè. Ai lai chốt mã 40 lên giùm em mã 40 nè. Chốt mã 40 lên giùm em mã 40. 40 em chốt chị Ngọc Hạnh nè. Rồi họa tiết cho chị Liên Nguyễn 2,5 m. Được rồi đấy. 3,8 m chứ. Ờ
rồi 38 này. Rồi cho chị Liên Nguyễn này. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von lụa này mấy chị ơi. Von xanh 4 mét rồi ok. Bích Thị Đoan này. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Cái này em còn 2 mét này mấy chị nè. Rồi cái này bao đẹp cho mấy chị luôn. Sổ cây. Sổ cây. Lấy chốt lên giùm em mã 43. Chốt 43 lên giùm em nha mấy chị nha. 43 ngàn. Ai lấy chốt lên giùm em mã 43 này. 43 ngàn. Cái trên vai em là 43 ngàn nha mấy chị nha. 43 cho chị Ánh Tuyết này. Rồi 4 mét cho Lê Thí Đoan này. Em còn khúc thổ cẩm nè. Chị nào lấy thổ cẩm chốt lên giùm em thổ cẩm. Thổ cẩm nha mấy chị nha. Chị nào lấy thổ cẩm kèm mét lên giùm em. Thổ cẩm kèm mét. Ai lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm. Cái này cũng là con luôn. Thổ cẩm kèm mét nè. Chị nào lấy thổ cẩm chân hai đầu giùm em. Thổ cẩm kèm mét đi mấy chị. Thổ cẩm chân hai đầu kèm mét lên giùm em. Thổ cẩm kèm mét. Lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm kèm mét lên giùm em. Thổ cẩm kèm mét lên giùm em nè mấy chị nè. Thổ cẩm nha. Thổ cẩm kèm mét lên giùm em. Lấy chốt thổ cẩm nè. Thổ cẩm 4 mét cho chị Nhung Nguyễn nè. Thổ cẩm 4 mét cho chị Nhung Nguyễn. Cái này người ta bán giá 170 mấy chị ơi. Em bán 160 là rẻ lắm rồi. Nhung Nguyễn cái đó Nhung Nguyễn em. Hỏi hỏi. Ờ à, đúng. Rồi cho Liên Nguyễn. Liên Nguyễn ra đi. Rồi thổ cẩm 2 mét cho chị Ngọc Thẳng. Cái chị Ngọc Hạnh nè. Rồi chị còn nào có lấy thổ cẩm nữa không mấy chị ơi? Ai lấy thổ cẩm thì chốt lên giùm em nha. Bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Ai lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm giùm em. Em còn khúc màu à. Cái này em còn khúc này mấy chị nè. Rồi cái này em còn đúng 3 mét này mấy chị nhí nè. Rồi đẹp luôn lắm luôn. Cái này này nhí nè. Chị nào lấy nhí thì chốt nhí lên giùm em. Nhí ton nha mấy chị nha. Nhí ton. Nhí ton giùm em nha mấy chị nha. Cái này là 70 ngàn giùm em nè. 70 ngàn. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 70. Cái này thì 3 mét mấy chị. 3 mét lỡ rồi. 70 ngàn nè. Đó chị nào lấy 70 chốt 70 lên được một cái đầm. Hai cái đầm nha mấy chị. 70 ngàn mấy chị đẹp ơi. 70. Chốt 70 lên giùm em mã 70 nè. 70k. Chốt 70 lên giùm em mã 70. 70 lên giùm em. 70 em chốt chị Hạnh Phạm nè. Rồi em cầm cái nhí đen này mấy chị. Nhí đen này là cái này cũng hết đúng không? Cái này cây này em cũng hết rồi nè mấy chị. Cây này em cũng hết luôn. Cái này em còn 3m1 nha mấy chị nè. 3m1, 3m2 vậy nè mấy chị. Lấy chốt lên giùm em mã 83. Cái này 83 ngàn. Siêu đẹp luôn nha mấy chị nha. 83 ngàn giùm em. Mã 83. Chốt lên giùm em mã 83 nè. 3m2 mấy chị nha. 3m2 giùm em mã 83. 3m2 83 ngàn mấy chị. Cái cây này là cây, cái cây to nhất mà đẹp nhất mà khách cách nhiều nhất này mấy chị. 83 ngàn.
83.000 giùm em. Chúc Linh giùm em mã 83. 83 nha mấy chị nha, 83. Trăng này là mấy lần chưa ta? Tám ba nha mấy chị nha, 83 em chốt chị Giao Quỳnh. Quỳnh Giao. Rồi em có mảnh bi này mấy chị ơi, cái này là đốm nha mấy chị nha, đốm giùm em. Ai lấy đốm thì chốt đốm kèm mét. Cái này em còn có một ít nè. Đốm kèm mét lên giùm em. Đây này mấy chị ơi, đốm bi nha. 83 em chốt chị một mảnh cho chị Vui Hồng kìa. 83 một mảnh cho chị Vui Hồng. 1 Rồi cái này em còn 5 mét nữa chị ơi, 5 mét bi. Chị nào muốn cắt ra bao nhiêu mét thì chia ra em cắt cho. 5 mét chia đôi nha. 5 mét chia đôi thì em cắt cho. 5 mét này mấy chị nè, 5 mét. 5 mét bi ton giùm em. 5 mét giùm em nha. 5 mét chị nào lấy 5 mét thì chốt lên giùm em 5 mét nè. 5 mét nữa chị, 5 mét mã 117.000. 5 mét là mã 117.000 mấy chị ơi, 117. 117.000 giùm em. Ai lấy 117 chốt 117 mấy chị xem mặt sau nó nè. 117 em chốt cho chị Liễu Liễu nè. Em chào chị Tính Phát nha, trời ơi lâu lắm rồi giờ mới thấy chị Tính Phát nè. Em có sụp ra sụp vô cái đây nhỉ. Ủa xả bi hả chị? Xả đi kìa. Con bông đỏ còn không khô hết rồi chị. Em dục ở đây. Vậy là chị không có lấy cái bi đúng không? Cái này đâu phải là cái này đúng không? Rồi em lấy chị, em chốt cho mấy chị một khoảng nhí đen nè. Ai lấy nhí đen chốt lên giùm em mẹ nhí đen kèm mét nè. Mẹ nhí đen kèm mét không có đâu. Hả? Em lục con đó em thấy đúng không? Mặn đó đúng không? To là con thùng như đây nè. Rồi ai lấy chốt lên cái cây to con hồi nãy nè. Lấy chốt lên giùm em mẹ tôm nhí đen kèm mét lên giùm em. Tám ba là cái nào cái hồi nãy. Rồi ai lấy chút lên giùm em nha mấy chị nha, lấy chút lên giùm em. Đi đen 2 mét chị Ngọc Hạnh này. Cái đó hả? Cái đó bao nhiêu mét là cắt nữa? Ấy là đo từ bao nhiêu mét? Hai biêu mà. Rồi rồi xả này nè. Bốn mét cho chị Nhung Nguyễn nè. Không. Bốn. Rồi chị nào lại nhí đen nữa thì chốt với chị nha. Rồi ai lấy nhí đen nữa thì chốt lên giùm em còn cây này nữa. Chị nào lấy chốt lên giùm em nhí đen kèm mét. Đưa ra đưa cái đó đây. Rồi em chia cho chị Vui Hồng này. Rồi lên cho mấy chị khúc von nữa nè. Chị nào lấy chốt lên giùm em von nha mấy chị nhan von này. Ai lấy chốt lên giùm em von. Cái này em có 1 mét rưỡi nè. 1 mét rưỡi chốt lên giùm em 1 mét rưỡi. Ai lấy chốt lên giùm em mã 38 nè. 38 ngàn. Chốt mã 38 lên giùm em nha mấy chị nhan 38. À không phải lộn mấy chị. Em cân giá 106 mất rồi. Cái này không phải 38 ngàn đâu, 1 mét rưỡi. 1 mét rưỡi 26 ngàn. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 26 von nha mấy chị. Von đốm 26 ngàn, ai lấy chốt lên giùm em mã 26.
Chốt 26 lên giùm em nè mấy chị ơi, 26k. Mã 26 giùm em nha mấy chị, 26.000. Ai lấy 26 chốt 26 giùm em mã 26 nè. 26 chị Giao Quỳnh, 26 em còn rồi mấy chị. 26 em còn mạnh nữa, cái này là von, von đốm giùm em 26. 26 nha mấy chị nha, rồi ton này em còn khúc ton hoa trắng nữa nè mấy chị. Một khúc ton nền hoa trắng nha, chị nào lấy chốt lên giùm em. Nhí đen. Em chào chị gái Trần. Chị Liên Phạm ơi, dạ không có chứ chị Thúy Trương nha. Chị Liên Phạm ơi, cái ton là giá 160 ngàn một ký nhưng chị Liên Phạm nha, chị đồng ý lấy thì em mới lấy nha. Cái này là 160 ngàn một ký ton. Ton cho mấy chị 160 ngàn một ký nha mấy chị. Chị nào lấy 2 mét đổ đồng 55 ngàn đổ về. Ton hoa trắng 2 mét chị Liên Nguyễn nè. Mấy chị ơi, cái này là 160 ngàn một ký nha mấy chị nha. Mấy chị kèm mét lên mới cắt nha. Ton 160 ngàn một ký, 2 mét của nó là 55 ngàn đổ về cho mấy chị, cứ đổ đồng cho mấy chị là 55 ngàn 2 mét nha mấy chị. Một. Những chị khách mới vô là em phải báo. Báo cho để mấy chị, có hồi căng mấy chị bỡ ngỡ nè. Rồi 2 mét cho chị Liên Nguyễn nè. Hoa trắng 1 mét cho chị Bích Lê Thị nè. Về đi. Rồi 3 mét chị Thúy Trương nè. Ba mét chị Thúy Trương. Rồi ai like chút lên giùm em. Kèm mét lên giùm em nha mấy chị nha. Ton trắng kèm mét lên giùm em. 2m2 thì chị Xá Vũ nè. Còn chị ơi, còn mẫu khác nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy chốt lên giùm em. Xá Vũ có cái mạng chưa? Rồi chị nào lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Ton trắng kèm mét, ton hoa trắng kèm mét lên giùm em. Hoa cam lấy chốt lên giùm em rồi lấy cây khác không? Lấy chốt lên giùm em mấy chị đẹp ơi, hoa trắng kèm mét đẹp quá. Có co giãn cho mấy chị luôn, chắc mát nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lưới thun này mấy chị, em lên xen kẽ cho mấy chị nha. Chờ bé nó lấy hàng ra là em lên xen kẽ. Rồi thun nha mấy chị nha, lưới thun. Lưới thun xích giùm em, chị nào lấy chốt lên giùm em lưới thun xích này. Lấy chốt lên giùm em mã 43. Chốt 43 lên giùm em nè mấy chị, 43 ngàn. Ai lấy 43 chốt 43 lên giùm em mã 43 nè. Mã 43. 2 mét ton trắng là chị Hạnh Phạm. Đúng không? 43 chị nào lấy 43 chốt 43 lên giùm em mã 43. Mã 43 lên giùm em mã 43. 2 mét trắng đúng không chị ơi? Cái chị Hạnh Phạm này. Rồi lên cho mấy chị khúc to này nữa nè mấy chị. Này đẹp quá luôn á mấy chị ơi nè. Mấy chị xem mặt trái của nó nè. Nha, đó. Xem mặt trái nè. Lấy chốt lên giùm em. Cái này là họa tiết đi mấy chị. Lên giùm em là họa tiết kèm mét lên giùm em. Họa tiết kèm mét nha mấy chị ơi, họa tiết. Ai lấy họa tiết chốt họa tiết lên giùm em mã họa tiết nè. Mã họa tiết lên giùm em nha mấy chị. Họa tiết kèm mét. Làm đơn cho Thúy Trương cho em. Họa tiết kèm mét lên giùm em. Ai lấy họa tiết chốt họa tiết kèm mét nè. Mã họa tiết kèm mét lên giùm em 3 mét cho Thúy Trương nè. Chị ơi em cân ký để nó là 1 ký là 160 ngàn 1 ký rồi. Đổ đồng cho mấy chị là 2 mét là 55 ngàn đổ về mà. Ừ.
Em đã nói là căng ký 160.000 một ký, 2 mét tính cho mấy chị là đổ đông là 55.000 đổ về là em đã căng rồi đó. Em đã căng rồi. Thường thường là cứ 55.000 đổ đổ đông rồi mấy chị. Có mặn là 55, có mặn là 52, có mặn là 54 là em tính 55.000 đổ đông cho mấy chị được đổ về đó. Em căng ký mà đâu phải đáng mét đâu. Là em căng 2 mét cho mấy chị là em đã đổ đông cho mấy chị là 55.000 đổ về rồi. Rồi chị nào lấy họa tiết nữa chốt lên giùm em họa tiết kèm mét nè. Mã họa tiết kèm mét lên giùm em nè mấy chị, họa tiết nha. Lấy chốt mã họa tiết lên giùm em, họa tiết kèm mét. Họa tiết kèm mét lên giùm em nè. Họa tiết 2m8 chị Ly Nguyễn nè. Mạng của mấy chị sao chậm dữ quá ta. Em lên lâu lắc lâu lơ rồi mấy chị mới chốt luôn á. Chỗ này đẹp ghê luôn á nha, cái chất này đẹp ghê luôn á. Chị Lê Nguyễn ơi, 2m8 hay là 3m8 nha chị? Comment lại đi. Comment lại là 2m8 hay 3m8 chị? Bình thường là chị comment là 3m8 mà bây giờ chị comment 2m8 lỡ chút nữa chị kêu em đổi nữa chắc chết luôn á. Cắt kiểu em cắt lại nữa chắc chết luôn. Nên là comment lại giùm em đi nha. Rốt cuộc là 1m8 hay là 2m8 hay là 3m8 đây? 1m8. Rồi cái này em còn 2m2 nè. Comment cho chính xác nha để em cắt nát vải của em hết nha. Rồi cái này em còn 2m. Ai like chút lên giùm em mã 31 nè. Mã 31 chị nào like chút lên giùm em mã 31. Chốt lên giùm em mã 31 thì mấy chị nha. Cái này là von giùm em, von tơ 31.000, 2m rưỡi. 2m rưỡi 31.000, chị nào like chút lên giùm em mã 31 nè, von này mấy chị đẹp quá. Von 31.000 này mấy chị, like chút lên giùm em mã 31. Lời Thúy Đoan đi ngủ mất rồi hả? 31.000 ai like chút lên giùm em mã 31 nè. Mã 31 lên giùm em, chốt 31 nè mấy chị. Rồi cái này giả thêu nè. 31 em chốt chị Hiền Đặng nè. Rồi cái này giả thêu nè mấy chị, ai lấy chốt lên giùm em giả thêu nha. Giả thêu màu vàng nè. Lấy chốt lên giùm em 1m8, nó cắt 1m8 đi. Lấy chốt lên giùm em giả thêu màu vàng, lấy chốt lên giùm em mã 32. Chốt 32 lên giùm em nè mấy chị, 32.000. Chốt mã 32 lên giùm em nè mấy chị, 32k. Rồi này đẹp xuất sắc luôn nè mấy chị. 32.000 giùm em. Cái trắng trắng này nè nhìn giống như giả thêu vậy. 32 chị nào lấy 32 chốt 32 giùm em. Mã 32 1m8 nha. 32 ai lấy 32 chốt 32 giùm em. Mấy chị nha. Cái đó là von đó chị Lê Nguyễn ơi, chứ không phải là lụa đâu nha. Là von nha. Von vàng giả thêu giùm em, không phải là lụa đâu. Rồi lên cho mấy chị một mảnh ton này, hoa màu xám mấy chị. Cái này là màu xám nha. Cái này là ton giùm em màu xám. Chị nào lại chốt lên giùm em kèm mét lên giùm em là xám. Xám hồng kèm mét lên giùm em, xám hồng. Có vải may áo màu đỏ tươi không chị? Màu đỏ tươi có nha. Rồi ai lại chốt lên giùm em xám hồng kèm mét lên giùm em. Chị Liên Nguyễn ơi, cái này là von nha. Xám hồng 2m cho chị Ngọc Hạnh nè. Sẽ thấy. Một. 32 này nữa. Rồi xám hồng 2m chị Ngọc Hạnh phải 2m không? Rồi ok chị nè. 2m cho chị Bích Lê Thị. Xả đi Bích Lê Thị. Xám hồng mấy chị comment lên giùm em là xám hồng cho đúng cú pháp nha. 1 2 3 4. Xám hồng giùm em. Chị Lê Nguyễn comment đúng xám hồng. Xám hồng giùm em nha. Chứ để mai mốt in deal ra về mấy chị comment kêu là ủa chị đâu có cắt. Chị cắt hồng mà đâu cắt xám nữa. Chị Thủy Lê ơi, cái này 160.000 một ký nha chị Thủy Lê nha. Cái này là 160.000 một ký, 2m đổ đồng 55.000. Chị có lấy không? Cái này là 160.000 một ký chứ không phải là giá 110.000 đâu.
Rồi chị nào lấy xám hồng, chốt xám hồng kèm mép lên giùm em. Chị Lê Nguyễn ơi, chị comment lung tung quá. Lúc thì 1m8, lúc thì 2m là sao? Rốt cuộc là 1m8 hay 2m? Em thì cầm kêu là comment là xám hồng. Chị comment là hồng, rồi ton hồng 1m8, 2m. Em nói coi dần em cắt lộn vải, hư vải với em chị Giang. Xám hồng 3m cho chị Thúy Trương nè. Ba mét cho Thúy Trương, 1m8 đúng không? 1, 2, 3. Khổ ghê luôn á, rất chi là khổ. Để em cắt chị 1m8 nha. Đồng ý. 1,6 ngàn một ký mấy chị đẹp nha, 1,6 ngàn một ký nha. Cái đó là của phần này Liên Nguyễn nha. Chị Liên Phạm ơi, mình lên số điện thoại giùm em. Chị Thủy Lê ơi, lên lại giùm em số điện thoại nha chị Thủy Lê. Chị đẹp, lên lại giùm em số điện thoại nha. Lâu quá rồi, lên lại cho em số điện thoại đi. Hai mét gì vậy? Một, hai. Chị Liên Phạm có lấy thì lên số điện thoại giùm em luôn. Giá 160 ngàn một ký hết nha mấy chị. Liên Phạm, Na Quân, Na Thủy Lê. Liên Phạm 2 mét. Liên Phạm đơn mới. Tiền nặng bằng mấy gì chị chốt chứ ha. Đổ đông cho mấy chị là 2m55 ngàn đổ về mấy chị nha. Chiều rộng 2m nè. Rồi ai lấy xám thì chốt lên giùm em xám nè mấy chị ơi. Mấy chị ơi, khách mới nhớ chọn đủ đơn giùm em. Trương à, mấy chị nhắn vô cái màn hình mấy chị đang xem nè. Mấy chị nhắn vô màn hình mấy chị đang xem nè. Có cái chữ theo dõi mấy chị. Bấm giùm em là theo dõi đây nè. Đó, có chữ theo dõi mấy chị bấm vô. Đó, theo dõi thôi là xong nha mấy chị nha. Đó là nó hiện ra đang theo dõi rồi nè. Rồi cái chuông màu trắng trắng này mấy chị bấm vô luôn. Bấm vô luôn, đó, thành cái chuông. Là có cái chuông màu đen á mấy chị. Cái chuông của mấy chị nó đang màu trắng, mấy chị bấm thành cái chuông màu đen là được nha. Là mỗi lần em like nó có thông báo nha. Rồi chị nào lấy xám thì chốt xám lên giùm em. Bấm giùm em luôn đi mấy chị ơi. Mày mai 1 giờ trưa em có like nữa, mấy chị vô chọn đủ đơn chứ để mấy chị cắt mảnh. Một mảnh là nó sẽ không đủ đơn nha mấy chị nha. Sẽ không đủ đơn á mấy chị. Mất công mấy chị coi mà em cũng xé nát vải nữa. Không có chị nào lấy xám xám hồng nữa đúng không? Rồi em lên cho mấy chị là giống như cái hoa đó luôn sao á. Rồi lên cho mấy chị làm mảnh màu vàng nè, giống như cái đó luôn sao mấy chị. Mà cái này là vàng hồng. Mấy chị chốt lên giùm em là vàng hồng kèm mép nè mấy chị nè. Vàng hồng kèm mép lên giùm em, cái này cũng to luôn nha mấy chị nha. Vàng hồng kèm mép lên giúp em. Mã vàng hồng kèm mép lên giùm em nè mấy chị. Vàng hồng. Ai lấy vàng hồng chốt vàng hồng kèm mép. Mã vàng hồng kèm mép lên giùm em mấy chị đẹp ơi. Vàng hồng kèm mép nè. Vàng hồng 3 mét cho Thúy Trương nè. Rồi ai lấy vàng hồng không mấy chị? Em con nó bụi nó bay vô. Hồi nãy Ngọc Hạnh có xám hồng không ta? Ngọc Hạnh xám hồng không? Ngọc Hạnh xám hồng, chút nữa em coi thì có Ngọc Hạnh xám hồng có chưa nha. Cái xám hồng á, Ngọc Hạnh có chưa nha. Có chưa biết?
thì nó ở trên ở đó, nó cái đó đó. Cái đó cho Ngọc Hạnh. Rồi, thủy lê 2 mét. Rồi, chị nào lấy vàng nữa thì chốt cho giùm em vàng hồng kèm mét này. Vàng hồng kèm mét lên giùm em. Mã vàng hồng. Ai? Thủy lê. Vàng hồng kèm mét lên giùm em. Ai lấy nữa thì chốt cỡ này, bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Ai lấy vàng hồng chốt vàng hồng nữa giùm em. Mã vàng hồng. Mã vàng hồng kèm mét lên giùm em nè mấy chị. Vàng hồng nha. 2 mét của nó đổ đông cho mấy chị 55 ốc dao. Đi coi thử dao. Con nó lên coi thử. Ai lấy vàng hồng chốt vàng hồng kèm mét lên giùm em với. Con cho mấy chị 2 mét. Rồi 2 mét cái này là rồi 2 mét cái này là 48 ngàn cho mấy chị. Em đổ đồng cho mấy chị là 55 mà cái này có 48 ngàn thôi nha. 48 ngàn. Tại vì có vải nặng nhẹ khác nhau mấy chị. Có mảnh thì 55 ngàn, có mảnh thì 52, có mảnh 50, có mảnh có 48 ngàn rồi mấy chị ơi. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mango này. 38 với chị Nhung Nguyễn này. Là có mảnh em cao cân nặng nhất cũng 55 ngàn nên em cứ đổ đồng cho mấy chị như vậy đó. Là 55 ngàn đổ về thôi. Nhưng ít có mảnh là 55 ngàn lắm. Nói chung là 50, 52 ngàn rồi vậy mấy chị. 1 2 3 rồi 38 chị Nhân Nguyễn này. Rồi ai lấy vàng hồng thì chốt với chị nha. Rồi cái này 20 ngàn mango mấy chị ơi. Mango lên áo 20 ngàn. Mango lên áo 20 ngàn, chị nào lại chốt lên giùm em mã 20. Chốt 20 lên giùm em nè mấy chị 20 nè. Ai lấy 20 chốt 20. Trời ơi em ngồi tẹo hông luôn. 20 em chốt cái chị Hiền Đặng nè. 20 em chốt chị Hiền Đặng. Bán phi vậy. Hello chị Ngọc Hằng nha. Đang ế quá này mới bán khuy đó chị ơi. Ồ chết rồi. Cho hai đứa kia lên, hai đứa về đây. Rồi ai lấy chốt lên giùm em caro này mấy chị nè. Ai lấy caro chốt caro kèm mét nè. Chị nào lấy caro chốt caro đi. Quên rồi, lại một quên. Các bạn quên luôn đúng không? Không quên, cái nhìn đồng hồ đâu biết. Ừ. Caro cái này là to luôn nha mấy chị nha. Cái này là to luôn giùm em caro. Duyên đề luôn á. Ai lấy chốt lên giùm em. Chị Hàng Ngọc Hàng chị vô kêu sao bán khuya vậy em. Nhìn mới nhìn đồng hồ hả? Không thôi chắc ta cũng không nhìn đâu. Kêu đi nha. Yeah. Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Caro kèm mét lên giùm em mã caro này. Chốt caro kèm mét lên giúp em mã caro. Caro là to luôn nha mấy chị nha. Caro kèm mét lên giùm em mã caro này. Caro ai lấy caro chốt caro. Đem hai cái mảnh ra bỏ trên xe út. Ai lấy caro chốt caro này mấy chị ơi, chắc to luôn giùm em mã caro này. Mã caro luôn lên giùm em nha mấy chị nha. Caro. Caro là to luôn á mấy chị ơi. Lấy chốt lên giùm em caro. Caro kèm mét lên giùm em. Mã 8. Ai lấy chốt lên giùm em mã caro kèm mét nè. Mã 8 có phải màu xanh biển không? Mã 8 là mã nào đâu chị, đâu có mã 8 đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 mã cho mấy. Caro 2 mét cho chị Thủy Lê nè. Vàng hồng bao nhiêu 1 mét. Em căng ký nha chị Giang. 1 ký của nó là 160 nè. 1 2 1 ký là 160. Đổ đồng cho mấy chị là 55 ngàn đổ về nha. Cái đây là 160 ngàn một ký nha chị Đặng Thị Mỹ Tiên nha. Rồi 2 mét cho chị Thúy Lê nè. Rồi dục ra đó nha. Chị Đặng Thị Thủy Tiên lấy thì ok. Nhưng chị Đặng Thị Thủy Tiên chị mới vô sao. Đây cắt cho. Rồi bấm nè bấm nè. Đứng đó rồi bấm nó dục ra. Chị Đặng Thị Thủy Tiên lấy thì ok nha chị nha. Cái này giá 160 ngàn một ký nhưng mấy chị nhân 2 mét là 55 ngàn đổ về cho mấy chị này.
Like chốt lên giùm em, caro kèm mép lên giùm em, mã caro này. Ai lấy caro chốt caro. Vàng hồng 2 mét cho chị Đặng Thị Mỹ Tiên này. Cái vàng hồng này kìa. Đó, cái vàng hồng đó, đưa tay đưa tay. Cho chị một cái mét 2 cái gì chị Lương Quỳnh Hoa ơi, cho chị một mét 2 cái gì ạ? Đặng Thị Mỹ Tiên. Cho chị 1m2 cái gì, comment là caro 1m2 giùm em đi chị Đặng, chị Lương Quỳnh Hoa chứ quên. Comment giùm em là caro 1m2 đi chị Lương Quỳnh Hoa. Caro 1m2 giùm em đi chị. Comment đúng cái phép giùm em nha, caro 1m2. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã này, chị nào lại chốt lên giùm em. Lại chốt lên giùm em. Cái này em có được gần 3 mét này mấy chị này, 3 mét form lụa này. 3 mét form lụa, ai lấy chốt lên giùm em. Cái này không cần lót, mềm rũ lắm luôn này mấy chị này. Rất là mềm rũ luôn. Lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em mã 43. Chốt 43 lên giùm em này mấy chị, 43 ngàn này. Mã 43, ai lấy 43 chốt 43 lên giùm em mã 43 này mấy chị. Mã 43 lên giùm em nha mấy chị nha, 43k. 43 em chốt chị Xeo Mi. 43 em chốt chị Xeo Mi này. 43 em chốt chị Xeo Mi. Ừ. 43 ngàn chị nào lấy thì mình chốt 243 chốt. Caro 1,5 m chứ chị Đặng Thị Mỹ Tiên này. Caro là ton nha mấy chị nha. Mẹ bé, cả bé. Rồi rồi rồi. Rồi đưa cái mặt đỏ đỏ. Rồi màu đỏ này mấy chị ơi, đây là Xeo Mi nè, đỏ này. Đỏ cái này là cát à. Cái này là chéo giùm em, chéo thái giùm em nha. Lấy chốt lên giùm em. Đỏ này mấy chị nè, đỏ này. Ai lấy chốt lên giùm em mã đỏ. Đỏ này em có 3,5 m. 3,5 m đỏ, chị nào lấy chốt lên giùm em 3,5 m nè. 3,5 m đỏ, lấy chốt lên giùm em mã 114. Bỏ bỏ lên cái trong đi. 114 chị nào lại chốt lên giùm em mã 114 đó. Rồi cái tay này nữa. 114 mấy chị ơi, ai lấy chốt lên giùm em mã 114 hoặc là chia ra. Đỏ này mã 114 hoặc là chia ra giùm em. 114 nha mấy chị nha, 114 hoặc là chia ra giùm em 3,5 m nè. 3,5 m 114.000. Mã 114 mấy chị, 114 cho Xeo Mi nè. À, lấy 1 mét hả chị? Chị lấy đỏ đô không? Chứ em không có đỏ tươi nha, đó lấy cái mảnh là đỏ nữa. Rồi lên cho mấy chị một mảnh thêu về pha phối nè mấy chị. Thêu về pha phối nha. Lấy chốt lên giùm em thêu. Còn mảnh đỏ nào lụa nhìn thôi. Lấy chốt lên giùm em mã 19 nè. Lấy chốt mã 19 lên giùm em nha mấy chị, 19. Nhìn ở giữa. 19 ngàn chị lại chốt lên giùm em mã 19. Có 19 ngàn, ai lấy 19 chốt 19 lên giùm em mã 19. Ngay chỗ cái tay của Ngọc. Không, ở phía ngoài xíu. Không phải, ngay chỗ cái mảnh vàng mà ở phía dưới cái mảnh vàng á. 19 ngàn bôi lên đó. Rồi em còn mảnh đỏ đô này chị này. Đỏ đô, 19 em chốt chị Kim Huệ nè. Rồi cái này em có được 1,5 m nè mấy chị.
một mét rưỡi, chị nào lại chốt lên giùm em 1,5 m, lại chốt lên giùm em mã 33, chốt lên giùm em 33 này mấy chị này, 33 ai lấy 33 chốt 33 giùm em. 1,5 m đỏ đô 33 ngàn, cái này là đỏ đô nha mấy chị nha, 33 ngàn. Chị nào lại chốt lên giùm em 33, ai lấy 33 chốt 33 giùm em mã 33, mã 33 lên giùm em này mấy chị, 33 ngàn này, chốt mã 33 lên giúp em, mã 33. Ai lấy 33 mình chốt 33 này mấy chị, 33k nè. Rồi này lên áo nè mấy chị nè, von nha. Von lên áo, chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em, mã áo nè. Áo 16 ngàn, ai lấy 16 chốt 16 giùm em mã 16. Chốt mã 16 lên giùm em này mấy chị, 16 ngàn nha, lấy chốt 16 nè. Mã 16 lên giùm em. Ai lấy 16 chốt 16 này mấy chị, 16k. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nữa nè. Chị nào lấy chốt lên giùm em. Rồi cái này em còn 3,5 m nè mấy chị. 3,5 m lụa nha mấy chị nha, 3,5 m. Lấy chốt lên giùm em 3,5 m, 78 ngàn. 78 ngàn, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 78 nè. Bỏ vô cái hộp sau. 78 ngàn, ai lấy chốt lên giùm em mã 78. Chốt 78 lên giùm em nè mấy chị, 78k. Mã 78 mấy chị nha, 78k nè. Rồi lên cho mấy chị khúc satin này mấy chị ơi. Ai lấy satin ô thì chốt lên giùm em satin. Satin nha mấy chị nha, satin. Cái này em còn 3 m satin nè. 3 m satin chất bao đẹp cho mấy chị luôn, 3 m. 3 m satin chất bao đẹp. Phải màu gì chị Kim Huệ? Màu gì chị? Ai lấy chốt lên giùm em mã 47. Màu gì chị nói em có thì em đưa lên. 47 ngàn, chịu lấy chốt lên giùm em satin 47. Trời cái này siêu đẹp luôn á mấy chị. 47 ngàn, chắc mát rồi luôn nha, chắc satin đẹp giùm em 47 ngàn. Ai lấy chốt lên giùm em mã 47 này, 47 ngàn, xanh biển hả? Coi thử trong cái đống đó có xanh biển không, cái đó là xanh đen rồi. 47 ngàn, ai lấy chốt lên giùm em mã 47. Không có sao chị ơi, cũng có màu xanh nhưng mà không có xanh biển, có xanh coban á. 47 ngàn, ai lấy chốt lên giùm em mã 47 nè. Rồi nền cam hoa trắng, chị nào lấy chốt lên giùm em, cái này đủ lên áo cho mấy chị nè, chắc bao đẹp. Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em, áo nhân 20 ngàn. Mã áo 20, ai lấy áo 20 chốt lên giùm em mã áo 20 nè. Áo 20 nè mấy chị, lấy áo 20 chốt áo 20 giùm em mã áo 20. Chị nào lấy áo 20 chốt áo 20 giùm em. 20 em chốt chị Ngọc Hằng đơn mới nè, làm đơn Ngọc Hằng. Làm đơn Ngọc Hằng ở số. Ở dưới bì. Rồi cái này ai lấy chốt lên giùm em, cái này em có được 2,2 m nè mấy chị, 2,2 m lụa 75D chắc co giãn mềm rũ cho mấy chị nè. 2,2 m, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 42. 2,2 m 42 ngàn, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 42 nè mấy chị, 42k. Lấy chốt mã 42 lên giùm em mã 42. Mã 42 nha mấy chị nha, 42k, 2,2 m, 42 ngàn. Lấy chốt 42 lên giùm em nè mấy chị ơi, 42k. Rồi đây xanh biển đây. Cái này em có 1,5 m nè. 1,5 m 100D. 42 em chốt chị Huyền Thương. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 38. 38, chị nào lấy 38 chốt 38 lên giùm em. 38 ngàn, ai lấy chốt lên giùm em mã 38 nè. Mã 38, lấy chốt lên giùm em mã 38 nè, 1,5 m 38 nè. Chốt 38 lên giùm em nha mấy chị nha, 38k. Mã 38 nè, 38 chốt chị Kim Huệ nè. 38 cho Kim Huệ. Rồi lên cho mấy chị một khúc áo luôn nè mấy chị. Ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Mã áo nha mấy chị nha. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em áo nè, 18 ngàn. Áo này 18 ngàn thôi. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 18. Chốt 18 lên giùm em. 18 ngàn. Ai lấy chốt lên giùm em 18 nè. Mã 18 lên giùm em 18 ngàn. Lên áo cho mấy chị. Mấy chị nè, 18 ngàn. Mã 18 mấy chị ơi, 18. 18 giùm em.
Rồi lên cho mấy chị một khúc lụa tơ này mấy chị ơi, lụa tơ cái này thì không cần lót giùm em. Lụa tơ cái này em có được 1,5 mét lụa tơ này. 1,5 mét lụa tơ nha mấy chị nha. Lấy chốt lên giùm em. Cái này 2-3 ngàn thôi mấy chị. 2-3 ngàn rồi, cái này chắc mềm rũ mát rồi luôn nha mấy chị. 2-3 ngàn giùm em. Mã 23 chị nào lấy 23 chốt 23 giùm em này, mã 23. Mã 23 đưa hàng ra. 23 ngàn ai lấy chốt lên giùm em mã 23 này. Chốt 23 lên giùm em mã 23. Màu trắng hả chị? Rồi cái này em có 1,7 m nè. 1,7 m chị nào lấy chốt lên giùm em 23 cho Hiền Thương này. Lấy chốt lên giùm em mã 38 nè. Đẹp xuất sắc luôn, 38 ngàn nha mấy chị. Màu trắng hả? Để mai em kiếm cho chị Kim Huệ. 38 ngàn chị lại chốt lên giùm em 1,7 m 38 ngàn, họa tiết bao đẹp cho mấy chị luôn. 38 ngàn này. Ai lại chốt lên giùm em mã 38 chốt chị Ngọc Hằng này. 38 với chị Ngọc Hằng. Rồi lên cho mấy chị một khúc áo này mấy chị ơi. Ai lấy áo chốt áo. Cái này nó bị mất khổ rồi, để em sale cho mình nha. Sale cho mình về lên áo thì mấy chị lên. Sale cho mấy chị còn 10 ngàn này. Sale cho mấy chị còn 10, chị nào lấy 10 chốt 10 lên giùm em mã 10. Như biết đen đó. 10 chị nào lấy 10 chốt 10 sale 10, mấy chị bấm sale 10 giùm em. Ghi có chữ sale 10 giùm em nha mấy chị nha, để nhân viên em biết nha. Mấy chị bấm sale 10 thì nhân viên em biết nó mới trừ tiền cho mấy chị, cho mấy chị bấm không vậy là nó bỏ lên cân nó cân luôn. Sale 10 chị nào bấm sale 10, sale 10 cho sale mi. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa nè, chị nào lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em nè mấy chị nè. Trời ơi cái này đẹp quá. Cái này đẹp mấy chị ơi. Rồi cái này em có 4,8 m nè mấy chị nè. 4,8 m nha, chắc lụa. Mấy chị không lấy hết thì mấy chị chia đôi nha. Đẹp xuất sắc luôn á mấy chị. Lấy chốt lên giùm em mã 64. Chốt 64 lên cho em nè mấy chị, 64 ngàn nè. Lấy chốt 64, 4,5 m, 64 ngàn mấy chị ơi. 4,8 m chứ. 64 ngàn lấy hết thì chốt, không thì mấy chị chia đôi ra cũng được nè. Cái này mấy chị lên áo kiểu, lên pyjama, lên áo dài cũng được hết. 64 chốt chị Huyền Thương nè. 64 cho chị Huyền Thương. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh áo nè. Chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em. Lấy áo chốt áo lên giùm em. Rồi mấy chị mạng sau chậm rồi. Chị Thúy Lê nè, Xeo Mi, Thạch Thái Phượng nè. Rồi cái này 24 ngàn. Mấy chị bấm theo dõi trang fanpage của em nha. Trưa mai 1 giờ em có like mấy chị. Trưa mai 1 giờ em like nha. Rồi ai like chốt lên giùm em. Cái này đủ áo nè mấy chị nè. Đủ áo nhí nha. Nhí màu đen, ai like chốt lên giùm em 24 ngàn nè mấy chị. 24 ngàn chốt mềm rũ giùm em 24. Like chốt 24 lên cho em nè mấy chị nè. 24 nha. Chốt 24 giùm em mã 24. Rồi cái này em có 1,5 m nè. 1,5 m chị nào lấy chốt lên giùm em 1,5 m. Ai lấy chốt lên giùm em 1,5 m màu vàng 28 ngàn. Chốt 28 lên giùm em nè mấy chị, 28k. Mã 28 mấy chị ơi, 28 nè. Mã 28 nha mấy chị nha, 28. 28 thôi chứ đâu có sale đâu chị Ngọc Hằng. 28 ngàn lấy chốt mã 28 giùm em. Em đâu có đọc sale đâu. 28 chị nào lấy 28 chốt 28. 28 ai lấy chốt 28 đến giùm em 28 cho Thạch Thái Phương này. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von này, chị nào lấy von chốt von lên giùm em mã von. Cái này em có 2 m. Quên. Lấy chốt lên giùm em 2 m này, 2 m von tơ 24 ngàn. 2 m von tơ màu vàng 24, chị nào lấy 24 chốt 24 này mấy chị. 24 ai lấy 24 mình chốt 24 mấy chị ơi, 24 ngàn nha. Lấy chốt 24 lên giùm em mã 24. Chốt 24 lên giùm em mã 24. 24 em chốt chị Ngọc Hằng nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa nè. Mấy chị nghe em đọc von lụa kỹ càng nha. Nghe em đọc von lụa kỹ càng nha mấy chị. Rồi cái này em có 1,8 m. Chị nào mà không may được von thì mình đừng chốt nha mấy chị nha. Em có đọc rõ hết á. Rồi cái này 37 ngàn lụa nè. Lụa 37 ngàn, ai lấy chốt lên giùm em mã 37. 37 ngàn, ai lấy chốt lên giùm em von lụa 37 ngàn. Cái này không cần lót đâu mấy chị, 37 ngàn. 37 ngàn lụa có co giãn nhẹ cho mấy chị, 37. 37 em chốt chị Ngọc Hằng luôn nè, 37. Rồi thú này mấy chị, cái này mấy chị lên pyjama nha. Chị nào trắng da lên đẹp lắm nè.
thú chắc 100D giùm em, lụa thú này. Lụa thú này em còn 3 mét, hình con voi, con cột, à con cột, con báo gì này mấy chị, 3 mét lụa thú này. 3 mét lụa thú, chị nào muốn xé đôi về may bộ đồ đùi thì em cắt cho nha. 3 mét lụa thú 54.000. 3 mét 54, chị nào lấy 54 chốt 54, thú 54 này. Thú 54 mấy chị ơi, ai lấy thú 54 chốt lên giùm em. 54, ai lấy 54 chốt 54 thú giùm em, thú 54 này. Mã thú 54 giùm em nha mấy chị, thú 54 giùm em. Trời ơi cái tơ này mấy chị nè. Em nói nó mướt ruột cái tay luôn nha. Nó rất là mướt luôn nha mấy chị nha, tơ này là tơ. Em chào chị Văn Hương. Dạ không, không có chị Văn Hương ơi, không có nha. Rồi cái này em còn 4 mét này mấy chị nè, 4 mét này mấy chị. Tơ von nó mấy chị, về mấy chị lót giùm em nha. Nó đẹp cực kỳ luôn. Em có 4 mét nè, 4 mét 46 ngàn mấy chị. 4 mét 46 ngàn, hai mấy ngàn một mét á. 4 mét 46 ngàn mấy chị lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em 46 ngàn thôi. Nó mướt cực kỳ mướt luôn, 46 ngàn giùm em. Cái đó là tơ, von tơ 46 ngàn. Von tơ 46, chị nào lấy 46 chốt 46 lên giùm em, mẹ 46. Rồi von tầm giùm em nè, cái này là von tầm. Von tầm chị nào lấy chốt lên giùm em, von tầm em có được 5 mét von tầm xích này. Von tầm xích chị nào lấy chốt lên giùm em, von tầm xích này. Von tầm xích thì 81 ngàn nha mấy chị nhăn, rồi chia cho chị một thằng. Von tầm xích nha mấy chị. 82 ngàn, 81 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em, mã 81 này. Rồi chị nào chia nữa thì em chia cho nha. Rồi von tầm xích 81 nha, chị lại chốt lên giùm em mã 81 5m này mấy chị nè. Lấy hết thì chốt, không thì chia cái này von tầm về mấy chị may áo sơ mi giùm em. Lên áo sơ mi hoặc mấy chị lên maxi, mắt đồ gì cũng đẹp hết nha. Xích này mấy chị, lấy chốt lên giùm em mã von tầm. Von tầm giùm em, rồi em có nha. Dập nhung này mấy chị nè, dập nhung. Dập nhung trái tim này mấy chị. Dập nhung hình trái tim, cái này cũng von tầm, em có 1m2. Cái này em có 1m2 thôi mấy chị ơi, 1m2. 1m2 von dập nhung, ai lấy chốt lên giùm em 1m2, 29.000. Nó nặng là nó nặng cái nhung này mấy chị nè. 29.000 rất là sang luôn, 29k. Dập nhung giùm em 29.000, ai lấy chốt 29. 29 ai lấy chốt mã 29, 29 cho Xiaomi nè. 29 cho Xiaomi. Rồi lên cho mấy chị phúc von nhí nè. Von nhí chị nào lấy chốt lên giùm em von nhí. Dục cái đó đi. Đây. Von nhí chị nào lấy chốt lên giùm em von nhí nè. Cái von này đẹp quá. Lấy chốt lên giùm em có 1m8 27.000. 27.000 mấy chị lên đổ một cái đầm 27.000 giùm em, 27. 27 1m8 27.000 này mấy chị thấy cái hoa của nó nhí thiệt là đẹp luôn. 27.000 này mấy chị ơi, 27, ai lấy 27 chốt 27 giùm em, siêu đẹp luôn, chinh phong nha mấy chị nha, 27 nè. 27 em chốt chị Ngọc Hạnh nè. Rồi mấy chị dập nhăn về may cho bé nè mấy chị. Dập nhăn về may cho bé giùm em nha, cái này em có 3,5 mét nè. Đó, cái này dập nhăn này mấy chị về mấy chị may mấy cái áo, mấy cái váy mà rùng rùng á mấy chị, rùng dây á mấy chị, hoặc là may áo bẹp vai nè, may đầm cho bé nha mấy chị nha, siêu đẹp luôn. Đó, mấy cái nó làm mấy cái dập nhăn này rất là dễ thương luôn. Lấy chốt lên giùm em 3,5 mét nè. 3,5 mét chị nào lấy chốt lên giùm em 3,5 mét, 82.000. 82.000 chị lấy chốt lên giùm em mã 82. Mấy chị không lấy hết thì chia đôi mấy chị nha. Đó, mấy chị không lấy hết thì chia đôi giùm em mã 82 nè. Chốt 82 lên giùm em mã 82. Lên đầm rất là đẹp. 82.000 chị nào lấy chốt lên giùm em 82.000. Mã 82. Rồi von này mấy chị, ai lấy von thì chốt von. Cái này em có 1,5 mét nè. 1,5 mét von này mấy chị. 1,5 mét von. Chia cho chị Ngọc Hằng này. 1,5 mét chị nào lấy chốt lên giùm em mã 25. Chốt 25 von 1,5 mét này mấy chị. 1,5 mét 25 giùm em. 1,5 mét 25, chị nào lấy 25, chốt 25 giùm em nè. 25 von nha mấy chị nhân, von 25 giùm em 1,5 mét. 25, chị nào lấy 25, chốt 25 giùm em nè. Mã 25 von.
con chị là lái chốt lên giùm em 25 này mấy chị, 25k siêu đẹp luôn. Lái chốt mã 25 lên giùm em, mã 25 được không? Mã 25 mấy chị ơi, 25 em có dập nhăn hồng nữa này mấy chị này. Tầng mãi là màu vàng, còn đây là hồng này, chị nào muốn lấy hồng thì chốt hồng nha. Hồng này em cũng chia cho mấy chị được luôn này, hồng này cũng hồng này có 3 mét. Cũng có 3 mét em, chị nào muốn chia thì em chia cho hồng dễ thương. Ai lấy hồng thì chốt hồng lên giùm em mã hồng. Rồi xanh nữa này mấy chị ơi, xanh. Xanh nhí này. Xanh nhí cái này đủ lên áo cho mấy chị thôi, xanh nhí. Ai lấy nhí chốt nhí lên giùm em mã 21. Mã 21 chị nào lấy 21 chốt 21 lên giùm em mã 21 nhí xanh lên áo 21.000. Nhí xanh lên áo 21.000 chị lấy chốt lên giùm em mã 21 này. Chốt 21 lên giùm em ạ. Mấy chị ơi 21. 1 mét hồng cho chị Bích Lê thầy. Ngủ thôi hai mẹ con nhà nó ơi nè. Được cái hồng. Rồi ai lấy chốt lên giùm em. Chúc chị ngủ ngon nha, chị ngủ trước đi. Rồi cái này em có 1 mét rưỡi nè. 1 mét rưỡi lụa 100D này, lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em nè. 1 mét cho chị Bích Lê thị nè. Cái này lên đồ cho bé cưng lắm luôn rồi mấy chị. Bích Lê thị nè. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 30 nè. Chốt mã 30 lên giùm em nha mấy chị nha. Tại hồi trưa like ế quá mấy chị, giờ like ráng vậy á. 30.000 triệu like chốt lên giùm em mã 30. Cho đắt là chậm chậm giờ nghỉ mất rồi mấy chị ơi. 30.000 like chốt lên giùm em mã 30 nha. Chốt 30 lên giùm em. Rồi à, van theo hạt nổi này mấy chị nè. Thôi van theo hạt nổi màu à. Cái này em có 1 mét rưỡi màu kem. Hạt nổi lớn này màu kem. Lai chốt lên giùm em 30 hả? 30 cho chị Huyền Thương này. Lai chốt lên giùm em mã 24. Chốt mã 24 lên giùm em theo hạt nổi 24 này mấy chị. 24. Lai chốt 24 lên giùm em 1 mét rưỡi này mấy chị. 1 mét rưỡi. Vải rẻ thật đẹp nữa mà hết tiền đúng không? 24 lai chốt 24 lên giùm em mã 24. Cái này hồi trưa mấy chị chốt mà bị hụt này. Dạ em con này mấy chị này, cái này về mấy chị lên đầm lên đồ cho bà cho mẹ đẹp lắm. Cái này ai lái chốt lên giùm em. Cái này mấy chị lên lên bộ cho người lớn cũng được. Lái chốt lên giùm em, cái này em có được 1m7 này mấy chị. 1m7 nha, siêu nhẹ. 1m7 ai lái chốt lên giùm em mã 32. Mã 32 mấy chị ơi, lên đồ cho bà cho mẹ sang này. 1m7 32.000 mấy chị, 32.000 giùm em mã 32. Chốt 32 lên giùm em mã 32 nè. Mã 32 mấy chị nhân 32. Rồi cái này em có 1m4 von. 1m4 von chị nào lại chốt lên giùm em 1m4 nè. 15.000. 1m4 15.000. Ai lại chốt lên giùm em 1m4 15. 15 chị nào lấy 15 chốt 15 lên giùm em mã 15 nè. Mã 15 ai lấy 15 chốt 15 mấy chị. 15 1m4 tơ 15. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa nè, lụa hàng châu. Cái này em có 1m7 nè. 1m7, lấy chốt lên giùm em 15 cho chị Lương Quỳnh Hoa. 1m7, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 38. Chốt 38 lên giùm em nè mấy chị, 38.000 lụa nha. Lụa 38, chị nào lấy 38, chốt 38 giùm em mã 38 nè. Mã 38 lên giúp em nha mấy chị ơi, 38k. Rồi lên cái mảnh này cho bé nè mấy chị nè. Lên cái mảnh này may cho bé, còn không thì mấy chị may cho mấy chị cũng được. Cái này em có 1m1 này. Đẹp quá. 1m1 cái này chắc hợp với chị Kim Huệ quá. Lấy chốt lên giùm em chào chị Nguyễn Huyền Ngọc. Rồi cái này 23.000 này mấy chị. 23.000 may đồ cho bé này, 23. Lấy chốt mã 23 lên giùm em mã 23. Chốt 23 lên giùm em này mấy chị này, 23.000. Mã 23 ai lấy 23 chốt 23 giùm em. Chốt mã 23 lên giùm em nè mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nữa. Cái này em có 2 mét nè mấy chị. 2 mét. 2 mét lụa hoa lớn nè. 2 mét lụa hoa lớn. Lấy chốt lên giùm em mã 34. Mã 34 chị nào lấy 34. Chốt 34 lên giùm em mã 34. Chốt 34 như mấy chị nhân 34 nè. Ai lấy 34 mình chốt 34. Rồi nghỉ mấy chị ha.
Nghỉ mai 1 giờ trưa mai em like được nha. 1 giờ trưa với lại tối 7 giờ nha. Cảm ơn mấy chị ủng hộ em nha. Bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Chấm 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 lên đây mấy chị, để thấy em chào mấy chị luôn nè. Rồi ba tên chúc chị Huyền Thương nè. Rồi chúc chị Huyền Thương ngủ ngon, chúc Lương Quỳnh Hoa ngủ ngon nha. Chúc mấy chị hết ngủ ngon nha. Bye mấy chị nha. Bye mấy chị, 1 giờ trưa mai gặp lại.